mừng các bạn đã nghe chuyện tại kênh Đồng Nhân Audio. Nếu thấy hay hãy cho mình sinh một đăng ký kênh chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Hải tạc vô hạn chế thăng cấp cân vớt của tác giả Lão Binh Bất Tử thể loại đồng nhân hệ thống. Hải tạc vô hạn chế thăng cấp cân vớt, chương 241 biệt khuất hải quân, mà mắt ưng bản thân cũng không có nhiều như vậy xoắn suýt, bản thân hắn trở thành thất vũ hải chính là đế nhất an bài, tất nhiên bây giờ cần từ bỏ, Đối với loại này hư vô xương hào hắn nhưng không có cái gì đáng giá lưu luyến cảm giác. Hừ, đưa kiêu mi hóc, người cần phải biết rằng, nếu như người từ bỏ thất vũ hải lập trường, mang ý nghĩa chúng ta sẽ là địch nhân, người xác định tại trước mặt của ta có thể chạy trốn sao. Chiếm quốc mặt nạ xương lạnh nói, mặt ưng tại trong ấn tượng của hắn là cái tương đối đáng tin cậy thất vũ hải, ít nhất không hướng khác mấy vị kia hoặc là cùng hung cực ác, hoặc là lòng mang ý đồ xấu. Loại thực lực này cường đại lại tương đối chính trực hải tạc là trong lòng hắn phù hợp thất vũ hải. Xin lỗi, chiến quốc, các ngươi lúc đó đường vòng A, hoặc đánh bại ta, bằng không không cần nghĩ từ nơi này thông qua, đây là ta điện hạ yêu cầu. Mặt ưng đem trong tay hắc đao vung lên, nhắm ngay cầm đầu chiến quốc. Vô thượng đại khoái đao hắc đao đêm, người biết nhìn hàng trong lòng nghiêm nghị, người không biết hàng cũng bị mắt ưng khí thế chân NSIOTA. chập chậc chật không hổ là thất vũ hải một trong diêm này phần can đảm là đủ rồi, để lão phu tới lĩnh giáo phía dưới người cao chiêu A. Kizaru Bossalino cười đứng thẳng lên, hai tay khoanh ôm cánh tay, hắn mũi chân xuất hiện màu vàng thập tự điểm sáng. Kim quang thoáng qua, hắn đã xuất hiện ở mắt ưng trước mặt, khoảng cách của hai người không đủ một thước, bĩu môi nói, có hưởng qua bị quang đá trúng hương vị sao. Cú đá tốc độ ánh sáng, ta -ha, ha 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 mắt ưng ngươi là tên khốn kiếp đều không đợi ta a làm hại ta suýt chút nữa lạc đường, lại là gia hỏa này, cuối cùng đến phiên bản lớn. Ra, lôi quyền, oanh, một đảo cực kỳ trói mắt màu xanh trắng lôi điện từ xa đến gần tốc độ ánh sáng lao vùn vụt tới, thời gian trong nháy mắt phát sau mà đến trước, đụng vào tia chớp vàng đá lên. Kim sắc quang mang cùng màu xanh trắng lôi điện đan xen vào nhau, đâm vào mắt người đau nhức. Kizaru công kích bị một phần không dư thừa ngăn lại. Tia sáng ảm đạm xuống, ở trước mặt mọi người nhiều một đám sau lưng có ngắn nhỏ cánh người, cầm đầu chính là bọc lấy khăn trùm đầu, hai lỗ tai. Rủ xuống ni lộ, còn lại nhưng là thần quốc các tinh anh, đã trang bị chiến đấu phục còn có đủ loại sò so hến. Thần hải tạc đoàn, bọn gia hòa này như thế nào xuất hiện ở đây? Bọn hắn không phải tại Tây Hải sao? Tạc đoàn đoàn trường Ino, tiền thường bốn ức Belly, thất phú hải một trong, nghe đồn hắn lôi thần hải tạc rơi mất mấy chục cái khổng lồ đoàn hải tạc, thậm chí có mấy cái quốc gia đều bị tiêu diệt. Một đám điên rồ, bọn hắn cũng không muốn sống. Inu lôi thần đoàn hải tặc danh tiếng xem như không nhỏ, bản thân những thứ này thành viên nòng cốt chính là thần vệ, tinh thông song sắc bá khi cùng hải quân sáu thức, lại phối hợp Reju nguyên chế chiến đấu phục, tăng thêm thần quốc một năm kia chinh chiến ăn ý phối hợp, cái đội ngũ này sức chiến đấu cường hãn có chút đáng sợ. Nhìn Inu dáng vẻ tựa hồ còn chiêu thu một chút không tệ người mới mặt ưng cân ban Soko cô thật xa liền phát hiện Ino, gần một năm thời gian không thấy, hai người một mực đều là đế nhất tay trái tay phải, khai quốc công thần, có không nhất thiết chiến hữu tình tiết. Lập tức mắt ưng cười mắng đứng lên, làm ăn cũng không tệ, nhìn ngươi đội ngũ khổng lồ không thiếu, cũng không biết chính ngươi tu hành có phải hay không rơi xuống. Ino không cam lòng tỏ ra yếu kém mà tiếng hừ đứng lên, yên tâm đi, ta cái gì cũng biết rơi xuống chính là tu hành sẽ không rơi xuống, bất quá gần nhất nghe nói dâu trắng đối người đánh giá thế nhưng là rất cao a à. ha ha hai người ngươi một câu ta một câu trực tiếp không để ý đến đại tướng borsalino dẫn đến người khác lơ lửng trên không trung một mặt lúng túng nơi xa quan chiến các binh sĩ hải quân sĩ kỳ thực kinh ngạc không thôi cái này bọc lấy khăn trùm đầu ra hòa vậy mà chặn đại tướng borsalino công kích đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại tướng kizaru công kích thế nhưng là trong hải quân nhanh nhất trừ phi tốc độ của đối phương cũng có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, hơn nữa thể thuật còn đủ mạnh mẽ. Cùng là đại tướng Akainu không khỏi nhìn chằm chằm Ino, tiểu tử này trước đây bất quá là đế nhất bên cạnh mã tử một dạng gia hỏa, bây giờ lại có thể ngăn chờ Kizaru. Đại tướng Kuzan nhưng là cuối cùng không còn là một bộ dáng vẻ lười biếng, bắt đầu nghiêm túc. Ino, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ vi phạm trước đây thất vũ hải ước định sao? cũng không nên cho là hai cai thất vũ hải có thể tại trong hải quân nhấc lên bao nhiêu sóng gió tới, Impel đau bên trong có thể không thể thiếu giống như ngươi tự cho là cường đại lại tên mô xuẩn. Chiến quốc trầm giọng quát lên, "Cũng ha ha ha, hải quân nguyên soái, bản lớn, ra cần nghe lời ngươi. Ngoại trừ lời điện hạ bản lớn, ra nhưng ai mà nói cũng sẽ không nghe, thức thời một chút hay là cho bản lớn. Ra cút về a, à, con đường này bản lớn, ra phong, Ino, ừm sao hảo cuồng tiếu?" đối với chiến quốc uih iota không chút phật lòng chiến quốc sắc mặt khó coi đi theo hải quân từng cái cũng giống là nhìn người điên nhìn xem ino cùng mắt ưng còn có một đám lôi thần đoàn hải tặc thành viên điện hạ điện hạ là ai vậy mà thân là thất vũ hải cam tâm tình nguyện bị người chỉ điểm sao hai người trong miệng đều nói có cái điện hạ gia hỏa này đến tột cùng là ai chiến quốc rất muốn biết hắc hắc muốn biết không nói cho ngươi ino ra vẻ thần bí nói tức giận chiến quốc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, hai cái cuồng vọng tự đại tiểu tử, trực tiếp giam giữ đến tầng thứ sáu, đời này đừng nghĩ đi ra. chương 242 từ trên trời giáng xuống, nghe vậy, Akainu nhìn cô gian một mắt, hai người này liền giao cho ta cùng Kizaru Cô gian biểu thị ngầm thừa nhận, dù sao đối với mặt cũng mới hai viên đại hải tặc, nếu như xuất động quá nhiều hải quân đi đối phó sẽ có tổn hại hải quân uy vọng lấy được chiến quốc sau khi cho phép, Kizaru nhìn xem Ino nở nụ cười, trở thành thất vũ hải liền bản thân bành. Chướng sao cũng đừng quên ngươi khi đó bất quá là bên cạnh người kia quét dọn rác rưởi vai phụ thôi. Kizaru đáng giá là hương sóng đê trong trận chiến ấy Ino bị đế nhất ngăn lại, hắn đang phụ trách thanh lý tạp ngư. Ino cười hắc hắc, cũng vậy, người cũng bất quá là người khác dưới kiếm người nhát gan kẻ chạy trốn thôi. Ha ha, muốn hay không lại tới một lần nữa. Yên tâm bản lớn, ra sẽ thả ngươi một con ngựa, thực sự là làm cho người sợ. Tia laser, một chùm ngưng thực đến cơ hồ trở thành thực chất kim sắc tia sáng từ Kizaru trong tay xạ. Ra, trực chỉ Ino mi tâm, hắc hắc, liền tài nghệ này sao? Đại tướng 827 cũng không tệ như thế thôi. Điện giật, màu xanh trắng lôi điện cùng kim sắc tia sáng đụng vào nhau, nổ tung tiêu thất, mà Ino bản thân cũng hóa làm tia chớp màu xanh trên không trung tốc độ ánh sáng di động, Cùng đồng dạng tốc độ ánh sáng di động Kizaru chiến đấu kịch liệt. Phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của hai người, chỉ thấy giao chiến vị trí có kim sắc tia sáng cùng màu xanh trắng lôi điện bạo liệt ra, không ngừng truyền đến từng trận âm thanh chấn động. Phía dưới nên chúng ta, Drockiu Mihawk, ngươi làm quyết định này còn đủ ngu xuẩn, để cho ta tới chôn vùi ngươi đi. Akainu cười lạnh, phun lửa lớn, tựa như hỏa diễm lưu tinh cực lớn hỏa quyền từ hắn trong quả đấm bộc phát ra không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt bị làm nóng lên cao, đón mắt ưng đầu chính là một quyền. Như người mong muốn, mặt ưng ăn nói có ý tứ mà nhổ, ra hắc đao, đón phun lửa lớn chính là nhất chạm Xì màu xanh lá cây chảm kích mà qua, đem cắt thành hai nửa, thế đi không ngừng chảm kích càng là bên cạnh. ầm vang một tiếng thật lớn, gây nên cao tới cự, được đứng ở mép thuyền những hải quân kia mặt như thổ, một trận hoảng sợ. Akainu cũng trong lòng run lên, chính mình lớn sao đơn giản cắt ra. Mặt ưng cường đại có chút ra ngoài ý liệu, nhưng thân là đại tướng có tuyệt đối. Minh cầu, Akainu mấy cái cực tốc nguyệt bộ bật lên, nắm đấm mãi cho đến cánh tay vị trí trực tiếp biến thành dung nham cự khuyển, mở ra rực. Nóng huyết bồn đại khẩu, hướng về mắt ưng trực tiếp cắn xuống. Thật đúng là xem thường người A, à. mặt ưng bất mãn nói, trong mắt màu vàng óng bên trong thoáng qua vẻ tàn khốc, hắc đao đêm trên không trung lôi ra một đạo hẹp dài đau khí đào khí phát ra một tiếng kịch liệt tiếng kêu to, tựa như màu xanh lá cây diều hâu đồng dạng bay ra. Diều hâu chảm, oanh, tiếng va đập bên trong, Akainu bổ nhào mà đến thân hình bị chạm kích ngạnh sinh sinh ngừng, Akainu không cách nào lại tới gần một chút. Gia hỏa này, chiến quốc không nghĩ tới mắt ưng trường thành sẽ như thế nhanh, vậy mà bây giờ có thể ngăn cản được Akainu công kích. Mặc dù Akainu cũng đồng dạng vừa mới tấn cấp đại tướng không lâu, nhưng mà tự nhiên hệ chỗ tốt chính là cho dù là vừa mới tấn cấp, hắn đã có thể phát huy ra cường hãn vô cùng thực lực. Mặt ưng cùng Akainu cũng đánh quên cả trời đất, một cái vung ra màu đỏ thẫm nắm đấm, một cái khác nhưng là dùng hẹp dài hắc đau không ngừng phản kích, không ngừng có chạm kích cùng dung nham rơi vào trên mặt biển, lập tức lại là nổ hài lại là cắt sóng được không náo nhiệt, đến nỗi thắng bại, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra. Trên bầu trời, cùng Ino chiến đấu Kizaru càng lớn càng kinh ngạc, trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử, Hắn không khỏi tốc độ di chuyển cùng mình Pika Pika No Mi đồng dạng là tốc độ ánh sáng, hơn nữa cũng là tự nhiên hệ, bản thân thể thuật cũng không phải là cường hãn vô cùng Kizaru cùng Ino đối mặt, này liền mang ý nghĩa một hồi ngày rộng cầm. Lâu chiến đấu, lôi thần đoàn hải tặc đông đảo thành viên nhưng là nổi bồng bình giữa không chung, cảnh giác nhìn xem hải quân nhất cử nhất động, một khi thuyền trưởng Ino cần giúp, hoặc hải quân phát động công kích, cái kia hải quân sẽ nghênh đón bọn hắn kinh khủng phản kích nhưng bọn hắn lo lắng nhất không phải hải quân hạm pháo phản kích mà là vì kia vẫn không có động thủ đại tướng cùng với nguyên soái bọn hắn chuyện lo lắng cũng cuối cùng xảy ra cô gian đem bọn hắn tốc độ cầm xuống a không nên trì hoãn thời gian chiến quốc không có tâm tình xem bọn hắn đánh lôi đài hắn để ý là dâu trắng cùng bác gái ở giữa chiến đấu kết quả đi trễ mang ý nghĩa bỏ lỡ cơ hội minh bạch cô gian ánh mắt chợt biến đổi trực tiếp nhảy vọt đến trên mặt biển theo hắn rơi vào trên mặt biển mặt biển trực tiếp bị đông cứng khí đóng băng trở thành màu trắng băng cứng băng cứng lấy thật nhanh tốc độ hướng về mắt ưng phương hướng lan tràn mà đi hải quân tác phong vẫn là trước sau như một vô sỉ a một đạo khinh bạc âm thanh bỗng vang lên thanh âm không lớn nhưng phảng phất tại mỗi người bên tai nói một dạng tất cả mọi người đều nghe được đồng thời màu đen bóng tối từ không trung rơi xuống rơi vào mắt ưng ino cùng hải quân ở giữa nghe được âm thanh đại tướng cũng cảm thấy chậm lại công kích, bao quát chiến quốc ở bên trong tất cả hải quân cùng nhau hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc khổng lồ chiến hạm màu vàng ống từ trên bầu trời chậm rãi trầm xuống, thuần kim thân thuyền dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, nhìn khí thế bức người. Chiến quốc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đứng lên, bao quát bên cạnh luôn luôn tỉnh táo hạc cũng cảm thấy thở nhẹ. Đế nhất, chương 243 dọa dẫm hải quân nguyên soái cửu xà đảo quốc vương đế một truyền kỳ các bậc đại hải tặc là hải quân trong lịch sử đồ ma lệnh lần thứ nhất bị đánh lui cái này tại hải quân trong cao tầng là công khai bí mật trước đây đội hình thế nhưng là liền hải quân anh hùng gáp đều tới so lần này còn muốn hào hoa thế nhưng là vẫn tại đế nhất cái kia thần quỷ khó dò thực lực trước mặt thua trận những hải quân kia binh sĩ càng là hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống kim đế hào mà lôi thần đoàn hải tặc thành viên nòng cốt các thần vệ nhóm nhưng là từng cái ánh mắt hỏa nóng thành kính ngước nhìn, đợi cho kim đế hào đáp xuống trên mặt biển thời điểm, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Điện hạ, âm thanh chỉnh tề như một, như hùng trung đồng dạng vang dội chỉ có phát ra từ phế phủ chân chính tín ngưỡng mới có rung động như thế lòng người âm thanh, chiến quốc từ những thứ này lôi thần hài tạc trong thành viên cảm giác không thấy chút nào bị thúc ép, toàn bộ là xuất phát từ nội tâm đối với đế nhất thần phục. Tiểu tử này, nhanh thời gian hai năm không thấy, những thứ này sau lưng có cánh người đến tột cùng là từ nơi nào toát ra. Bao quát Ino cùng mặt ưng đột nhiên cường đại, ngắn ngủi hơn một năm, cường đại đến loại tình trạng này, những chuyện này để chiến quốc suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Ha 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 đã lâu không gặp, chiến quốc, còn có ba vị hải quân đại tướng, xin lỗi, đến chậm, xem ra phương hướng của ta cảm giác không được, thiếu chút nữa thì lạc đường. Đế nhất cười ha hà bên cạnh hắn là yên tĩnh đứng yên truyền kỳ đại kiếm hào, hoa hồng đen. Đến nỗi Bruno đã trực tiếp thông qua tinh điểm đồ trở lại thái cổ đảo bên trong. Ino cùng mắt ưng cũng đình chỉ công kích, Ino càng là cười ha ha, cũng ha ha ha, lão đại, ngươi thực sự là đủ, thế mà lại lạc đường, đại tàu, có phải hay không là ngươi buổi tối không có để lão gạch dưới nghỉ ngơi tốt ha? Hoa hồng đen xinh đẹp, mặt đỏ lên, đế nhất cũng một hồi cười mắng, cái này hỗn đản. Giống như nói ngươi sẽ không một giảng, vừa mới ai lạc đường tới. Mặt ưng tức giận bổ đau. Inu ngạc nhiên, ra hỏa này, ai? Hải quân nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy hoa hồng đen, Kizaru đồng tử liền chợt thít chặt. Trước đây chính mình thế nhưng là suýt chút nữa chết tại đây nữ nhân trong tay. Từ lúc chào đời tới nay tối lang chính là cái này, nhưng đế nhất cường đại để hắn xong tinh khí. Inu cùng mắt ưng quả nhiên trả lại người chiến quốc lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, nói. Nguyên lai người đã tới đi, chiến quốc, Inu nhưng cho tới bây giờ liền có làm phản qua chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương thôi, đến nỗi mắt ưng, thất vũ hải loại này trước xuông hắn nhưng nhìn không bên trên, đúng không, ha ha. Đế nhất tâm tình thật tốt nói, nói đi, đế nhất tiểu tử, ngươi vì sao muốn ngăn ta lại đường đi. Chiến quốc cả giận nói, hắc hắc, thu người tiền tài trừ tai họa cho người, dâu trắng cùng bác gái chia ra cho ta một trăm ức belly mà ta đáp ứng bọn hắn chặn lại hải quân, chiến quốc, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta đi qua, rất đơn giản. Hai trăm ức be ly. Người cái này hỗn đản Người làm gì không đi cướp. Chiến quốc tức giận hận không thể một quyền đánh chết đế nhất. Đáng tiếc làm không được. Ta không đang tải cướp sao. Phốc. Chiến quốc cuối cùng nhịn không được một ngụm lão huyết phun ra. Gia hỏa này tức chết người không đền mạng A. À? Để cho chiến quốc hối hận là không có mang lấy gặp cái kia lão tiểu tử đi ra. Nếu không mình cũng sẽ không bị động như vậy. Ở trước mắt thế cục đi lên nói hải quân đối phương sức chiến đấu. Hoa hồng đen. Mắt ưng, Ino ba người đầy đủ ngăn cản hải quân ba vị đại tướng, mà chính mình đối chiến đế nhất. Chiến quốc bây giờ không có bao lớn hứng thú. lần trước cùng gặp hai người liều chết làm ra hòa này, kết quả phát hiện hắn lại là không cách nào giết chết. Á nhân thân thì có thể để đế nhất vô hạn phục sinh, mà chiến quốc cùng gặp cũng chỉ có một cái mạng, chỉ cần đế nhất nguyện ý chớ xuống, sớm muộn thua lại là chiến quốc. Đến nỗi đi theo những thứ này trung tướng. Chiến quốc thật không trông cậy vào có thể tại đế nhất đám người này thủ hạ có bao lớn biểu hiện. Không có khả năng, thở ra hơi chiến quốc hung tợn Trừng đế nhất, 200 ức Belly đã bù đắp được mấy cái tiểu quốc gia một năm tròn thu vào, cũng bù đắp được một cái cỡ lớn quốc gia thu vào, mà gia hỏa này muốn thế nhưng là thuần lợi nhuận, trực tiếp tới một chuyến liền tay không bắt sói 400 ức mang đi. Nghĩ hay thật a, à, đó cũng không có biện pháp, đại gia chỉ có thể ở đây hao tổn đợi đến dâu trắng cùng bác gái tranh đấu kết thúc a ngược lại chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa ta có thể bảo vệ không cho phép lúc nào ta hứng thú tới liền đem ngươi quân hạm làm hỏng đến lúc đó các ngươi liền ngoan ngoãn bơi lên trở về hải quân bản bộ a đế nhất nói tình huống hiện tại vô cùng lúng túng bản thân đi đánh lén dâu trắng cùng bác gái hạch tâm nhất chính là thân là sức chiến đấu cao nhất chiến quốc cùng ba vị đại tướng nhưng mà nếu như tách ra phá vây trung tướng kia cấp bậc chiến lực đi qua chính là cho tứ hoàng đưa đồ ăn đế nhất tiểu tử không nghĩ tới thời gian qua đi một năm còn có thể gặp lại ngươi lại là hoàn toàn như trước đây trương cuồng tiểu tử nhưng ngươi không cần quá đắc ý cùng hải quân đối nghịch không có làm cái gì kết cục tốt Chiếm quốc giọng căm hận nói đã chuẩn bị từ bỏ lần này kế hoạch nguyên soái đáng giận chúng ta làm sao có thể từ bỏ rõ ràng tới đây đại tướng sakazuki không nín được trực tiếp giận dữ nói rõ ràng xem như hải quân một phương ba vị đại tướng cũng không muốn dễ dàng ra khỏi. Như thế nào, Sakazuki, là ngại chính mình mạng lớn sao? Có muốn hay không ta tiến ngươi một đoạn đường? Đế nhất cười lạnh nhìn sang, lần trước tại hương sóng đê kém một chút sẽ phải đầu này Akainu mệnh, đáng tiếc bị Kizaru cứu đi. Hải tạc vô hạn chế thăng cấp cân vớt, chương 243 dọa dẫm hải quân nguyên soái Cửu xà đảo quốc vương đế một, truyền kỳ cấp bậc đại hải tặc là hải quân trong lịch sử đồ ma lệnh lần thứ nhất bị đánh lui, cái này tại hải quân trong cao tầng là công khai bí mật, trước đây đội hình thế nhưng là liền hải quân anh hùng gáp đều tới, sau lần này còn muốn hào hoa, thế nhưng là vẫn tại đế nhất cái kia thần quỷ khó dò thực lực trước mặt thua trận. Những hải quân kia binh sĩ càng là hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống kim đế hào, mà lôi thần đoàn hải tặc thành viên nòng cốt, các thần vệ nhóm nhưng là từng cái ánh mắt hỏa. Nóng thành kính ngước nhìn, đợi cho kim đế hào đáp xuống trên mặt biển thời điểm, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Điện hạ, âm thanh chỉnh tề như một, như hùng trung đồng dạng vang dội chỉ có phát ra từ phế phủ chân chính tín ngưỡng mới có rung động như thế lòng người âm thanh, chiến quốc từ những thứ này lôi thần hài tạc trong thành viên cảm giác không thấy chút nào bị thúc ép, toàn bộ là xuất phát từ nội tâm đối với đế nhất thần phục. Tiểu tử này, nhanh thời gian hai năm không thấy, những thứ này sau lưng có cánh người đến tột cùng là từ nơi nào toát ra. Bao quát Ino cùng mặt ưng đột nhiên cường đại, ngắn ngủi hơn một năm, cường đại đến loại tình trạng này, những chuyện này để chiến quốc suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Ha 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 đã lâu không gặp, chiến quốc, còn có ba vị hải quân đại tướng, xin lỗi, đến chậm, xem ra phương hướng của ta cảm giác không được, thiếu chút nữa thì lạc đường. Đế nhất cười ha ha, bên cạnh hắn là yên tĩnh đứng yên truyền kỳ đại kiếm hào, hoa hồng đen. Đến nỗi Bruno đã trực tiếp thông qua tinh điểm đồ trở lại thái cổ đảo bên trong. Ino cùng mắt ưng cũng đình chỉ công kích, Ino càng là cười ha ha, cũng ha ha ha, lão đại, ngươi thực sự là đủ, thế mà lại lạc đường, đại tàu, có phải hay không là ngươi buổi tối không có để lão gạch dưới nghỉ ngơi tốt ha? Hoa hồng đen xinh đẹp, mặt đỏ lên, đế nhất cũng một hồi cười mắng, cái này hỗn đản. Giống như nói ngươi sẽ không một dạng, vừa mới ai lạc đường tới. Mặt ưng tức giận bổ đau. Inu ngạc nhiên, ra hỏa này, ai? Hải quân nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy hoa hồng đen, Kizaru đồng tử liền chợt thít chặt. Trước đây chính mình thế nhưng là suýt chút nữa chết tại đây nữ nhân trong tay. Từ lúc chào đời tới nay tối lang chính là cái này, nhưng đế nhất cường đại để hắn xong tính khí. Ino cùng mắt ưng quả nhiên trả lại người chiến quốc lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, nói. Nguyên lai người đạt tới đi, chiến quốc, Inu nhưng cho tới bây giờ liền có làm phản qua chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương thôi, đến nỗi mắt ưng, thất vũ hải loại này trước xuông hắn nhưng nhìn không bên trên, đúng không, ha ha. Đế nhất tâm tình thật tốt nói, nói đi, đế nhất tiểu tử, ngươi vì sao muốn ngăn ta lại đường đi. Chiến quốc cả giận nói, hắc hắc, thu người tiền tài trừ tai họa cho người, dâu trắng cùng bác gái chia ra cho ta một trăm ức be mà ta đáp ứng bọn hắn chặn lại hải quân, chiến quốc, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta đi qua, rất đơn giản. 200 ức be ly. Người cái này hỗn đản, người làm gì không đi cướp, chiến quốc tức giận hận không thể một quyền đánh chết đế nhất, đáng tiếc làm không được. Ta không đang tải cướp sao, phốc, chiến quốc cuối cùng nhịn không được một ngụm lão huyết phun ra, Gia hỏa này tức chết người không đền mạng a. À? Để cho chiến quốc hối hận là không có mang lấy gặp cái kia lão tiểu tử đi ra, nếu không mình cũng sẽ không bị động như vậy. Ở trước mắt thế cục đi lên nói hải quân đối phương sức chiến đấu, hoa hồng đen, mắt ưng, y ba người đầy đủ ngăn cản hải quân ba vị đại tướng, mà chính mình đối chiến đế nhất. Chiến quốc bây giờ không có bao lớn hứng thú, lần trước cùng gặp hai người liều chết làm ra hòa này, kết quả phát hiện hắn lại là không cách nào giết chết. Á nhân thân thì có thể để đế nhất vô hạn phục sinh, mà chiến quốc cùng gặp cũng chỉ có một cái mạng, chỉ cần đế nhất nguyện ý chớ xuống, sớm muộn thua lại là chiến quốc. Đến nỗi đi theo những thứ này trung tướng,

đó cũng không có biện pháp, đại gia chỉ có thể ở đây hao tổn, đợi đến dâu trắng cùng bác gái tranh đấu kết thúc a. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, hơn nữa ta có thể bảo vệ không cho phép lúc nào ta hứng thú tới liền đem nguy quân hạm làm hỏng, đến lúc đó các ngươi liền ngoan ngoãn bơi lên trở về hải quân bản bộ a. Đế Nhất nói, tình huống hiện tại vô cùng lúng túng, bản thân đi đánh lén dâu trắng cùng bác gái hạch tâm nhất chính là thân là sức chiến đấu cao nhất chiến quốc cùng ba vị đại tướng, nhưng mà nếu như tách ra phá vây trung tướng kia cấp bậc chiến lực đi qua chính là cho tứ hoàng đưa đồ ăn đế nhất tiểu tử không nghĩ tới thời gian qua đi một năm còn có thể gặp lại ngươi lại là hoàn toàn như trước đây trương cuồng tiểu tử nhưng ngươi không cần quá đắc ý cùng hải quân đối nghịch không có làm cái gì kết cục tốt Chiếm quốc giọng căm hận nói đã chuẩn bị từ bỏ lần này kế hoạch nguyên soái đáng giận chúng ta làm sao có thể từ bỏ rõ ràng tới đây đại tướng sakazuki không nín được trực tiếp giận dữ nói rõ ràng, xem như hải quân một phương, ba vị đại tướng cũng không muốn dễ dàng ra khỏi. Như thế nào, Sakazuki, là ngại chính mình mạng lớn sao, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường, đế nhất cười lạnh nhìn sang, lần trước tại hương sóng đê kém một chút sẽ phải đầu này Akainu mệnh, đáng tiếc bị Kizaru cứu đi. chương 245 diệt sát ngàn người, nghĩ tới đây một màn Akainu lập tức sắc mặt xanh trắng đan sen. Đây là hắn hải quân trong kiếp sống xỉ nhục cả đời. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này lại là mình bây giờ không cách nào chiến thắng đối tượng. Kizaru cùng Kuzan cũng chỉ có thể giữ yên lặng, liền trước mắt thế lực mà nói, trước mắt đế nhất trận doanh hoàn toàn có thể sánh ngang Hải quân chiến lực, thậm chí tăng thêm đế nhất bản nhân biến. Thái, cầm, đánh lâu đấu nữa thua chắc chắn là Hải quân. Đồng đảo Hải quân đồng dạng duy trì trầm mặc, đang chờ đợi nguyên soái chiến quốc quyết định. Không muốn rời đi cũng có thể, đưa tiền ta nhường đường cho các ngươi. Đế nhất vô lại đảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến quốc vài lần, phát hiện hắn còn tại bởi vì, rất nhanh tiếp tục nói, chiến quốc, tất nhiên do dự như vậy, như vậy ta tới giúp ngươi làm quyết định đi. Đế nhất trong ánh mắt vĩnh hằng mang Gekio Saringan bắt đầu điên cuồng bắt đầu chuyển động, một cỗ vĩ đại sức mạnh từ trong cõi U Minh tuôn ra. Ra, thiên chiếu, ngọn lửa màu đen bỗng từ trên một chiếc quân hạm thiêu đốt dựng lên, Akainu đồng tử chợt thít chặt, hắn nhưng là hưởng qua này quỷ dị hắc hỏa lợi hại chiếc quân hạm kia bên trên mỗi một tên hải quân trên thân đều bốc cháy lên một đóa hỏa diễm, bắt đầu chỉ là một cái nhỏ chút, nhưng mà một hồi liền lan tràn đến toàn thân, vô luận bọn hắn đánh như thế nào lăn, thậm chí đem thiêu đốt bộ phận chém tới cũng không hề dùng, hắc hỏa vẫn như cũ lan tràn. Tiếng kêu gào cùng đau đớn âm thanh xen lẫn thành một mảnh, bất quá những âm thanh này chỉ là kéo dài sau một lát lập tức an tĩnh xuống, bởi vì những hải quân này cũng tại hắc hỏa bên trong hóa làm cho tàn biến mất không thấy gì nữa ngọn lửa màu đen phảng phất ma chú đồng dạng không cách nào dập tắt, vẫn như cũ rơi vào trên quân hạm cháy hừng hực lấy, cái này sắt thép chế tạo quân hạm cũng thịt. Mặt tốc độ rõ rệt bị thôn vệ hết, kiến thức đến một màn này đám hải quân đều sợ hãi biến sắc, từng cái ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem không ngừng bị hắc hỏa thôn vệ quân hạm, nguyên bản cao sĩ khí trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, từng cái sắc mặt trắng bệch mà những thứ này hắc hỏa tại thiêu đốt sạch sẽ quân hạm sau đó lần nữa trở lại đế nhất đồng tử bên trong những thứ này tựa như chim sở cành công hải quân bừng tỉnh mới ý thức tới trước mắt cái này không kiêng nề gì cả cười thiếu niên mới là sự kiện lần này thủy tác vẻn vẹn một cái mắt cả chiếc trên quân hạm hải quân tinh nhuệ loại này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung giờ khắc này ở hải binh trong mắt đế nhất đã trở thành ác ma đại danh từ đẹp trai chiến quốc muốn ngăn cản nhưng mà toàn bộ qua tại mấy hơi thời gian bên trong hoàn thành những hải quân này cho dù là theo quân thiếu tướng hoàn toàn không thể từ hắc hỏa bên trong thoát đi, trực tiếp tử vong. Chiếm quốc tức giận sắc mặt tái xanh, được chứng kiến thiên chiếu uy lực ba vị đại tướng cũng lộ ra một nét sợ hãi, nhất là Akainu, trước đây hắn nhưng là rắn rắn chắc chắc bị thiên chiếu đốt đi một lần. Đế nhất ánh mắt bắt đầu di động, nhìn về phía mặt khác một chiếc quân hạm, khóe miệng cười mỉm ý. Dừng tay, đế nhất tiểu tử, chiếm quốc gầm thét, âm thanh run run tai nhức óc. Như thế nào? nghĩ thông suốt, chiến quốc, đế nhất cười nhẹ, đáng chết tiểu tử, dòng dã một thuyền mạng người, người cũng sẽ không đau lòng sao. Không, dừng tay, tính ngươi thắng, chiến quốc phẫn nộ nói, đế nhất thấy hắn cũng không có trực tiếp nói chuyện hợp tác ý tứ, màu đen thiên chiếu vào trong hư không. Xuất hiện liền muốn hướng trong đó trên một chiếc quân hạm rơi xuống, chiến quốc không thể không kêu dừng. Nghe nói như vậy đám hải quân lại tâm thần rung mạnh, luôn luôn lấy cường thế chứ danh chiến quốc nguyên soái vậy mà hướng biển tặc nhận thua. Đây là lý do gì mà dẫn đến chiến quốc nguyên soái phục mềm lại là một thiếu niên, trong lúc nhất thời tất cả trên quân hạm hải quân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Kim đế hảo bên trên đế nhất. Ba vị đại tướng trong lòng nén giận, nhưng mà cũng không thể nào phát tiết, chỉ có thể hung hăng chừng đế nhất. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu, đúng không? Chiến quốc, mang theo bộ hạ của ngươi cút đi thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như không kém. Đế nhất cười lạnh một tiếng, trong giọng nói y uy hát yêu ta hiền lộ không thể nghi ngờ. Chiến quốc sắc mặt khó coi dị thường, cái này đỏ. Lỏa lỏa đánh mặt, đường đường hải quân nguyên soái cư nhiên bị hải tặc quát lớn, nếu như truyền đi hải quân mặt mũi đều mất hết, nhưng mà mang theo nhiều hải quân như vậy hắn lại không thể không phục mềm, đây là thế giới mới, không phải hải quân bản bộ, hơn nữa mấu chốt là đế nhất gia hỏa này, Trước kia hắn cùng gáp dùng hết toàn lực cũng không cách nào tiêu diệt hết, một khi cứng đối cứng cũng mang ý nghĩa Hải quân sẽ toàn bộ đắm chìm ở đây, cho dù là tăng thêm hải quân đại tướng, chiến quốc cũng không có bất luận cái gì lòng tin có thể đánh bại. Có hay không những thứ khác đường thuyền có thể đến? Chiến quốc bất động thanh sắc hỏi bên cạnh Hạc Tổng Tham Mưu. Hạc cười khổ một tiếng, "Khác đường thuyền vị trí đi qua nếu không phải là phong bạo khu vực, hoặc là sao Triệu chính là đá ngầm đông đảo, tiêu tốn thời gian quá dài." liền xem như lách đi qua, e rằng dâu trắng cùng bác gái chiến đấu đã kết thúc. từ chiến quốc chịu thua một khắc này, kỳ thực tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lần này đánh lén kế hoạch xem như triệt đề thất bại. chúng ta đi, chiến quốc mặt lạnh hiệu lệnh đảo ba vị đại tướng cùng tổng tham mưu hạc chỉ có thể đánh rụng răng hướng về trong bụng nuốt xuống. nhận thua sao, cũng ha 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 ha, thật là khiến người ta mất hứng a, hải quân đại tướng. inu nhìn xem kizaru cười nói xem ra ngươi cũng không đánh được. Mặt ưng một đao chống chọi Akainu công kích, trong mắt màu vàng óng bên trong hàn mang lấp lóe. Chương 245 dâu trắng versus bác gái. Cô gian nhưng là dừng lại ở đóng băng trên mặt biển, một mặt im lặng. Trở về A, à, các vị, chiến quốc nói, ba vị đại tướng không tình nguyện rời đi chiến đấu, trở lại hải quân trên chiến hạm. Quy mô thật lớn hạm đội hải quân bắt đầu chậm rãi chuyến về, so sánh với thời điểm thiếu đi một chiếc. Đi thong thả, không tiễn, kim đế hảo bên trên đế nhất cười nói, nhìn xem hải quân chật vật rời đi. Trở về hải quân trên quân hạm bầu không khí vô cùng kiềm chế, không có người nói chuyện, mấy vị hải quân đại tướng ở bên trong, bao quát một đám trong hải quân đem, toàn bộ trầm mặc không nói, rõ ràng hành động thất bại để bọn hắn tâm tình vô cùng khó chịu. Chiến quốc, khoa học lính tác chiến điện thoại, một bên hạc bỗng nhiên mở miệng nói, chiến quốc mày nhân lại, thở phào một hơi, thong thả hạ cảm xúc. Green Line nửa đoạn trước nhạc viên yên ổn cũng là hải quân quan trọng nhất, mà Thái Cổ đảo đột nhiên quật khởi để hải quân cảm nhận được có chút bất an, khoa học lính tác chiến thế nhưng là được trao cho hy vọng chung, không có gì bất ngờ xảy ra lúc này Sentomaru cũng đã đem Thái Cổ đảo toàn bộ hủy diệt, cũng coi như là giải quyết chiến quốc một cái tâm bệnh. Khổ cực, Sentomaru chiến quốc nhận lấy điện thoại, mang theo thăm hỏi ngữ khi nói: "Nguyên Soái, ta không phải là Sentomaru đại nhân." đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một thanh âm xa lạ. Chiến quốc sừng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Sentumaru vậy mà không tiếp điện thoại. Phía trước tử hù cũng phát giác chiến quốc lúng túng, tiếp tục mở miệng đảo, nguyên soái Sentumaru đại nhân trước mắt đang tại tiến sĩ an dưỡng trung tâm tiến hành trị liệu. Cái gì, Sentumaru hắn, chiến quốc mãnh kinh, đem bên cạnh hạc ngược lại là sợ hết hồn. Chiến quốc, hạc không khỏi vấn đảo, vô cùng xin lỗi, nguyên soái nghiên cứu khoa học đấu bộ đội, đối phương có lấy so với chúng ta nhân tạo binh khí càng bắn xa hơn trình vũ khí, uy lực vô cùng lớn, căn cứ vào thụ thương Sentumaru làm ra. Phương rất có thể là trước kia công kích thánh địa thông. Lam tiễn, cụ thể báo cáo ta sẽ đợi một lát dùng truyền trùng truyền tống tới. Buông xuống đen đen ma si, chiến quốc nhìn phảng phất giả mấy tuổi. Là có cái gì tình huống sao? Chiến quốc, hạc không khỏi có chút lo nghĩ, từng ấy năm tới nay như vậy rất ít nhìn thấy chiến quốc loại vẻ mặt này. Chiến quốc thở dài một cái, Sentumaru thất bại, trước mắt tại Vegapang tiến sĩ an dưỡng trung tâm tiến hành trị liệu. Tại sao có thể như vậy, Sentumaru thế nhưng là trong hải quân danh xương phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất, vậy mà lại thụ thương. Hắn không phải mang theo đông đảo vũ khí bí mật sao? Hạc không khỏi thất kinh hỏi, khoa học lính tác chiến tương đương với hải quân bộ đội bí mật, cũng không trực tiếp về hải quân quản lý, mà là sở nghiên cứu một chi không đúng, rất ít đối phương công khai, nhưng mà hạc minh bạch, lực chiến đấu của bọn hắn so với bản bộ hải quân tinh nhuệ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng không nghĩ tới vốn cho là không hồi hộp chút nào chiến đấu vậy mà thất bại. Đang tại hai người lúc nói chuyện tổ nghiên cứu khoa học chiến đấu báo cáo cũng truyền tống tới. Chiến quốc sau khi xem xong truyền cho hạc, nhìn xem báo cáo hạc biểu lộ biến ảo, ba mũi tên đánh chìm ba chiếc quân hạm, cuối cùng một tiễn thậm chí để Sentomaru thụ thương. Cái này làm tiễn đến tột cùng là người nào? Lúc nào nhạc viên bên trong xuất hiện một vị như vậy cường đại hải tặc, phía trước một điểm nghe phong phanh cũng không có nghe nói qua. Hạc trong miệng lam tiễn dĩ nhiên chính là lạp kỳ, từ lần thứ nhất trong lúc vô tình đánh chết thiên long nhân sau đó, làm tiễn chi danh liền bị hải quân bản bộ cao tầng chú ý, đã từng cũng an bài số lớn hải quân bốn phía điều tra, có thể bạt vô âm tín, kéo dài một tháng điên cuồng điều tra sau đó không thể không lựa chọn từ bỏ, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm vậy mà xuất hiện lần nữa. Chiến quốc cười khổ lắc đầu, đây cũng là vừa mới quật khởi một cái đại hải tặc, để cho người lo lắng là hắn vậy mà lại thái cổ đảo có chút dính líu, chẳng thể trách cái này hèn cóc không kiêm nề gì như thế lựa chọn vương quyền độc lập, xem bộ dáng là hoàn toàn tự tin thực lực của mình có thể ngăn cản chúng ta. Nhạc viên sợ rằng sẽ không bình tĩnh, cùng một thời gian, Dâu trắng cùng bác gái chiến đấu cũng đã khai hỏa. Hải Âu ở trên đảo song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt, nhưng mà dâu trắng cùng bác gái cũng không có ra tay, để cho mình phiên đội dài cùng thành viên nòng cốt lẫn nhau giao phong, dù sao thân là tứ hoàng, nếu như ra tay thanh thế quá mức thật lớn, cái này Hải Âu đảo chỉ sợ là không cách nào tồn tại tiếp. Bởi vì lúc trước mắt ưng đối với dâu trắng khiêu khích, dẫn đến chiến lực nồng cốt, phiên đội dài kim cương dô trọng thương, dẫn đến nguyên bản muốn mạnh hơn một bậc dâu trắng trận doanh ngược lại cùng bác gái đánh đến lực lượng ngang nhau. Đến nỗi cracker ra hòa này, không hổ là bánh bích quy người, không biết bác gái làm sao chữa, trên cơ bản lý triệu đã hoàn toàn khôi phục, có thể cũng là hồn hồn trái cây một loại khác vận dụng. Để cho người ta không nghĩ tới phía trước thụ thương kiếm lưỡi mảnh Vista lại tại trong chiến đấu. Ngoài dữ liệu mà giác mộ, thế mà đột phá đỉnh. Phong kiếm hào gông cùng xiềng xích, thành công tấn cấp đại kiếm hào, lập tức ngang sức ngang tài chiến đấu bắt đầu trên phạm vi lớn hướng về dâu trắng trận doanh phương hướng ưu tiên. Hoa chi chương cuối, tám hoa, đông đảo hoa, cánh từ trên bầu trời bay xuống, Vista thân hình hóa làm đầy trời hoa vũ bao phủ lại bác gái đoàn hải tạc. Phía dưới bác gái đoàn hải tạc tứ tướng tinh hơi biến sắc mặt. Dài, chương 247 gậy quấy phân heo. Dài, chân Mỹ nữ Muscat, tiền thường tiếp cận chín ức belly đại hải tạc, nhổ ra bản thân trường đao nhảy lên thật cao, đón hoa vũ tung xuống một mảnh đao võng, nhưng muộn. Hừ một tiếng, vô số huyết hoa từ trên người nàng nở rộ mà ra, thân hình bay ngược xuống. Hoa vũ hạ xuống, lớn, phiến bác gái đoàn hải tạc thành viên kêu thảm ngã xuống đất, thành viên nòng cốt cũng nhao nhao thụ thương, để nguyên bản ở thế yếu bác gái đoàn hải tạc cục diện càng thêm hỏng bét kiếm lưỡi mảnh vista tấn cấp để uy hát iota của hắn nhảy lên trở thành băng hải tạc dâu trắng bên trong gần với marco tồn tại marco chính là hoàn toàn đánh không chết thuốc cao da chó sơ ý một chút liền muốn lật thuyền mà kiếm lưỡi mảnh vista nhưng là sáng loáng lưỡi dao cô lạp 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 rồi xa lớt, linh linh xem ra ngươi vẫn là thành thành thật thật trở lại lãnh địa của mình đi thôi nơi này hải lâu thạch ta dâu trắng thu đứng ở cá voi đồng dạng cực lớn trên thuyền hải tạc dâu quay nón cất tiếng cười to lấy mặt khác to lớn giống vậy, bánh gà tô tạo hình trên thuyền hải tặc bác gái mặt nạ xương lạnh, liền nàng hôm mi quân đoàn thủ lĩnh rất cùng Prometheus cũng thả ra, nhưng mà băng hải tặc dâu trắng những đội trưởng này quá 660 cường thế, không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị liên tiếp áp bách. Không hổ là trên đại dương bao la đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất, bất quá người đã già, dâu trắng, thời đại này trung quy là thuộc về lão nương. Bác gái quái thanh quay khí nói, cũng không nguyện ý từ bỏ. Nếu như ở đây từ bỏ mang ý nghĩa nàng xem như tứ hoàng trên tên mặt từ đầu đến cuối muốn đè lên một cái dâu trắng, đây cũng không phải là bác gái hy vọng nhìn thấy. Cô lạp 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 thời đại này sao? Vô số có tiềm lực đại tân sinh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng ít ra bây giờ còn là ta dâu trắng thiên hạ, đến nỗi ngươi, xa lớt. Linh linh, hoàn toàn như trước đây mua xuẩn, dâu trắng đột nhiên mở ra hai mắt nheo lại, một cỗ khí thế khổng lồ bộc phát ra. Ha kỳ bá vương, nhìn thấy một màn này bác gái cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đồng dạng một cỗ haki bá vương bộc phát ra song phương đều có ý thức ccfs mà chiến bên trong hải tặc hai cỗ không giống nhau bá vương trên không giao hội vô hình tiếng nổ vang lên heasoko chỗ đám mây bị trong nháy mắt thổi tan những cái kia còn phi hành hải âu giống như là như hạt mưa rơi xuống mà phía dưới trong hải vực du động loài cá hải thú thậm chí là hải vương toàn bộ đồng loạt lật lên ngân bạch sắc có trực tiếp ý thức sụp đổ, có nhưng là chấn choáng đi qua. Song hoàng khí thế giao phong, kinh khủng như vậy. Phía dưới chiến đấu hai đội tàu các thành viên nòng cốt cũng chú ý tới một màn này, bất qua bác gái Heatsoko cùng dâu trắng lực lượng ngang nhau. Lần này giao phong đã không thua 10 lần, chỉ cần Heatsoko giao phong thắng lợi hoặc phía dưới chiến đấu phân ra kết quả, cũng liền mang ý nghĩa chân chính quyết chiến đến. Nên thêm chút sức, bọn tiểu nhị, cũng không thể để lão cha tên tuổi cho yếu đi hóa thân thành thanh sắc đại điểu Marco ở trên không trung hô to. Lão cha, băng hải tặc dâu trắng thành viên nhao nhao giận dữ hét lên, âm thanh trần yêu Yota nhân tâm, khí thế bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời, bác gái đoàn hải tặc bên trong người mạnh nhất, nhu nhu trái cây kata trong kho, ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, hiện tại hắn đã ẩn ẩn có thể gặp phải đến một chút nguy cơ. Còn không cách nào như 10 năm sau một dạng tinh chuẩn gặp phải tương lai phía kia bên trên bầu trời lúc nào cũng có chút để hắn vô cùng bất an dự cảm. Những thứ này tên đáng chết, lão nương để các ngươi dễ nhìn. Linh hồn phấn chấn, quan chiến bên trong bác gái vung tay lên, một cổ vô hình linh hồn chi lực hạ xuống, rót vào xa lớt gia tộc trong thành viên. Những gia tộc này thành viên giống như là đột nhiên ăn mãnh dược, từng cái con mắt trở nên đỏ như máu, liền tư tướng tinh đều chịu đến một chút ảnh hưởng, trong ánh mắt phần vện tia máu. Trên người bọn họ khí thế cũng liên tục tăng lên, thậm chí còn vượt trên băng hải tạc dâu trắng khí thế. Đây chính là muốn trực tiếp tiêu hao bọn hắn ít nhất 3 năm tuổi thọ biến. Thái năng lực, dâu trắng lông mày nhíu lại, bác gái cách làm này có chút vi phạm tứ hoàng ở giữa ước định. Hắc hắc, dâu trắng, ta còn không có tự mình động thủ những thứ này nhưng là bọn họ chiến lực của mình. Chẳng lẽ ngươi đã không nhịn được sao? Xa lớt, linh linh ngược lại vì chủ địa cười khởi nói. Hừ, dâu trắng lạnh rên một tiếng, Thành như bác gái lời nói, đây coi như là sát biên cầu, không xúc phạm nhưng mà cũng là thẳng. Tiếp, can thiệp, bất quá hắn vẫn như cũ đối với các hài tử của mình tràn ngập lòng tin, loại này cùng bạo chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, đi qua chính là thời kỳ suy yếu, cũng mang ý nghĩa bác gái thất bại kỳ. Bị linh hồn phấn chấn sau bác gái thành viên gia tộc nhau nhau bạo tẩu. Lập tức cục diện bắt đầu biến hóa, đáng giận, gia hỏa này sức mạnh như thế nào đột nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi bị một đạo bổ lui tứ phiên đội đội trưởng thắt cả giận nói, trên cánh tay của hắn nhiều một đầu đẫm máu vết tích, chính là bái cracker ban tặng. Bọn tiểu nhị, kiên trì, qua lúc này chính là tử kỳ của bọn hắn. Thành viêm cự điều đột nhiên lướt qua, mang bay một đám xa lướt thành viên gia tộc, lại bị xa lướt. Smooth đi, vị này dài, mươi 247 gãy quấy phân heo xuất hiện. Không ngừng có người bị đánh chúng chết đi, rơi xuống tiến vào trong nước biển, nhuộm mặt biển một hồi huyết hồng thương pháo thanh, đao kiếm tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hỗn loạn thành một mảnh, tràng diện cực kỳ thảm liệt. đang tại song phương kịch chiến thời điểm, một chiếc chiến hạm màu vàng óng bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. dâu trắng cùng bác gái trong nội tâm đồng thời lục bục một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến hạm màu vàng óng, mà phía dưới trong chiến đấu đám người cũng chú ý tới trên bầu trời khác thường. chiến hạm chậm rãi trầm xuống, cuối cùng rơi vào trên mặt biển lập tức ánh mắt mọi người cũng giống là bị nam châm một dạng hấp dẫn. Chiến đấu tạm thời ngừng, song phương duy trì kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Đế nhất, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xa lớt, linh linh biểu lộ giữ tận nói. Đế nhất, gia hỏa này vậy mà tới đây. Song phương đoàn hải tặc đều bị đế nhất ăn cướp qua một lần. Băng hải tặc sâu trắng là trực tiếp cho trái hắc quỷ cùng Belly, mà bác gái chỉ là giao tiền đặt cọc, cho nên đế nhất tới mục đích rất đơn giản, thu dư khoản nhìn xem kim đế số dâu trắng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này tại đế nhất trên thuyền có nhiều người, đại kiếm hào Hokai, trước đây đánh bại Jojo cùng Vista cường đại kiếm hào, còn có một cái mang theo khăn trùm đầu tai to. Rủ xuống vai nam tử, từ trên người hắn dâu trắng cũng cảm nhận được một cỗ không tệ khí tức cường đại. Sa lớt, linh linh, còn sót lại 90 ức belly đâu. Hải quân đã bị ta đánh lui, nên trả hết. Đế nhất cười nhạt, cái gì, xa lớt, Linh Linh mộng bước phía dưới, chợt mới phản ứng được, gia hỏa này là muốn cam kết 100 ức khoản tiền, nhưng liền mấy người bọn hắn. Chính diện đánh lui chiến quốc lãnh đạo hạm đội hải quân. Ngươi sẽ không muốn giật nợ chứ, xa lớt, Linh Linh, thân là tứ hoàng có thói hư tật xấu này cũng không tốt. Tiểu tử, chứng cớ đâu, chính diện đánh lui một cái nguyên soái ba tên trung tướng, tầm 10 tên trung tướng, gần 10 ngàn hải quân hào hoa đội hình, không có chứng cứ ta rất khó tin tưởng ngươi mà nói. Bác gái nói, chứng cứ sao, bây giờ nhưng không có cái gì chứng nhận, ngược lại ta là đánh lui bọn họ. Không có chứng cứ, cái kia hồ kết thúc chiến đấu rồi nói sau. Bác gái hừ một, không thèm chịu nề mặt mũi dáng vẻ. Mà đúng vào lúc này, phía dưới lạc đặc thành viên gia tộc bởi vì vừa mới đón nhận lớn hồn phấn chấn, bây giờ chính là ở vào một loại cam trạng thái, trong thân thể giết. Lục cảm xúc chiếm cứ vị trí chủ đảo, liền cảnh trí đều có chút không rõ rệt tư tướng tinh bánh bích quy người cracker phía trước bị đế nhất hung hăng sửa chữa qua một trận, suýt chút nữa thiêu chết, đối với đế nhất hận ý có thể nói là căm thù đến tận xương tùy, loại tình huống này ra hỏa này phấn khởi bên trong hoàn toàn là quên đi đế nhất cho hắn sợ hãi, ngược lại thao túng bánh bích quy áo giáp tướng quân đón kim đế hảo bên trên đế nhất bổ nhào mà đến. Đi chết đi, người tên khốn kiếp đáng chết này, bánh bích quy áo giáp tướng quân bao quanh cracker cực tốc lướt đến, kiên. Cưng rắn bánh bích quy đại đao xé rách không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn. bọn gia hỏa này uống thuốc sao lại dám công kích lão đại quá không cho ta mặt mũi ino lấy ra lấy mà qua khinh thường nói trực tiếp hóa làm màu xanh trắng lôi điện sông thẳng tới một ức vôn lôi long đi lên chính là một cái đại chiêu kế hoạch rung động một chút những thứ này cái gọi là tứ hoàng đoàn hải tặc. màu xanh trắng khổng lồ lôi long từ ino hai bờ vai câu ngọc trống to bên trong phun ra ngoài gia hỏa này đã không phải là thuần túy tiếng sấm trái cây, đi qua đế nhất biến dị sau đó đã là thiên phạt chi lôi, lập tức kinh khủng lôi điện chi lực tựa như dòng lũ đồng dạng cấp tốc đem đánh thẳng tới cracker thôn vệ hết. Long khiếu cửu thiên, lôi long lâm thế, khổng lũ uy áp tựa như thiên tai đồng dạng, cái này kinh khủng lôi long quay quanh ở trên bầu trời phía trên, cracker thân hình bị huyết bồn đại khẩu một ngụm nuốt vào. Chính như Ino kế hoạch, phía dưới những thứ này đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng đoàn hải tạc bị rung động liền dâu trắng cùng xa lướt, linh linh đều trở nên có chút lẫm nhiên, loại trình độ công kích này, e rằng đã có thể sánh ngang đại tướng cấp bậc tồn tại. Nửa hơi thời gian đi qua, toàn thân nám đen cracker từ lôi long bên trong ngã xuống, bánh bích quy áo giáp tướng quân đã hoàn toàn biến thành đốt cháy than cốc, áo giáp phá toái, bên trong đỏ rừng rực giống như là đun sôi tôm bự một dạng cracker lăn xuống tại bác gái đoàn hải tặc bên trên. Không đường đường tư tướng tinh một trong, đón nhận cuồng bảo Cracker thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều gây khó dễ. Cracker bánh bích quy không chỉ có e ngại thủy, bánh bích quy tiếp xúc nước sau trở nên mềm nát vụn đứng lên, đồng giảng, hắn kỳ thực cũng sợ nhiệt độ cao, nhiệt độ cao có thể để bánh bích quy zoom, cháy khét bánh bích quy tự nhiên không có loại này sắt thép độ cứng, thiên phạt chi lôi sinh ra nhiệt độ cao đầy đủ dễ dàng phá đi khôi giáp của hắn. Mất đi bánh bích quy áo giáp cracker cùng không có răng lão hổ cũng không có cái gì khác nhau nhiều có thể nói Ino kỳ thực trời sinh khắc chế Cracker, tiền thưởng hơn 8 ức Cracker trong nháy mắt thất bại cũng chỉ có thể bóp cổ tay. Tại Cracker xông lên thời điểm, cõng xoắn ốc trường kiếm xa lướt. Smoothie vị này tướng tinh, cùng với tướng tinh xa tư nạp cách cũng sắp tốc xung kích mà lên. Ở vào trước mặt xa tư nạp cách càng là phát ra tiếng gầm gừ, trường đao trong tay vạch ra một đạo mắt sáng chảm kích sóng, muốn một đao đem kim đế hào chém vỡ. Kiếm hào sao, mặt ưng trong mắt màu vàng óng sáng lên, hắc đao đêm vung lên, thân hình hóa làm bóng đen bổ nhào mà đi. Ưng kích, chương 248 đại kiếm hảo uy lực, ưng kích, đối phương chạm kích giống như là trang giấy một dạng bị hắc đao một đạo chém vỡ, trước hướng mà đến xa lớt tư nạp cách thần sắc đại biến, ưng kích lại thế đi không ngừng, đón đầu rơi xuống. Phốc tiên huyết giống như là đóa hoa một dạng nở rộ. Vị này nhỏ yếu nhất tướng tinh xa lớt tư nạp cách ngăn ngang trường đao bị ưng kích chặt đứt, một đao trọng thương rơi xuống. Di chuyển nhanh chóng mắt ưng lắc đầu, cao cấp kiếm hào. Đáng tiếc quá yếu, bang, ánh lửa văng khắp nơi, xa lớt. Muscat phân tay trường kiếm xuất hiện, tựa như độc giác thú công kích đồng dạng, đâm thẳng mà đến. Bị hắc đao đêm hoành đao một phong, đón đỡ ở ba, năm linh, công kích, lực lượng cường đại phát tiết mở ra, mắt ưng thân hình cư nhiên bị xa lớt. Muscat phản sung thối lui, muốn công kích lão đại sao, buồn cười ra hỏa mặt ưng trong mắt màu vàng óng bên trong hàn quang bốn phía, nhìn nhau xa lướt. Muscat phần viện tia máu đồng tử, tiền thường hơn chín ức đại hải tặc, dựa vào linh hồn phấn chấn hiệu quả bước lui mắt ưng, hẳn là không tính là cỡ nào kinh ngạc sự tình. Nhưng mà rơi vào bác gái xa lướt, linh linh trong mắt lại nhấc lên kinh đào hài lãng, xa lướt ra tộc tối cường tứ tướng tinh, cracker bị inu bại trong chớp mắt, mà xa lướt tư nạp cách liền một cái chảm kích đều chịu không được, trong nháy mắt liền mất đi hai viên đại tướng, nhất là mắt ưng gia hòa này, vấn chấn sau smooth đi vậy mà chỉ có thể đem hắn bước lui, còn không cách nào trực tiếp đánh bại. Gia hòa này, đại kiếm hào thực lực, hạc đào đêm rơi xuống, chạm kích tại xoắn ốc trên trường kiếm. Sức mạnh không tệ, đáng tiếc, người không cách nào biết được cái gì gọi là kiếm thế. Thiên địa chi thế, đêm chảm, bỗng nhiên, xa lớt, Muscat cảm giác mình đối mặt là một tòa nguy nga cử phong, mà toàn bộ thiên địa trọng lượng phảng phất đều đè ở trên người mình, bị vân tay trường kiếm chống đỡ lấy hắc đao đêm trở nên nó nặng vô cùng. Nhanh, cắn chặt hàm răng, nhưng mà phía trên chút xuống lực lượng hay là không chút kiêng kỵ đem xa lớt. Muscat điên cuồng nhìn ép mà đi, chảm, một vòng cực kỳ hoàn mỹ màu đen chảm kích xuất hiện. Chấm, xa lớt, Muscat xinh đẹp, ở giữa, muộn, hừ một tiếng, thân hình giống như thân. Hắc đao đêm một đao vung mạnh bay ra ngoài, bịch một tiếng vang thật lớn rơi đập đến trên mặt biển mà đánh chém càng là không chút kim kỵ rơi xuống, thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào bác gái đoàn hải tặc bên trong mấy chiếc trên chiến hạm. Ầm ầm, sắt thép bị chém đứt âm thanh, tiếp cận bảy chiếc thuyền hải tặc trực tiếp bị tai bay vạ gió, đêm chém xuống, chia chỉnh tề hai nửa. Nhất là đứng ở phía trên xui xẻo xa lớt thành viên gia tộc, cũng trong nháy mắt bị phanh thây. Mà mặt biển cư nhiên bị ngảnh sinh sinh chặt đứt, chạm kích những nơi đi qua, những cái kia nước biển giống như là bị đông cứng, không cách nào chảy xuôi xuống, giống như vực sâu kinh khủng đồng dạng, một cái dài đến trăm mét cự hình mặt biển hẻm núi xuất hiện, xanh thảm thâm thúy mà không nhìn thấy phần cuối. Tứ hoàng đoàn hải tặc tất cả thành viên ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Cái này, chính là đại kiếm hào thực lực sao? Cùng là đại kiếm hào Vista càng là đồng từ cự trợn, vốn cho là tấn cấp đến đại kiếm hào sau đó trong lòng của hắn có chút tự đắc ý đầy, nhưng mà tại kiến thức đến mắt ưng cường thế sau đó hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cho dù là đại kiếm hào cũng chia cái ba sáu Cửu đẳng A Hắn bất quá là sơ cấp đại kiếm hào Mà mắt ưng đã là trung cấp đại kiếm hào Hoàn toàn có thể sánh ngang sơ cấp đại tướng Cái này hỗn đản So lão tử làm náo động Inu dị thường khó chịu nhìn xem mắt ưng Trên bầu trời lôi long tiêu thất Thân hình của hắn rơi vào kim đế hào bong thuyền Vẹn vẹn là đế nhất hai tên chiến tướng thực lực Đã vượt qua dâu trắng cùng bác gái Hai nhóm người mong muốn mà bác gái tối cường tướng tinh kata trong kho cũng đã tại công kích đế nhất trên mặt. Người cũng là chuẩn bị tiến công điện hạ sao. tế kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy xinh đẹp. Khuôn mặt băng lãnh hoa hồng đen yêu nhã lơ lửng trên không, chính đối kata trong kho. Kata trong kho sắc mặt kịch biến, cho dù là phấn khởi thời kỳ, nhưng mà nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí mạnh hơn mắt ưng uy hát iota. Dừng tay. Kata trong kho, người tới, nhanh đi đem smoothie vứt đi lên, hỗn đản đế nhất. Bác gái Sa Lớt, linh linh kinh sợ không thôi, ngắn ngủi vài phút, Sa Lớt gia tộc bốn vị tướng tinh cơ hồ thất bại hơn phân nửa, cái này để cho nàng làm sao chịu nổi. Lập tức có Sa Lớt gia tộc thành viên bắt đầu tiềm như trong nước vớt bị mắt ưng chảm kích cường thế rơi xuống nước Muscat. Mà những cái kia tựa như hẻm núi một dạng chảm kích, cuối cùng sụp đổ, phía trên rừng lại kiếm khí tiêu thất ào ào u u, nước biển điên cuồng chảy ngược tiến vào trạm kích hẻm núi, lập tức tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đáng thương bác gái đoàn hải tặc lại có mấy chiếc thuyền hải tặc ở vào chính giữa vòng xoáy, bị điên cuồng sóng biển trực tiếp lôi kéo đi vào, không 2.9 đánh gãy trầm mặc. Phía trên những cái kia xa lớt thành viên gia tộc đều chật vật điên cuồng thoát đi, nhỏ yếu người nhưng là trực tiếp bị vòng xoáy hút vào, biến thành thi thể. Bành, mặt biển nổ tung ra một đoàn bọt nước, có cái thân hình phá hải mà ra chính là salad, smoothie. Bây giờ nàng lại trực tiếp rơi vào bác gái bánh gato trên thuyền, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ ngực, xinh đẹp. Khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, có lỗi với, mụ mụ, ta thất bại. Bác gái trong lòng giấy lên từng đợt nổi giận, nhưng mà chỉ có thể cưỡng ép khắc chế, muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía đế nhất, dừng tay. Còn lại 90 ức ta cho ngươi, chương 249 đem hòn đảo gói lập tức có bác gái đoàn hải tạc thành viên đem 90 ức sổ tiết kiệm đưa tới. Đế nhất mắt nhìn, quả nhiên là 90 ức belly, mình mỉm cười nhận lấy, quả nhiên là tứ hoàng, chính là có tiền, vậy chúng ta xem như thanh toán xong. Thanh toán xong, chính mình tướng tinh trên cơ bản bị đế nhất cái này hỗn đàn hủy, nhưng mà xa lớt. Linh linh lại là dám giận mà không nói, bây giờ dâu trắng còn nhìn chằm chằm, mà nàng tư tướng tinh lại cơ hồ toàn quân bị diệt, nếu như ở đây đắc tội đế nhất, để ra hỏa này trong lòng khó chịu liên hợp dâu trắng, làm không tốt cái này xa lướt gia tộc sẽ trực tiếp hỏng mất. Đế nhất tiểu tử, khoản nợ này ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán. Chúng ta đi, bác gái giận dữ không thôi, chỉ có thể nói nghiêm túc, tư tướng tinh cùng gần nửa thuyền hải tặc đắm chìm, mang ý nghĩa nàng lại cùng dâu trắng chiến đấu xem như triệt để thất bại, chỉ có thể lựa chọn ra khỏi. Thế nhưng là, mụ mụ, hạ lạc 22 đặc biệt ca cô trong tháp nhịn không được mở miệng, không có thế nhưng là, nhanh lên trở lại cho ta. Bác gái không muốn lại để duy nhất hoàn hảo chiến lực tướng tinh cũng thất bại, như thế rất có thể sẽ để bác gái đoàn hải tạc lâm vào nguy cơ. Đáng giận, lần sau tái chiến, xa lớt, ca cô trong tháp không thể không triệt thoái phía sau. Hoa hồng đen lạnh lùng nhìn hắn thân ảnh, tùy thời xin đợi. Những thứ này tướng tinh vô cùng chật vật chọn rời đi, sau khi lên thuyền, bác gái đoàn hải tạc quay đầu nhìn về chính nàng hạch tâm trong lĩnh vực đi thuyền mà đi kim đế hảo bên trên đế nhất bọn người cười híp mắt nhìn xem bác gái thuyền hải tạc không ngừng rời xa cô lạp 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 đế nhất tiểu tử không nghĩ tới ngoại trừ đưa kiêu người còn có cường đại như vậy người mới thực sự là làm cho người kinh ngạc a à. dâu trắng phát ra cười mở tiếng cười to cũng ha 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 ha, ha lão đầu người tại nói ta sao cho dù đối với nói ngươi là trên đại dương bao la người đàn ông mạnh mẽ nhất điểm ấy không quá tán đồng, nhưng mà đối với ngươi bây giờ thái độ ta vẫn tương đối tán thành. Ino nhàm chán lấy ra lấy lỗ tai diễu diễu nói, trả lời như vậy để dâu trắng không khỏi cười ha hả. Lần này còn nhờ vào ngươi, đế nhất, như thế ngươi sợ là chúng ta đội tàu sẽ thiệt hại thảm, Marco từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Phía trước linh hồn phấn chân phía dưới, dâu trắng đoàn hải tặc tỷ lệ nhanh chóng tăng lên, nếu như dựa theo bình thường phương thức, cái này dài sau khi chiến đấu, băng hải tạc sâu trắng mặc dù có thể cầm xuống đảo, tạo thành thiệt hại cũng tuyệt đối không nhỏ. trong lúc nhất thời, băng hải tặc sâu trắng thành viên đều cảm kích nhìn về phía đế nhất bọn người. a, à, đế nhất tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? ta nhưng không có cái gì dư khoản muốn ngươi kết. dâu trắng hơi sừng sốt phía dưới nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. a, à, ta không có thể ở đây sao? đế nhất khẽ cười nói chợt lại quay đầu đối với bên cạnh bích ti nói bích ti đem hòn đảo đóng gói bích ti là trước khi hắn tới lợi dụng tinh điểm đồ mang về trước mắt tinh điểm đồ một lần chỉ có thể mang theo một cái thành viên tất nhiên đây là dầu có hải lâu thạch hòn đảo cái kia đương nhiên sẽ không bên trong bỏ lỡ vẫn là đưa nó đợi chút nữa thần quốc nhận được tốt hơn lợi dụng hòn đảo đóng gói ra hòa này điên rồi hắn ý tứ là muốn cướp lão cha xem trọng hòn đảo sao dâu trắng đoàn hải tặc thành viên nhao nhao trở nên lòng đầy căm phẫn liền dâu trắng bản thân cũng có chút khó chịu đế nhất tiểu tử chẳng lẽ ngươi muốn chặn ngang một tay dâu trắng mày nhân lại nói không thèm để ý tuyệt đối là giả dù sao cũng là cực kỳ thưa thất hải lâu thạch khoáng sản cái gì gọi là chặn ngang một tay dâu trắng ngươi không nói nói qua giúp chúng ta ngăn cản hải quân đúng vậy a à, hơn nữa đã làm được ta cũng không có nói qua hòn đảo này liền sẽ để cho ngươi dâu trắng. Đế nhất mà nói để dâu trắng buồn bực thổ huyết, hóa ra chính là người cố ý nhìn mình cùng bác gái tranh đấu, cưỡng chế di rời hải quân, tự mình tới làm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Mặc dù thủ đoạn cũng không gặp cỡ nào cao minh, nhưng mà không thể phủ nhận, ít nhất nhìn trước mắt tới, đế nhất là rất thành công. Nghe nói như vậy dâu trắng thành viên nhao nhao sắc mặt kịch biến. Phía trước một giây chiến hữu một giây sau địch nhân, thế giới biến hóa quá nhanh từng cái cảnh giác không thôi mà nhìn xem đế nhất, đang tại hai người lúc nói chuyện, Bích Ti đã rơi vào hòn đảo phía trên, mà hoa hồng đen nhưng là ở bên cạnh che chở nàng. Theo Bích Ti thay đổi vị trí trái cây chi lực phát động, mắt 430 phía trước cái này hải ô đảo vậy mà tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bình tĩnh mặt biển, còn có đột nhiên từ phía trên một cước đạp không, rơi xuống vào biển cả các hải tặc. Cái này, băng hải tặc sâu trắng thành viên một hồi ngạc nhiên, mà dâu trắng bản thân cũng ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, lớn như vậy một cái hòn đảo vậy mà tại trước mặt mọi người ngảnh sinh sinh biến mất. Đây là giữa ban ngày gặp quỷ sống sao, rụi rụi con mắt, những thứ này băng hải tặc dâu trắng thành viên mới vô cùng xác nhận mà hòn đảo đã tiêu thất, tính cả lấy nữ hải kia cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn lại là không biết được Bích Ti đã đem hòn đảo trực tiếp truyền rời về đi bầu trời thần quốc bên trong, tin tưởng nhiều như vậy hải lâu thạch sẽ cho phía trên bao lớn một kinh hỉ cái này mẹ nó, tuyệt đối là rời không còn một mảnh, liền một cái bùn đất cặn bã cũng không có sinh ra, chớ nói chi là hải lâu thạch khoáng sản. Năng lực không thể tưởng tượng nổi, đế nhất tiểu tử, thuyền của ngươi trong đội cường đại người quả nhiên là không thiếu. chương 250 dâu trắng kinh ngạc, cảm tạ khích lệ, hòn đảo ta thô, ngươi nếu là không có sự tình gì, chúng ta muốn trở về ăn cơm tối. Đế nhất trả lời để dâu trắng suýt chút nữa thổ huyết. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? hòn đảo cũng bị mất, những thứ này vạn phần khó chịu phiên đội dài nhóm cùng thuyền viên đoàn cũng chỉ có thể mắt trợn tròn. Đế nhất tiểu tử, hải âu đảo xem ra ta là không được chia một đinh nửa điểm, cô lạp 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 rồi, liền xem như xem như hữu tình chứng kiến A, à, hòn đảo sự tình cứ như vậy đi qua. Mặt khác, đế nhất tiểu tử, thế giới mới cũng phải cần ngươi dạng này cường đại gia hòa tới khuấy động phong vân, ha ha. Dâu chàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem đế nhất, hắn ý tứ rất rõ ràng, hy vọng đế nhất tới thế giới mới xưng hoàng, không biết gia hỏa này nghĩ cái gì. Vậy mà chủ động mời đế nhất tới xưng hoàng, cái này khí độ thật đúng là có thể. Lão cha, Marco bọn người không khỏi kinh hô một tiếng, đại gia liều mạng như vậy chết tích cực, tử thương vô số đất là hòn đảo này, kết quả bây giờ liền cái giấm cũng không có phân đến một cái, vẫn là danh xưng tứ hoàng bên trong tối cường dâu trắng trận doanh, đây tuyệt đối là vô cùng biệt khuất ha. Đế nhất tiểu tử này, tuyệt đối không có nhìn thấy đơn giản như vậy, cửu xa đào chỉ sợ vẫn là tồn tại, có thể thế giới này một nơi nào đó đã có hắn một tay kinh doanh thế lực lớn. Dâu trang ý vị thâm trường nói, tại kiến thức đến bích ti năng lực sau đó, hắn liền đột nhiên ý thức được một năm trước cái gọi là chìm vào nước biển cửu xa đào tuyệt đối còn tại thế giới một nơi nào đó, hơn nữa rất có thể dựa vào loại này biến. Thay thay đổi vị trí năng lực, đế nhất có thể dễ dàng thành lập nên cường đại quốc gia thế lực, nhưng bây giờ lại như cũ lặng yên không một tiếng động. Có thể dầu trắng tâm lại tin tưởng vững chắc đế nhất gia hòa này tuyệt đối có rất lớn hậu chiêu. Lĩnh ngộ lão cha ý tứ Marco bọn người nhao nhao lẫm nhiên, đế nhất bây giờ lộ ra thực lực bất quá là một góc của băng sơn, khoa chính là cái này một góc của băng sơn đã đầy đủ sánh ngang tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu, cái kia giấu ở dưới mặt nước cái kia khổng lồ bộ phận đâu. Ý niệm tới đây, băng hải tặc dâu trắng phiên đội dài cùng thuyền viên nhao nhao một hồi mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác đã mồ hôi ẩm ướt. Toàn bộ phía sau lưng, đế nhất nhìn chầm chầm dâu trắng hai mắt, cười nhạt nói, tứ hoàng địa vị sao. Tên của ta bên trong có cái đế, ta vẫn càng ưa thích áp đảo bên trên. Đế nhất trả lời để đen nhường lối dâu trắng bản thân cùng hắn hải tặc đều ngơ ngẩn ra hòa này. Yến hục ý chí sao? Chẳng lẽ trở thành hoàng giả đều cũng là mục tiêu của hắn, đế nhất tầm mắt mục tiêu đã vượt qua dâu trắng mong muốn. Cô lạp 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 rồi đế chân chính vương giả sao? Nếu như là ngươi, hoặc giả còn là đáng để mong chờ, chỉ là trên biển lớn chưa bao giờ mệt một chút không phải tối cường lại có thể đánh bại người mạnh nhất, chúc ngươi may mắn. Đế nhất tiểu tử, Băng Hải Tạc dâu trắng cười lớn, đi thôi, các hài tử của ta. Dâu trắng vung cánh tay hô lên, lập tức trên mặt biển thuyền hải tặc bắt đầu có thứ tự mà tụ tập lại, đi theo ở cá voi đồng dạng cực lớn dâu trắng thuyền hải tặc sau rời đi. Lão đại thật đúng là lợi hải liền tứ hoàng cũng có thể bước đi y lập tức trước tiên vuốt mông ngựa hải quân muốn việc làm không có làm thành lại bị đế nhất hoàn thành chỉ là cùng hải quân muốn giải quyết tứ hoàng khác biệt đế nhất chỉ là cầm đi hòn đảo mà hai vị hoàng cấp cường giả ăn quả đắng rời đi điện hạ e rằng về sau chúng ta người tới thế giới mới sẽ khá phiền toái hoa hồng đen lo nghĩ nói tứ hoàng đồng thời đắc tội hai hoàng đế nhất lần này động tác xem như lớn yên tâm đi chỉ cần bọn hắn muốn bảo trụ danh vị sẽ không giống như chó điên khắp nơi cắn người hơn nữa hắc hắc trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau kiềm chế a à, thời cơ chín mùi tự nhiên cũng sẽ là chúng ta đế nhất cười hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể sánh ngang tứ hoàng nhưng mà nếu như phải đồng thời cầm xuống tất cả tứ hoàng cái này e rằng còn không quá thực tế bất quá bây giờ thế giới mới từ những thứ này tứ hoàng tại cẩn trọng địa kinh doanh lấy đợi đến thời cơ vừa thành thục đổ thời điểm chính mình tới thu hoạch trái cây cũng là lựa chọn tốt. Thái cổ đảo bên trong, hoàn thành thế giới mới hành trình sau, kim đế hào chờ đám người chậm rãi hạ xuống. Lần này là Ino, mặt ưng toàn bộ trực tiếp về đơn vị, còn mang đến cường thế lôi thần đoàn hải tặc, bởi vì trung tâm hòn đảo căn cứ xây dựng rất cao, thái cổ đảo chung quanh những cái kia giao dịch hải tặc cũng không thể phát hiện kim đế số buông xuống, đối với vị này sau màn lão bản là không có nửa điểm tin tức. Không, điện hạ, người cuối cùng trở về. Nữ đế hen cóc trước tiên nhào vào đế nhất trong ngực, ôn hương đầy cõi lòng cảm giác thực tốt. Đế nhất cười nhẹ nhàng theo Hancock cóc nhu thuận mái tóc đen dài, trong khoảng thời gian này làm như thế nào. Đương nhiên không để cho điện hạ thất vọng rồi, hi hi, bây giờ thái cổ đảo thế nhưng là thanh danh tại ngoại đâu. Hancock cóc vùng lên đỏ bừng khuôn mặt nói, ý thức được chúng nữ ánh mắt sau mới có hơi thẹn thùng rời đi đế nhất ôm ấp hoài bão. Đế nhất điện hạ, rất lâu không thấy đế nhất lạp kỳ cũng không nhịn được mở miệng, trên mặt viết đầy đối với đế nhất tưởng niệm, mà xem như tiên phong đội quân đoàn trưởng nàng chỉ là đứng ở tại chỗ bất động, cúi đầu, nàng càng thêm nguyện ý trở thành đế nhất sắc bén nhất kiếm. Lợi kiếm chỉ, đánh đầu tháng đó, đế nhất trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng, vô luận là Hancock, Kuina, Big T, vẫn là vừa mới trở về lạp kỳ, những thứ này ưu tú thiếu nữ bây giờ đều thành lớn nhiều vô cùng chương 251 khả khả Tây Á Thôn, đế nhất trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng, vô luận là Hancock, Kuina, Big vẫn là vừa mới trở về lạp kỳ, những thứ này yêu tú thiếu nữ bây giờ đều thành lớn nhiều vô cùng, ít nhất nhiều khi có thể một mình đảm đương một phía, để đế nhất đối với cửu xà đảo đồ ma lệnh sự tình cũng cuối cùng yên lòng, ít nhất về sau sẽ không nói đối mặt hải quân toàn bộ điều động thời điểm chính mình sẽ chờ tay không kịp. Khổ cực, lạp kỳ. So với trước kia thực sự là trưởng thành nhiều lắm đế nhất từ đáy lòng tán dương, lạp Kỳ tâm trí cường đại rất nhiều, ít nhất bây giờ có thể vì hắn tạm thời chia sẻ một cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Cùng chúng nữ đã thông báo sau đó, Rezu bên kia cũng truyền tới tin tức mới. Bởi vì phía trước hắc diệu thạch phát hiện, thứ này có thể đề cao mạnh chiến đấu phục tính năng, bây giờ cải tiến bản chiến đấu phục đã cơ bản hoàn thành thí nghiệm giai đoạn, có thể bắt đầu đại lượng sinh sản, chỉ là bởi vì hắc diệu thạch hạn chế số lượng, trước mắt còn không cách nào sản xuất hàng loạt, nhưng mà căn cứ vào Rezu khảo thí cho thấy. Chiến đấu lần này Phục có thể trực tiếp đem thiếu tá cấp bậc sức chiến đấu tăng lên tới thượng tá, mà đỉnh. Trên đỉnh trường học có thể tăng lên tới thiếu tướng sơ cấp, ý vị này đế nhất thiếu tướng cấp bậc sức chiến đấu sẽ là xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng Chỉ cần chiến đấu Phục không ngừng nhắc đến cung cấp, những thứ này trung cấp sức chiến đấu liền có thể không ngừng cưỡng ép gạch dưới thăng. Thật là khiến người ta vui mừng tin tức, bây giờ hải quân tại thế giới mới bị thua, lại thêm thái cổ đảo bị thua, đoán chừng thời gian ngắn thì sẽ không tới Mà đế nhất thực lực bây giờ đã tích xúc đến một cái phi thường kinh người trình độ Trước mắt chủ yếu kế hoạch là trước tiên thống trị đại hải trình nửa đoạn trước, nhạc viên Mà bây giờ còn cần việc làm là, đế nhất muốn tìm tìm một cái đỉnh cấp hoa tiêu Bởi vì bao quát lúc trước hắn kim đế số điều khiển Hắn phát hiện nếu như ở trên bầu trời không cách nào dự đoán lôi điện Bão tố những thứ này tự nhiên nhân tố lời nói sẽ cho sau này quân đoàn tiến lên mang đến lớn vô cùng phiền phức. Cái gọi là đỉnh cấp hoa tiêu, trong đầu của hắn hiện ra một cái bóng người quen thuộc. Đông Hải khả khả Tây Á Thôn, một cái vô cùng hòa bình thôn trang nhỏ, mọi người trải qua yên ổn mà cuộc sống tự do. Thẳng đến có một ngày, ác long hải tặc đoàn đến, phá vỡ thôn hòa bình, để sự yên lặng này thôn trang nhỏ biến thành một cái bị hải tặc tùy ý cướp giật chỗ, hơn nữa chú đóng ở chung quanh đây hải quân cùng hải tặc hoàn toàn là cùng một ruột vô luận là tố cáo hải quân cũng không có bất kỳ. Tại một mảnh kim hoàng, sắc bên trong, màu tím tóc ngắn, dáng người yêu điệu nó cao chính tại quyết trong rừng bận rộn. Không hổ là bai ru me dưỡng nữ, tử đều như thế cần cù. Tiếng cười quái dị từ đằng xa truyền đến, nó cao lông mày không khỏi nhíu lại, nắm cái cuốc trắng. Tích bàn tay cũng cảm thấy nắm chặt, âm thanh dần dần tiếp cận, một đám hải quân chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là phụ trách bảo hộ toàn bộ khả khả Tây Á thôn chi bộ hải quân, chuột thượng tá. Chỉ thấy hắn cái kia chuột một dạng hèn mọn khuôn mặt nhìn chằm chằm nó cao, mới có 12 tuổi khoảng chừng Nozico tại bây giờ đã coi như là phát dục rất không tệ, có chút nhà bên nữ hài sắp trưởng thành bộ dáng, nhưng lo ngại khả khả Tây Á thôn những thứ này biêu hãn thôn dân, chuột trên dưới cũng không dám làm nhiều một ít gì. Chỉ là tiến hành thông lệ mà thu lấy thuế đầu người. Nó cao, hai vạn belly, đây là năm nay đầu của ngươi thuế. Chuột thượng tá âm dương quay khí cười, tại phía sau hắn đám kia ngã trái ngã phải hải quân hoàn toàn không có chút nào kỷ luật có thể nói, lột đi một thân hải quân chế phục, đoán chừng cùng hải tặc không có gì khác nhau. Chuột thượng tá vơ vét một vòng, tiếp đó ác long hải tặc đoàn vơ vét một vòng, đây là khả khả Tây Á thôn hàng năm nhất thiết phải phát sinh sự tình, chỉ là lần này nhưng có chút không đúng lắm. Không phải một vạn belly sao, như thế nào biến thành hai vạn nó cao nhíu lại lông mày càng chặt, những năm qua hải quân mỗi lần chỉ lấy 10.000 phí bảo hộ, lần này nhưng phải thu hai vạn belly, thật sự là đáng giận. Hắc hắc hắc, nó cao, một vạn belly đây chính là nhằm vào tiểu hài tử, người bây giờ đã lớn lên, giá trị hai vạn belly. Hắc hắc hắc, nếu như người nguyện ý, đừng nói một vạn belly, chính là một phân tiền không ra cũng được, đêm nay có rảnh không? Chuột thượng tá nước bọt cơ hồ đều chảy xuống. Chấm 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 chấm, theo niên linh không ngừng tăng trưởng, nó cao cũng trổ mã càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho những này mỗi ngày canh giữ ở con chim này không kéo. Phân thôn nhỏ trang hải tạc từng đợt nuốt nước miếng, không có hứng thú, cái kia yêu tiền cút đi, nó cao chán ghét nhìn về phía chuột thượng tá, dù sao nơi này còn là hải quân trên danh nghĩa lãnh thổ, thân là hải quân hắn không dám làm loạn. Chuột thượng tá lập tức sắc mặt kém vô cùng cư nhiên bị một nữ nhân chế giễu nhưng hắn cũng chỉ có thể cười gằn cũng dám đối với hải quân thượng tá vô lễ người tới đánh cho ta một trận không thể mang đi nó cao lo lắng người trong thôn tố cáo đi lên nhưng mà đánh cho một trận loại chuyện này hắc hắc cho dù là bị vạch trần cũng bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi nghe vậy đi theo mà đến hải quân binh sĩ nhao nhao sắc mặt khó coi mà chậm rãi tới gần nó cao hữu ý vô ý đem nàng bao vây lại đánh nữ nhân loại chuyện này cũng làm không ít nó cao xinh đẹp, khuôn mặt trắng bệch, từng bước một lui lại, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn không ngừng tới gần. Ngay tại đám hải quân chuẩn bị ẩu đà nó cao thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên phóng xuống một mảnh cực lớn bóng tối, vừa vặn bao phủ ở phía dưới những hải quân này bên trên. chương 252 Hải quân sâu kiến, lập tức, những hải quân này toàn bộ đình chỉ đối với nó cao vây quanh, liền chuột thượng tá cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời một chiếc khổng lồ thuần kim thuyền phiêu phù ở bầu trời chậm rãi hạ xuống đến nỗi rơi vào chính bọn họ trước mặt toàn bộ là hoàng kim chế tạo chuột thượng tá bọn người bị cái này hai mắt kim quang kích thích trong nháy mắt từng cái con mắt cơ hồ đều tái rồi biến thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiền một dạng gia hỏa thẳng tắp nhìn xem chiếc này thuần kim thuyền thuyền bên trên chính là đế nhất bọn người ách không nghĩ tới sẽ lạc đường bất quá ở đây hẳn là không sai a à. đế nhất lúng túng nở nụ cười. Lái kim đế hào đi hắn thế mà lạc đường, hoàn toàn, 407, không tinh thông hàng không đế nhất vậy mà lại lạc đường, có chút ngượng ngùng. Đi theo hoa hồng đen chỉ là bưng miệng cười, cũng không nói nhiều cái gì. Kim đế hào rơi xuống đất, toàn thân hoàng kim kim đế hào lập tức hấp dẫn chuột thượng tá một đám người ánh mắt, giống như là con ruồi phát hiện chứng khe hờ một dạng, từng cái đồng loạt nhìn xem kim đế hào, bị trước mắt hoàng kim Nguyễn lệ địa thứ thương con mắt. Chiếc này thuyền hải tặc bị hải quân trưng dụng, các ngươi những thứ này đáng chết hải tặc. Chuột thượng tá hoàn toàn quên đi đang đối phó Noziko, toàn bộ lực chú ý thay đổi vị trí tại kim đế hào phía trên, thân là chi bộ hải quân hắn nhưng không có thể gian chú ý thế giới động tính, đến nỗi đế nhất uy danh, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đây chính là thực sự Hoàng Kim A, một chiếc thuyền toàn bộ hòa tan xuống, giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 ức belly, tuyệt đối một phen phát tài, ít nhất tại chuột thượng tá trước mặt là như thế này cảm thấy. Chủ nhân, hắn muốn thuyền của ngươi chỉ đâu. Hoa hồng đen khẽ cười, dường như để cho đế nhất lúng túng đỏ mặt trở thành nàng bây giờ một cái mới niềm vui thú. Đế nhất cười cười, bây giờ hoa hồng đen càng ngày càng không nghe lời, xem ra gần buổi tối hảo hảo giáo dục một chút. Ánh mắt của hắn di động, cuối cùng rơi vào Noziko trên mặt, tung người nhảy xuống thuyền. Noziko, đế nhất vấn đảo, ngươi biết ta, nó cao hứng bên trong một trăm cái nghi vấn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có từng nhận biết tên trước mắt này. Làm, đúng, tưởng tượng hỏi thăm Nami bây giờ ở nơi nào, dù sao thiếu nữ này thế nhưng là trời sinh đối với khí hậu vô cùng mẫn. Cảm giác, loại kia mẫn, cảm giác trình độ đến đâu chỉ tại thấy trước tương lai cân băn Soku Haki, đứng đầu nhất hoa tiêu. Có thể đế nhất mà nói bị lão, trường học tiếng quái khiếu sự định, qua hắc hắc hắc, nơi nào xuất hiện tiểu tử người cùng bên cạnh ngươi nữ nhân còn không có giao người đầu thuế a còn có cùng ngươi nói chuyện với nhau nữ nhân này nàng thế nhưng là ta chuột thượng tá xem trọng người tốt nhất thức thời một chút đi xa một chút đế nhất sừng sốt một chút chợt nhìn về phía Noziko, vấn đạo hắn nói là sự thật sao ta làm sao lại là tên hỗn đàn kia hải quân nữ nhân hắn bất quá là nơi này vô lại hải quân thôi Noziko tú mỹ nhíu lên không biết vì cái gì tại đế nhất trước mặt có loại lớn tiếng nói ra xúc động Nói xong điều này lời nói nàng nhưng lại bỗng nhiên che miệng của mình. Ba, chuột thượng tá đã là ở vào phát hỏa ở trong, nó cao ý thức được chính mình có lẽ chọc giận hắn. Nữ nhân đáng chết, ta muốn để các ngươi đều đi chết. Vung lên thương, chuột thượng tá rất trên người một đám hải quân binh sĩ trực tiếp đem hố đen. Động hỏng súng nhắm ngay Noziko, không do dự nữa lớp học chụp xuống, cư nhiên bị một thường dân nữ nhân cho coi thường. Loại này đỏ quả quả nhục nhã để chuột thượng tá xấu hổ, thẹn không chịu nổi, phanh 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 liên tiếp tiếng súng vang lên, nó cao đã chấn kinh mà nhắm lại đôi mắt đẹp, nàng đã dự liệu được tự mình ngã trong vũng máu dáng vẻ. Có thể một hồi tiếng súng sau đó, lại hãi nhiên phát hiện mình trên thân tựa hồ không có chuyển đến bất kỳ đau đớn, không có bị thương sao. Mang theo ánh mắt không thể tin chậm rãi mở mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện một thân ảnh chắn trước mặt của nàng, không là người khác, chính là đế nhất. Ngươi! Ngươi vì cái gì? Noziko rất muốn biết đế nhất tại sao phải giúp nàng, hơn nữa vì tới cửa đế nhất có thể ngăn chờ đạn công kích. Những thứ này dưới cái nhìn của nàng đơn giản chính là trong truyền thuyết năng lực đồng dạng, không phải người cường đại. Đế nhất cười lạnh, tại tên sai gần dưới sự khống chế, cường đại sức đẩy đem những thứ này đầu đạn toàn bộ thế đi ngăn chặn lại, giống như là từng khỏa hòn đá nhỏ một dạng phiêu phù ở đế nhất trước mặt, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hải quân nổ súng bắn ra đạn đã dày đặc nhét chung một chỗ. Nhìn thấy một màn này chuột tượng tá sắc mặt kịch biến, những hải quân kia cũng từng cái kinh ngạc không ngậm miệng được. Quỷ a, à, đây là vật gì, làm sao có thể liền đạn đều ngăn cản. Một loại cảm giác giận cả tóc gáy làm cho những này hải quân kinh ngạc không thôi, liền tại bọn hắn sợ hãi ánh mắt bên trong đế nhất một tiếng quát nhẹ, một sức đẩy. Lơ lửng đầu đạn phàng phất đón nhận mệnh lệnh đồng dạng, tại cường đại sức đẩy phía dưới cực tốc trở về xạ. Ra, so sánh với thời điểm càng nhanh hơn, thời gian nháy mắt liền toàn bộ biến mất ở đế nhất trước mặt. Phốc, phốc phốc, mau bắn tung tóe, vô số đóa xinh đẹp huyết hoa đón gió nở rộ, chuột thượng tá mang theo những hải quân này toàn bộ ngã xuống đất, trên thân là trói mắt mà ân. Đỏ huyết hoa, bị bay ngược trở về đầu đạn đánh chúng. Chương 253 A Long Park, Nozico đồng tử kịch liệt co vào, đánh giết hải quân. Loại chuyện này cùng với vượt quá tưởng tượng của nàng Phạm Vi, nàng bây giờ đại khí cũng không dám đạp, Hải quân cũng làm trực tiếp đánh giết, ra hỏa này điên rồi sao? Có thể nghĩ đến đế nhất là vì nàng mới giết những hải quân này, Noziko trong lòng lần thứ nhất tại Bairume -e, sau đó cảm thấy có chút cảm giác ấm áp. Người cái này hỗn đản, cũng dám công kích hải quân, người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết, nằm trên mặt đất kêu rên chuột thượng tá đại sảnh mà mắng. Đế nhất khóe miệng dương lên, chậm rãi cất bước đi qua, một cước đạp ở chuột thượng tá trên ngực. Loại này tạp ngư giết hắn đều là ô uế chân của mình, bất quá rất vinh hạnh, hắn thành công để đế nhất nguyện ý vì giết hắn trả giá một điểm khí lực. Bị đế nhất dẫm ở dưới chân, chuột thượng tá mới hoàn toàn ý 22 biết đến tên trước mắt này tuyệt đối là một sát thần, giết lên hải quân như vậy khinh xa con đường quen thuộc, bộ mặt chân thật đáng tin, đau đớn cùng sợ hãi tử vong để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Ngữ khí cũng từ vừa mới cường mạnh trở nên nhũn ra. Không, đừng có giết ta, ta sai rồi ta sai rồi, buông tha ta, sự tình hôm nay không có phát sinh gì cả, ta cũng lại. a, à, chân đạp phía dưới, chuột thượng tá lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị một cước đạp xuyên lồng ngực, con mắt cơ hồ cổ nổ, sắc mặt hồng tăng giống như là gan heo, cuồng thổ tiên huyết, sen lẫn nội tạng bể tan thành mảnh vụn, trong nháy mắt chết đi. Noziko hoảng sợ nhìn xem một màn này, trước mắt cái này tướng mạo thanh tú thiếu niên giết người tới lại giống như là hoàn toàn không có chút do dự nào, thực sự là ăn cơm uống nước một dạng. Đế nhất khẽ cười một tiếng, trên chân hắc hỏa bốc cháy lên, chuột thi thể trong nháy mắt đã biến thành cho tàn tán lạc tại mà, trên chân cũng không có một tia vết máu. Nozico, muội muội của ngươi Nami đâu? Đế nhất vấn đạo, a à, tương đương tương đương ngươi biết Nami. Nozico kinh ngạc nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí của nàng là được rồi. Đế nhất vô cùng cường thế nói, trong giọng nói không dung bất luận cái gì một tia chất vấn. Cao xinh đẹp, Khuôn mặt tái đi, nhớ tới người trước mắt lắc đầu nói, ta sẽ không nói cho ngươi, hướng ta bảo đảm sẽ không tổn thương Nami. Có, ta nếu là muốn tổn thương nàng hà tất phiền toái như vậy, nói đi, ta sẽ không thương nàng. Người bảo đảm, cam đoan, đế nhất sạm mặt lại, cái này Noziko đang nhắm vào Nami trong chuyện biểu hiện vô cùng ngoan cố. Nàng hẳn là tại A Long công viên nơi đó, nếu như ngươi thật là đến giúp đỡ chúng ta, cầu ngươi nhất định muốn đánh bại A Long, cứu ra Nami cứu ra chúng ta toàn bộ khả khả Tây Á thôn, ta Nozico đối với ngài ân tình suốt đời khó quên. Nó cao vô cùng nghiêm túc cầu tình lấy, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có đế nhất người mạnh mẽ như vậy mới có thể giải cứu bị ác long hải tặc đoàn tùy ý xâm lược khả khả Tây Á thôn. A Long công viên, hoàn toàn là dựa theo quần đảo xa Bao đi hình thức tới thiết lập công viên, chỉ là so với nhỏ hơn không thiếu, cái này cũng là đại biểu A Long lý tưởng của mình. A Long vô cùng chán ghét thống hận nhân loại, lại một bên ước mơ có thể vượt qua tự tôn tự lập sinh hoạt, ác long lĩnh vực cũng chính là A Long công viên chính là lý tưởng của hắn. Ha 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 A Long, lĩnh vực của chúng ta bây giờ lại thiết lập hoàn thành một cái hòn đảo. Có tám đầu chân bạch tuộc tiểu bát hưng phấn mà chúc mừng lấy. Trung quanh hắn là một đám tướng mạo khác nhau ngư nhân loại, toàn bộ là ngư nhân, không có bất kỳ người nào loại. Hơn nữa ác long hải tạc đoàn bên trong bọn gia hòa này tuyệt đại đa số cũng là trong mắt kỳ thị trùng tộc, cho rằng chỉ có ngư nhân mới là trời cao chiếu cố chủng tộc. Mà nhân loại bất quá là dùng để phục thị ngư nhân thôi. Ngư nhân trước mặt bầy đầy cướp đoạt lấy được rượu, ăn thịt, thậm chí còn có một chút châu báu. Ở đây tiến hành cuồng hoan, loại này cuồng hoan thường thường đều sẽ có. Đối với những thứ này chơi bời lêu lỏng ngư nhân tới nói, không có cái gì so ra mà vượt cuồng hoan để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Uy, Nami, nhanh lên cho ta rót đầy, người xú nữ nhân này. Người nhân nhóm không chút tiêm kỵ kêu gào, phát ra tiếng cười quái dị. Thời khắc này Nam Y 11 tuổi tà hiểu, thoạt nhìn vẫn là một cái u mê ngây ngô tiểu nữ hài, bất quá đã sơ bộ có được thành thục thời kỳ bộ dáng hình dáng, cũng là lộ ra sờ sờ động lòng người, eo. Chi tinh tế, lớn dài, chân, nàng bị xem như là người hầu tới sai bảo, mặc dù nói là áp long hải tạc 800 đoàn cán bộ, lại là không có nhất quyền lực cán bộ, chỉ là tận tâm tận lực cho A Long hội họa bản đồ hàng hải, tùy tiện một cái thuyền viên cũng có thể tùy ý quát lớn nàng, thời gian trải qua cực kỳ hèn mọn. Duy nhất có thể lấy may mắn là, bọn gia hỏa này ngoại trừ thái độ rất kém cỏi, có thể xưng ác liệt, đối với Nami vô lễ cũng tạm thời ngừng tại trình độ này. Ngồi ở đám người nơi xa phía trên trên bảo tỏa chính là toàn thân làn da màu tím, có răng cưa hình dáng cái mũi, cùng sắc bén ánh mắt ngư nhân A Long, bây giờ đang cười gần nhìn xem không ngừng bận rộn Nami. Nhìn xem nhân loại ở dưới tay hắn bị sai xử, hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhanh lên, Nami, người muốn chết sao, còn không có cho ta rót đầy. Ngư nhân đắc ý kêu gào, Nami không ngừng chật vật bôn tẩu. Nami ở đây, đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trèo lạnh lùng bỗng vang lên. Ba bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đế nhất, hoa hồng đen, Nozico. mươi 254 thân ảnh có chút quen thuộc. A Long cũng cảm thấy mày nhân lại, đánh giá cái này khách không mời mà đến, nhưng tại đế nhất trong mắt hắn hoàn toàn không có phát hiện mình bất luận cái gì một điểm tồn tại cảm, đế nhất ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ là dừng lại ở Nami trên thân. Nami, Noziko, gặp được Nami Noziko kinh hô lên, trong đôi mắt đẹp đầy tràn nước mắt, mà Nami cũng kinh ngạc kêu Noziko tên, bởi vì đây là Noziko lần đầu tiên tới A Long đoàn hải tặc tìm nàng, nàng đã từng vạn phần dặn dò qua tuyệt đối không nên tới. Hai nữ gắt gao ôm nhau lại với nhau, trong đôi mắt đẹp một mảnh hơi nước. Hồi lâu mới tách ra, ý thức được A Long tại chỗ sau, lập tức xinh đẹp. Khuôn mặt lại trở nên khó nhìn lên, Nami nhìn xem đế nhất, mang theo mi hoặc vấn đảo, Noziko, người nhanh rời đi A. Hắn là ai, người cũng nhanh chút đi thôi, đừng đến chịu chết, Noziko muốn mở miệng, lại bị A Long giành trước. Ha 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 Hana đẹp, người nhưng cho tới bây giờ không cùng chúng ta giới thiệu qua có vị xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đâu nữ nhân xinh đẹp như vậy không đến làm ta a long thuyền viên thực sự là lãng phí người nói đúng không cô nàng a long ta ác ánh mắt nhìn về phía nozico dừng tay a long ta đã đáp ứng ngươi thay ngươi hội họa bản đồ hàng hải xem như điều kiện trao đổi ngươi đáp ứng không còn tổn thương khả khả tây á bất kỳ người nào hơn nữa một ức belly đem toàn bộ tồn tại quyền sở hữu giao cho ta nami ngăn ở nozico trước mặt mang theo tức giận cùng vẻ sợ hãi nhìn về phía a long mà đế nhất cùng hoa hồng đen nhưng là lạnh nhạt nhìn xem ta đơn thuần nami thân là ta cán bộ thế mà trợ giúp ngoại nhân sao chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi trên cánh tay thế nhưng là có ta ác long hải tạc đoàn đồ án nàng thế nhưng là ta người ta long đắc ý cười ha hả lập tức nami khẽ giật mình nozico trước đây vì an ủi nàng bị thúc ép trở thành a long thuyền viên trên người mình cũng theo một cái giống nhau như đúc hình xăm nhưng không nghĩ tới vật này ngược lại trở thành bây giờ a à long mượn cớ, cái này khiến Nami bất lực phản bác. Lần này hai nữ chỉ có thể tuyệt vọng cùng nhìn nhau lấy. Chung quanh những cái kia ác long hải tạc đoàn ngư nhân cũng nhao nhao phát ra diễu cợt âm thanh. "Nami, đi thôi." Đế lấy hướng về phía Nami nói. "Đẹp ngạc nhiên, ra hỏa này, điên sao? Vừa sao? Noziko cũng đẹp." mắt trợn lên, không quá một chỗ nói lời. "Như thế nào, Nami, hải hàng sĩ?" ta thế nhưng là cố ý từ Grand Line tới tìm kiếm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không vui lòng sao? Đế nhất khẽ cười, Grand Line, đế nhất mà nói lập tức để A Long con ngươi co rụt lại, hắn tại Đông Hải đã có một đoạn thời gian, trải qua chính mình thủ hoàng đế thời gian, đối với Grand Line bên trên phát sinh sự tình ngược lại là không thế nào hỏi đến. Dù sao A Long trình độ tại Đông Hải tuyệt đối là cường giả đứng đầu, nhưng mà phóng tới Grand Line phía trên đi, hắn bất quá là bình thường thôi thôi. Những cái kia châm biếm ngư nhân cũng nhao nhao ngậm miệng, từng cái tựa hồ bị Grand Line mấy chữ kinh hãi. Chợt lại phình bụng cười to, từ Grand Line cố ý tới Đông Hải loại này nông thôn chỗ tìm người. Loại này lời nói dối cũng nói cửa ra vào, Grand Line muốn trở về tứ hải nhất thiết phải xuyên qua Cambel, có thể xuyên qua Cambel người hoặc là hải quân hoặc là cường giả chân chính. Ha 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 tương đương tương đương khoác lác cũng không làm bản nháp, ta vẫn lại lần nữa thế giới trở về đâu. Đúng a, à, đúng a. À thực sự là khôi hài. Grand Line loại địa phương kia là ngươi một thiếu niên có thể đi chỗ. Bây giờ những nhân loại này thực sự là càng ngày càng ưa thích trang bức. Ngư nhân phát ra trói tai diễu cợt âm thanh. Grand Line sao? Theo như đồn đại cái kia vô số cường đại hải tặc tụ tập chỗ. Nami không thể tin nói, liên quan tới Grand Line sự tình còn chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết. Đế nhật đối với những thứ này chiến năm cặn bã diễu cợt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt chỉ là rơi vào Nami trên thân, cười nói, đúng a à, ngươi là ta tối cường hoa tiêu, cho nên, đi theo ta đi. Nam Y cùng Noziko cũng không biết nên nói như thế nào, trực tiếp tại A Long trước mặt mang đi Nam Y sao. Còn hoàn toàn không để ý tới A Long cảm thụ, thiếu niên này thực sự là, lòng can đảm rất lớn. Ha 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 ha, A Long lớn tiếng cười như điên, tiếng cười của hắn để những ngư nhân kia bộ hạ nhau nhau ngậm miệng, liền Nam Y cùng Noziko cũng theo tiếng cười của hắn sắc mặt trở nên tái nhợt cuối cùng A Long hung ác ánh mắt rơi vào đế nhất trên thân, hắn đối với trước mắt thân hình tựa hồ có chút quen thuộc, lại có nhớ kỹ không ở chỗ đó gặp qua, dù sao hắn rời đi Grand Line đã có một đoạn thời gian, trước đây đế nhất xanh tiếng chuyển đến đảo ngư nhân không bao lâu hắn liền từ ngư nhân đoàn hải tạc bên trong chia ra tới. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta nói như vậy ngươi là thứ triệu tiền một cái, can đảm lắm. A Long cười gần, Nami, còn ngẩn người ở đó làm cái gì? Đến đây đi, chúng ta còn phải sớm hơn điểm trở về đại hải trình chờ một lúc lên thuyền chuẩn bị bữa tối đâu đế nhất mình cười nhìn xem sợ junami đến nỗi a long uy iota hoàn toàn không để mắt đến a long biểu lộ trong nháy mắt hạ thấp âm điểm đóng băng gân xanh tại cái chán nâng lên một bộ muốn phát tác dáng vẻ tên ghê tởm vậy mà xem thường thuyền trưởng của chúng ta tám đầu cánh tay bạch tuộc tiểu bát trực tiếp quái khiếu vỗ động đao kiếm tới hắn nhưng là tự xưng tám đao lưu cao thủ nhất thời dày đặc đao võng hướng về đế nhất quay đầu rơi xuống. chương 255 huyết tinh tàn nhẫn, ngược lại là đứng ở đế nhất sau lưng hoa hồng đen thở ơ, tựa hồ đối với loại này cấp bậc công kích căn bản vốn không yên tâm trong lòng. Lan, tên sai gần gấp 50 lần trọng lực phía dưới, tiểu bát công kích trong nháy mắt biến hình, còn không có sung kích đến đế nhất trước mặt, trực tiếp một cái cầu gặm bùn rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy sức đẩy bộc phát. Một hồi làm lòng người tóc chiến tiếng xương nứt liên tiếp vang lên tiểu bát trên người xương cốt cơ hồ toàn bộ nát bấy, mặc dù là bạch tuộc ngư nhân, nhưng dù sao có một nửa nhân loại huyết thống vẫn có xương cốt ở, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, biến thành một bãi bùn nhão chết ở nơi xa. Chấn kinh, nhìn thấy một màn này ngư nhân đoàn hải tặc thành viên từng cái hoảng sợ nhìn xem đấy nhất, nam y cùng nó cao cũng cây ết ta sợ không ngậm miệng được, mà A Long trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Một ánh mắt liền giết chết ác long hải tặc đoàn cán bộ tiểu bát trong lúc nhất thời những cái kia châm biếm ngư nhân nhao nhao ngậm miệng, dùng vô cùng cảnh giác mà ánh mắt cừu hận nhìn xem đế nhất. Không cần A Long phân 520 phó, những thành viên khác đã biểu lộ trở nên dữ tợn, nhao nhao nhổ. Ra bản thân đao kiếm cùng súng ngắn các loại, đón đế nhất phương hướng chính là quần khởi công chi. Ác Long hải tạc đoàn những ngư nhân này đặc biệt đồng lòng, hoàn toàn xem thường nhân loại, tiểu bát bị loài người giết chết, triệt để chọc giận bọn hắn. Nhất thời trang diện loạn cả một đoàn, xem như kẻ yếu, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, nhiều người lực lượng là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Đế nhất trong đôi mắt cuối cùng bốc cháy lên một tia băng lãnh lửa giận, những thứ này liền cho mình sách dày đều không xứng cận bã vậy mà không biết sống chết, cái kia sẽ đưa các ngươi lên đường. Thiên chiếu, mang ghe điên cuồng xoay tròn, quét mắt một vòng chung quanh, ngọn lửa màu đen từ trong cõi u minh sinh ra, từng đóa từng đóa hiện lên ở những ngư nhân này trên thân điên cường công kích ngư nhân hãi nhiên phát hiện trên người khác thường, lập tức cũng không phải rất để ý, chỉ là muốn giảm hắc hỏa chấn động rất xuống xuống, đáng kinh ngạc sợ phát hiện cái này, CCBA, hắc hỏa phản phất dính tại da thịt của mình bên trên một dạng, hơn nữa càng đốt càng nhanh, thời gian trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Tiếng hét thảm vang lên, ngừng lại tiếng mắng chửi đã biến thành tiếng kêu gào, hướng về đế nhất hướng mà ngư nhân toàn bộ biến thành màu đen hỏa nhân, trương giang mấy bước sau, cái kia đau đớn gào thét âm thanh cũng cuối cùng sao, toàn bộ biến thành một đoàn bột mịn rơi xuống tại chỗ, công phu, đế nhất ánh mắt rào qua chỗ, cái này toàn bộ giống như là bị tiêu hủy cỏ khô một dạng, biến thành bột mịn tiêu tán. May mắn sống sót chút ít ngư nhân như thấy quỷ biểu lộ, hoàn toàn là lộn nhào, đánh tơi bời mà chạy tới A Long sau lưng, nhìn trên mặt đất những cái kia vừa mới cho tàn, những thứ này nhưng vừa vặn vẫn là ăn chung uống rượu thịt đồng bạn, bây giờ cứ như vậy xong thậm chí ngay cả sắt thép kim loại trường đao vũ khí các loại cũng biến mất sạch sẽ. Đây là đang nằm mơ sao, thẳng đến nhìn xem những thứ này ngọn lửa màu đen bay trở về đế nhất đồng tử, bọn gia hòa này mới phát ra giống như là nữ nhân bị cường cung tiếng thét chói tai. Ma quỷ, địa ngục chi hỏa, trời ạ, à, đây là trừng phạt sao? Vì cái gì, A Long đại ca, nhất định muốn cứu lấy chúng ta. May mắn sống sót ngư nhân thét lên trốn A Long sau lưng nhìn xem chung quanh những thứ này hải tặc toàn bộ bị hắc hỏa thôn vệ nam hoàn toàn là ngây người tại chỗ cái này đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng không phải chân thực vừa mới những cái kia vinh vang đắc ý ra hòa toàn bộ chết liền hải quân đều không thể chiến thắng hải tặc lại ở đây cá nhân liếc mắt qua sau đó toàn bộ chết đây chính là grand lai hải tặc thực lực sao a long cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng tất cả những thứ này thực sự là quá quỷ dị. Sinh hoạt tại đảo ngư nhân hắn đã từng thường xuyên cùng Jinbi luận bàn, có thể cho dù là thất vũ hải cấp bậc Jinbi cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn áp lực lớn như vậy, người thiếu niên trước mắt này. Mạnh có chút biến, thái, nhưng cùng bạn chết đi lại sâu sắc đau nhói A Long, đôi mắt của hắn đã trở nên đỏ bừng một mảnh, vẫn nổ cùng cừu hận hỏa diễm ác chế qua lý trí. Người cái này hỗn đản, giết chết đồng bản của ta, để mạng lại bồi A răng sắt cơm, A Long cắn răng nghiến lợi nói, rút ra mình răng, lập tức một bộ mới răng lại dài đi ra, sắt thép một loại hàm răng sắc bén bị hắn nắm trong tay hướng về đế nhất nhào tới cắn. Nami hét lên kinh ngạc thanh âm, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt A Long dùng một chiêu này ít nhất giết chết 10 cái danh xương cường đại thợ săn tiền thường, đến mức tiền thường của hắn không ngừng được đề thăng, đạt đến 2.000 vạn belly, toàn bộ đông hải tiền thường cao nhất hải tặc. Đế nhất khinh miệt nhìn xem A Long, hơi hơi nghiêng thân dễ dàng tránh đi lắc đầu thực sự là yếu a à. tên đáng chết ta thế nhưng là đông hải cường đại nhất hải tặc ta muốn giết ngươi nhất kích không trung a long trở nên càng thêm nóng này giao o -N -D -A -A -T s lập tức cả người hắn bỗng nhiên đạp xuống đất răng cưa hình dáng sắc bén cái mũi nhắm ngay đế nhất tựa như ngư lôi đồng giảng cực tốc đi xuyên mà đến tê liệt không khí đều hô hô vang dội cẩn thận a à. nami không khỏi kinh hô lên A Long thực lực quá cường đại, gia hỏa này cũng vô cùng huyết tinh, ưa thích dùng cái mũi đem người cắm. Chết, nhìn đối phương chết ở trên đầu của mình, tàn bạo dáng vẻ cùng dã thú không khác. chương 256 ngẫu nhiên gặp thằng Hề Bắc Ghi. Đế Nhất Cường đại có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng, Nam Y giờ này khắc này lại có chút chờ mong Đế Nhất có thể đánh bại A Long, giải cứu toàn bộ khả khả Tây A Thôn, giải cứu nàng, nhưng mà đối với A Long Cường đại lại sâu sắc khắc tiến trong xương cốt tại đế nhất trong mắt, A Long tốc độ quả thực là chậm như sâu kiến, khẽ cười một tiếng. Đây chính là cái gọi là Đông Hải tối cường A, Đông Hải thật đúng là không hổ là yếu nhất chi hải. Busosoku Haki quấn, nhiễu tại trên nắm tay, đón đánh thẳng tới A Long chính là bỗng nhiên một quyền rơi đập. Oanh, lực đạo cuồng mãnh, đinh tai nhức óc tiếng và đập bên trong, cũng vang lên một tiếng rõ nét tiếng xương nứt, A Long thân hình trực tiếp bị một quyền đập trúng đầu, phù một tiếng đâm vào trong đất, giống như là máy ủi đất một dạng bị nuông chiều tính chất mang theo đẩy lên một tầng thật cao đất vụn. Mà hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên, cưng rắn cái mũi tức thì bị đế nhất một quyền đập gãy, nhân tiện hắn cái kia tự hào sang sắc bén toàn bộ đập thành mảnh vụn. Đau đớn để A Long hét thảm lên, đầu đầy là huyết hắn giống như là giã thú bị thương đồng dạng, hai mắt trở nên tinh hồng, chống đỡ chính mình từ trên mặt đất muốn đứng lên, lại bị đế nhất một cái bắt được cổ nhấc lên. Thả ta ra, người cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi, A Long điên cuồng gào thét lấy, đế nhất khóe miệng vén lên, sách theo cổ của hắn, đột nhiên hướng xuống đất gạch dưới nhấn đi. Bành, trong tiếng nổ, A Long cả người như là cắm củ cài một dạng bị ngạnh sinh sinh cắm vào, lực lượng cuồng mãnh để hắn cả đầu trên mặt đất trực tiếp bạo liệt ra, xong. Chân quất, xúc hai cái trực tiếp tử vong, tiếng ẩm ỉ cũng an tĩnh lại, toàn bộ A Long công viên lần thứ nhất như thế yên tĩnh trợn tròn mắt, Nami cùng Noziko đều kinh ngạc nhìn đế nhất chậm rãi đem tiên huyết dính cánh tay từ trong đất bùn rút về, hắc hỏa giấy lên, cánh tay khôi phục sạch sẽ, nhưng vừa vặn phách lối vô cùng A Long đã biến thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. a Long hải tạc đoàn tại ngắn ngủi vài phút không đến, ngoại trừ còn lại mấy cái tạp ngư một dạng tồn tại, toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đây là cái gì cấp bậc sức chiến đấu? Nami không biết, Noziko cũng không biết, từ một khắc này bắt đầu đế nhất loại này không gì sánh kịp liền in dấu thật sâu khác ở trong đầu của các nàng. Thất thần làm gì, nhanh lên đi dọn dẹp hành lễ, ta thượng truyền A, Nami, Noziko. Âm thanh vang lên, để hai nữ lấy lại tinh thần. Ta, ta, cảm ơn ngươi, phản ứng lại Nami lập tức lệ nóng doanh chồng. Từ xưa tới nay tựa như đè lên một khối đá lớn trong đầu một lần trở nên vô cùng nhẹ nhõm rực rỡ. A Long đoàn hải tạc diệt phong, Khả Khả Tây Á thôn cũng trở về thôn dân trong tay, mà chính mình cũng cuối cùng tự do, tìm Đế Hào bên trên, Nami cùng Noziko đã lên thuyền, hai nữ mặc dù niên kỳ mới mười mấy tuổi, nhưng nhìn bộ dáng lại cũng không lộ ra trẻ con. Non, bởi vì hai người đương ra đều rất sớm, biết chuyện rất sớm, càng là có một loại già dặn phong cách, để Đế nhất vô cùng thưởng thức. Sự tình chính là những thứ này rồi, còn có cái gì không rõ liền hỏi Hoa Hồng a trong lúc rảnh rỗi đế nhất đem một ít chuyện cùng hai nữ giải thích qua. Đế, đế nhất điện hạ, như vậy nói cách khác chúng ta sau này là điện hạ. Người sao, Nami bỗng nhiên mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng vẫn lấy dũng khí vấn đạo. Noziko cũng xinh đẹp, trên mặt nổi lên đỏ ửng loại này, bị người bảo vệ cảm giác thật đúng là kỳ diệu. Ân, đương nhiên, các người cũng sẽ là chủ nhân nữ nhân, duy nhất một điểm, chính là tuyệt đối không cho phép phản bội chủ nhân, bằng không ta sẽ là thứ nhất tự tay giải quyết các ngươi người. Hoa hồng đen tiếp lời đầu nói, xinh đẹp, trên mặt mang một vòng lạnh ý, lập tức hai nữ trong lòng run lên, nhìn về phía hoa hồng đen trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, nữ nhân này cho các nàng một loại khí thế cực kỳ mạnh. Chúng ta biết, Nami cùng Noziko nhìn nhau, đối với cuộc sống tương lai đột nhiên tràn đầy lo lắng đồng thời cũng nhiều không hiểu chờ mong. Bởi vì Nami cùng Noziko hai nữ lần thứ nhất gọi bay trên trời chiến hạm, đối với cái này một chút đều tràn đầy lớn vô cùng hiếu kỳ, nhất là Nam nàng hội họa bản đồ hàng hải loại này không chung đi thuyền thích hợp nhất. Cho nên Kim Đế Hào đi độ cao không cao, khoảng cách mặt biển 1.000m không đến, dù sao đông hải loại địa phương này cho dù là hải quân phát hiện cũng không dám có bất kỳ động tác, đây chính là tiền thưởng 10 ức belly đại danh đỉnh đỉnh đế nhất chiến hạm, ai dám tự tìm cái chết. Nami cùng Nozico dựa vào bên cạnh thành thuyền, bị phía dưới từng màn rung động đến, loại này từ trên cao nhìn xuống phía dưới cảm giác thật sự phi thường tuyệt vời nếu như không có đế nhất e rằng đời này đều khó mà thực hiện oanh đang chậm rãi đi kim đế hào phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng pháo giống tiếp đó thân thuyền chấn động phía dưới chuyện gì xảy ra đế nhất vấn đạo hoa hồng đen đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới lạnh lùng nói chủ nhân có người ở phía dưới dụng pháo đánh công kích chúng ta phía dưới chính là thị trấn orin vị trí một môn tạo hình khổng lồ cự, pháo đứng sừng sững ở thật cao trên pháo đài, họng pháo chính đối chậm rãi đi kim đế hào. Tại cự, pháo bên cạnh vây quanh một đám hề ăn mặc người, cầm đầu chính là một cái có khổng lồ cái mũi đỏ, mang theo bao tay trắng, thằng hề trang phục nam tử, thằng hề bắc nghi. Thuyền trưởng đánh chúng vào, chương 258 nhận túng, thuyền trưởng đánh chúng vào, tiểu đệ hét lên kinh ngạc âm thanh, vừa mới một pháo kia tại kim đế sâu đáy thuyền bạo liệt nổ lên hỏa hoa mặc dù không có đánh chìm kim đế hào thế nhưng là có thể đánh chúng đã để bọn hắn nhân tâm phân chấn bắc kỳ trong mắt tỏa ra kim quang vung cánh tay hô lên cho lão tử tiếp tục oanh tới một hồi hoa lệ pháo kích ga đây chính là toàn thân là kim lơ lửng chiến hạm loại này hoa lệ chiến hạm chỉ có lão tử mới xứng nắm giữ hỏng pháo tiếp tục chậm rãi di động khóa chặt kim đế hào hỏa tuyến bốc cháy lên oanh, hét điên cuồng tiếng pháo bên trong, vẽ lấy Bắc Ghi ký hiệu Bắc Ghi đánh gào thét mà đi, lại tại đánh nhanh bên trong thời điểm bị một đảo chàm kích sóng cắt nát thành hai nửa. Phía dưới băng hải tạc Bắc Ghi ngạc nhiên, Bắc Ghi thuyền trưởng, hảo, thật giống như hai chúng ta Bắc Ghi đánh bị đánh nát. Cái gì, lão tử Bắc Ghi đánh, còn chưa dứt lời phía dưới, ầm ầm hai mảnh đạn pháo rơi xuống tại phụ cận, hai mươi hai đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt bên trong ánh lửa ngập trời, một lớn mảnh nhà dân trực tiếp biến thành phế tích, nhấc lên khí lãng để bất ngờ không kịp đề phòng băng hải tạc Bắc Ghi bị lật ngược không ít người, liền Bắc Ghi cũng ăn một miếng cho. Kim đế hào tại bọn hắn kinh ngạc lại mừng như điên ánh mắt bên trong chậm rãi rơi xuống xuống. Đế nhất cùng tam nữ đi xuống thuyền, cái kia đỏ chót lỗ mũi người hào khôi hải A, à, Nam Y hiếu kỳ nói. Chấm 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 ngoặc kép ngoặc kép, ách, im ngay, A, à, bắc ghi thuyền trưởng, tha thứ nàng A, à, không nên tức giận. Bắc ghi thuyền viên đoàn nhau nhau há to miệng, từng cái bị dọa đến cái cầm đều rơi xuống đất, con mắt trợn lên. Bắc ghi thuyền trưởng ghét nhất chính là người khác nói hắn đỏ chót cái mũi, hết chuyện để nói, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi đứng lên, trở nên vô cùng dữ tợn. Như vậy cũng ý thức được chính mình tựa hồ nói sai, lập tức che lại tiểu. Miệng nhìn xem đế nhất, một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu mèo dáng vẻ. Đế nhất ha ha một, mèo nam y, quả nhiên không sai, cái này thần sắc hỗn ngươi còn dám cười. Chiếc này thuyền vàng là lão tử, chúng tiểu nhân, để chúng ta một hồi hoa lệ chiến đấu a. À. Bắc ghi vẫn lên đoàn đao trong tay, cười gần. Tại thị trấn Orin xương vương xương bá đã quen, hơn nữa xem như Roger thuyền hải tặc trước kia thực lực sinh, Bắc ghi còn tính là lẫn vào phong sinh thủy khởi, mặc dù chỉ là ở đây nhỏ yếu đông hải, lúng túng. Bắc ghi thuyền trưởng, không nên tức giận, giao cho chúng ta a. À. Mang theo màu trắng lông nhung khăn trùm đầu cùng thủ sáo nam tử mở miệng Ở bên cạnh hắn là một đầu hình thể khổng lồ sư tử Chính là tuần thú sư Mohaji cùng sùng vật của hắn Rikchi Hừ, cho lão tử tới một hồi hoa lệ thắng lợi, Mohaji Bắc ghi cả giận hư một tiếng Tự hù cũng ý thức được chính mình đường đường một thuyền trưởng trực tiếp xuất mã có chút đi mặt mũi Bày lên giá đỡ nói Qua, wow, là Mohaji đại nhân, Mohaji đại nhân huy vũ Mohaji đại nhân thế nhưng là trên thế giới lợi hại nhất tuần thú sư, liền chi loại này mãnh thú cũng có thể thuần phục. Những thứ này mắt không mở ra hòa chết chắc, nhanh lên quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Có thể Mohaji đại nhân mạnh khỏe tâm sẽ bỏ qua các ngươi. Trong đám người, đi ra từng đợt nhiệt liệt thanh âm, mà tuần thú sư Mohaji cũng vô cùng hưởng thụ loại này bị ủng hộ cảm giác, tao khí mà vuốt vuốt cái chán tóc cắt ngang chán, vỗ vỗ sủng vật sư tử. Lên đi, Richi. Giống, tuần thú sư Mohatji cùng hùng sư Richie đồng thời quát to một tiếng, roi trong tay của hắn nhanh chóng chuyển động đứng lên, chính mình cũng giống là giống như dã thu hướng về đế nhất phương hướng chạy nhanh đứng lên. Mà ở hắn xung kích đến đế nhất trước mặt thời điểm lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng phanh lại xe nhìn về phía Richie phương hướng. Này chỗ nào còn nhìn thấy Richie thân ảnh, đã sớm rỗng tuyết, sùng vật sư tử Richie cũng tại nơi xa co do giống như là cái con chuột nhỏ ngừng lại, còn cần vô cùng e ngại ánh mắt len lén liếc đế nhất bọn người. Bọn gia hỏa này cho nó khi thế quá mức cường đại, nó bản năng bắt đầu e ngại đứng lên. Pritchi, người cái này hỗn đản, tuần thú sư Mohatji quái khiếu, trên mặt lúng túng không thôi, chính hắn cũng chính là một chủ nghĩa hình thức, chủ yếu dựa vào sư tử diệu võ dương oai, bây giờ liền sư tử không đến từ mình lại tới. Phốc hoa hồng đen cùng vừa mới lên thuyền Nam Y, đều buồn cười, nhóm người này có phần cũng quá khôi hài a. À. Đế nhất cũng không nhịn được hơi lộ ra ý cười, rũi vươn ngón tay nhắm ngay Mohatji, các người 717 thật đúng là khôi hải a. À. Trong nháy mắt, lúng túng bên trong Mohatji đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong giống như là như đạn pháo bị xả. ra ngoài, bịch một tiếng động vào xa xa nhà dân bên trên, một cái to lớn chữ lớn phá lệ choi mắt. Mà đầu kia đáng thương sư tử phát, run mà càng thêm lợi hại, cuộn mình từ bản thân mà móng vuốt, giả trang ra một bộ mèo con một dạng hùng dạng chỉ sợ đế nhất cho rằng nó có uy hát iota. Vừa mới còn tại cùng nhiệt kêu to một đám hải tặc thành viên từng cái ngậm miệng, trợn to mắt nhìn bị đánh bay mô Một cái đầu ngón tay liền bắn bay, lộc cộc bác ghi cưỡng ép nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, theo tức giận biến mất hắn bắt đầu có chút cảm giác không thích hợp. Kẹo kẹt kẹo kẹt một chiếc xe một bánh di động đi lên, phía trên ngồi một người có mái tóc che khuất mắt trái. mươi 258 ngươi làm bộ thua để cho ta có chút mặt mũi. Tạp mấy ba đế nhất có chút nghe không rõ lắm nhiều hứng thú nói. Kabaji cải chính là Kabaji a à, tạp mấy ba thổ huyết hỗn đàn để ta kết thúc ngươi đi băng hải tặc bắc ghi tối cường kiếm sĩ Kabaji tới cũng xe cốt kít kẹo kẹt kẹo kẹt mà di chuyển nhanh chóng đứng lên giống như thật phong đồng dạng Kabaji loan đao nóng lánh hàn quang mãnh liệt cướp mà đến thực sự là khôi hài tổ ba người sao có chút ý tứ các người có muốn xem hay không siếc thú đế nhất thoải mái mà hướng về tam nữ vấn đạo siếc thú là cái gì tính toán mang một gánh siếc thú trở về đặt ở căn cứ cho đại gia giải buồn cũng vẫn là có chút ý tứ đi lần nữa trong nháy mắt bành lực lượng cuồng bảo hoàn toàn vượt quá kabaji tiếp nhận thép tinh chế tạo lưỡi đao trong nháy mắt bị đẩy lùi hắn cảm giác mình có phải hay không đụng phải một bức tường hơn nữa phản kích sức mạnh siêu cấp cường đại trong nháy mắt cũng cùng mohatji trở thành cá mè một lứa hai người nện ở đồng dạng một ngôi nhà bên trên, hai cái có hình người chữ lớn song song dán vào. Gánh xiếc thú bọn gia hòa này là trực tiếp hóa đá. Đông Hải loại địa phương nhỏ này có thể có bao nhiêu kiến thức. Cà ba di loại này cho đế nhất sách dày đều không xứng gia hỏa vậy mà danh xưng đoàn hải tặc tối cường kiếm sĩ, đến nỗi cái kia cái mũi đỏ bắc ghi thuyền trường. Chính là một cái khôi hài bức, đế nhất tại mọi người choáng váng trong ánh mắt chậm rãi hướng đi bắc ghi thuyền trường, bắc ghi biểu lộ cũng lạc hương cứng rắn, chính mình được lợi hai cái rừng tay thế mà bị người thiếu niên trước mắt này hai cái ngón tay bắn bay. Lộc cộc tiếp tục nuốt nước miếng, bác y cảm thấy chính là hắn thấy qua vua hải tạc Roger thuyền trưởng. Hẳn là, hẳn là cũng không có bạo lực như vậy a. À. Cái mũi đỏ, nhìn ngươi vẫn là rất đậu bức, một nhìn chằm chằm bác y đỏ chót cái mũi cười nói. Ta, siết cách, thảo, bác y rất muốn giảng thô tục, nhưng mà nhìn thấy nơi xa cái kia dán tại trên tường vết xe đổ sau, phải nói không ra miệng, nhưng nhìn thấy chung quanh mã từ cái kia giận ánh mắt, nếu như vậy Nguyễn Đản, tựa hồ một cái hoa lệ thuyền trường thân phận. Người tên khốn đáng chết này, vậy mà đánh bại ta tối cường kiếm sĩ Kabaji cùng tối cường tuần thú sư Mohatji, để ta bắc ghi thuyền trường tới thu thập ngươi đi. Tới dị thường hoa lệ chiến đấu, bắt ghi mười ngón ở giữa bắn ra một chút tiểu đao, biểu lộ cố giả bộ lấy giữ tận bộ dáng cái chán lại bốc lên mồ hôi mịn, tại ở gần đế nhất thời điểm, dùng nhỏ bé yếu ớt phan nguyễn âm thanh nói ca môn ngươi lợi hại ta cho ngươi 10 vạn belly ngươi phối hợp phía dưới ta để ta đánh bại không 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 cho ngươi 100 vạn belly kính nhờ ca môn nghe được thanh âm này đế nhất sừng sốt một chút cái này hóa ra là muốn chính mình đánh tỷ số giả nhìn thấy bác ghi thuyền trường bắt đầu bão nổi thuyền viên lập tức đảo qua trước đây che lấp dù sao bác ghi bản thân tại thuyền viên trong lòng chính là vô địch gian ác tàn nhẫn đại ngôn từ chỉ có phục tùng hắn mới có thể được đến đãi ngộ tốt, nếu như đối địch hoặc lừa gạt cái kia hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Bắc ghi, bắc ghi, bắc ghi, thuyền viên bên trong tự động bộc phát ra sóng sau cao hơn sóng trước động viên âm thanh. Rõ ràng tại thị trấn Orin bên trên băng hải tặc Bắc Ghi đã qua đã quen loại này tân thủ thôn hành hạ người mới thời gian, trong mắt bọn hắn. Đế nhất cùng toàn thân vàng óng ánh kim đế hào cũng bất quá là bọn hắn trong mâm thái. Ha 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 ta tới, nhường ngươi kiến thức một chút vĩ đại bắc ghi thuyền trường lợi hại chia năm xẻ bảy thằng hề phi đao bắc ghi nắm phi đao cánh tay trực tiếp thoát ra tới hướng về đế nhất phương hướng bắn nhanh mà đến đế nhất cười nhạt một tiếng thân hình hơi hơi lóe lên những thứ này phi đao toàn bộ thất bại đồng thời biên trì như đao ngọn lửa màu đen tại đầu ngón tay giấy lên hướng về phía bắc ghi phương hướng hai ngón trượt xuống hưu một đạo màu đen hình bán nguyệt trảm kích xuất hiện trong nháy mắt xuyên thấu bắc ghi cơ thể. Hô nguy hiểm thật, ha 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 ta thế nhưng là bắc ghi thuyền trưởng, chia năm xẻ bảy trái cây bắc ghi, người làm sao có thể đánh đến ta. Màu đen chạm kích tại sắp đánh chúng trong nháy mắt, bắc ghi cơ thể phân liệt ra, rực. Nóng khí lãng để chán của hắn mồ hôi trở nên càng dày đặc. Mà bắc ghi tiếng nói vừa ra, nơi xa cái kia liên tiếp xếp hàng kiến trúc bị chạm kích tác động đến, hư vô thôn viêm lan tràn đi qua, ngắn mũi mấy hơi thở. Công phu, những thứ này phòng ốc toàn bộ biến mất sạch sẽ, lộ ra phía dưới đốt cháy thổ địa. Toát ra mồ hôi lạnh, bác ghi cũng cảm thấy sau lưng không thích hợp, quay đầu đã, bỗng nhiên nhìn thấy trong nháy mắt bao la tầm mắt, phòng ốc đã biến mất rồi một lớn. Phiến, cái kia, vừa mới, nếu như vừa mới chạm kích rơi vào trên người mình, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tới điều này bác ghi càng là mồ hôi đầm đìa, triệu tiền triệu có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Ui huynh đệ, ngươi tại sao không đúng đầu đâu, không phải nói xong 100 vạn be chịu thua sao? 150 vạn, không thể nhiều hơn nữa, huynh đệ, ngươi làm bộ thua, để ta có chút mặt mũi, về sau đại gia có qua có lại. Bác ghi nhỏ bé yêu ớt phan nguyễn âm thanh vang lên lần nữa. Ai cùng ngươi nói xong rồi, kết quả lấy được là đế nhất không chút khách khí cự tuyệt. Cái gì, bác ghi cảm giác mình rất thất bại, đế nhất cự tuyệt đánh tỉ số giả màu đen chảm kích lần nữa xẹt qua, bất quá là hai ngón tay thả ra chạm kích, lần này bác ghi sớm đã đoán trước, lần nữa tách ra tránh thoát, hơn nữa đắc ý cười như điên, ha ha ha, muốn chạm kích bên trong ta, người si nói mộng a. À. chương 259 là bằng hữu ta, đế nhất khóe miệng dương lên, cánh tay nâng lên, năm ngón tay chống ra, màu đen hư vô thôn viêm tại đầu ngón tay cái trước cái điểm nhiên, hơn nữa dọc theo cả cánh tay lan tràn. Hừng hực hắc hỏa phảng phất một vòng liệt nhật đồng dạng, trên không trung thiêu đốt thoát ra, dần dần biến hình trở thành một cái cực lớn giả thiên cự thủ, đón bắc ghi phương hướng một trường vỗ phía dưới. Không góc chết công kích, như ngươi phân liệt, giống như thiên uy đồng giảng, cự thủ che khuất bầu trời, dưới bóng tối bắc ghi cùng thủy thủ đoàn của hắn lạnh rung phát. Jun, còn có thể chơi như vậy. Bắc ghi ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đen nghịt khuynh đảo cự thủ, dọa đến mặt như màu đất, lại ngay cả trốn tranh ý nghĩ cũng không có bởi vì căn bản không có cơ hội trốn tránh. Oanh, hư vô thôn viêm cự thủ rơi xuống, gây nên một tầng khí lãng, bị vạ lây người vô tội băng hải tặc bắc ghi thuyền viên trong nháy mắt bị thôn phệ, mặt đất đập ra một cái sâu đậm cự thủ ấn ký. Tại bàn tay khổng lồ vị trí trung ương là một cái toàn thân nám đen người, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước, nhưng có thể từ cái kia đen thui vòng tròn lớn cái mũi có thể đánh giá ra là bắc ghi. Thời khắc này bắc ghi đã sợ đến linh hồn z 590, nếu như không phải đế nhất tận lực khống chế hư vô thôn viêm, liền xem như phân liệt trái cây tại loại này công kích đến cũng tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn cơ hội. Ở, ừ, dừng tay, ta đầu hàng ta đầu hàng, hư vô thôn viêm tiêu thất, bắc ghi từ dưới đất nhảy dựng lên, kêu to, nhìn về phía đế nhất ánh mắt là hoàn toàn sợ hãi. Nha, đầu hàng, hoa lệ bắc ghi thuyền trưởng cũng sẽ đầu hàng nha, đế nhất cười khởi nói, khổ bức bắc ghi nhìn bốn phía, những cái kia lớn tiếng khen hay hài tặc bị hắc viêm cự thù tác động đến, tử thương hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ bây giờ là bị sợ mềm nhũn trên mặt đất, đừng nói lớn tiếng khen hay, đoán chừng có thể nói ra lời nói chính là lợi hại. Đều đến nơi này cai phân thượng, người thuyền trường này uy nghiêm và sinh mệnh so ra cái gì nhẹ cái gì nặng không cần tuyển chọn. Đừng có giết ta, tóc đỏ là ta hảo bằng biết tóc đỏ sao, hắn bây giờ thế nhưng là thế giới mới tứ hoàng sang. Đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng, hắn xe ta bằng hữu tốt nhất chỉ cần ngươi thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a à, sang suýt chút nữa quên đi các ngươi là bằng hữu đế nhất tựa như nói bắc ghi cùng sang cũng là roger trên thuyền kiến tập sinh quan hệ của hai người chính xác không phải bình thường bất quá không có nhớ lầm bắc ghi không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không khiêng ra sang tên tuổi a dù sao tại bắc ghi trong mắt hai người càng giống là đối thủ một mất một còn mà không phải là hảo bằng hữu Ách, đó là đương nhiên, ta Bắc ghi là ai, cũng chỉ có sang loại này tứ hoàng cấp bậc nhân vật mới xứng trở thành bằng hữu của ta. Bắc ghi nhìn thấy đế nhất công kích đình chỉ, trong lòng hô to có hy vọng. Cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta cùng sang quan hệ có thể không thể nói là hào, lần trước chiến đấu còn không có phân ra thắng bại đâu. Đế nhất lạnh nhạt nói, lột bộp, Bắc ghi dương lên miệng lớn cương, cứng rắn ở, vừa mới còn nghĩ khoe khoang còn thổi một trận hắn cùng sang quan hệ cỡ nào tốt bao nhiêu, đối phương thậm chí vì hắn nguyện ý không tiếc mạng sống, nhưng mà... Người thiếu niên trước mắt này cùng sang chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Nếu như là lúc trước đế nhất nói như vậy bác ghi nhất định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng kiến thức đế nhất kinh khủng chiến lược sau, bác ghi cảm thấy đế nhất nói hẳn là thật sự. Có thể, có phần chính mình quá xui xẻo a à, đế nhất lại là sang đối thủ đáng giận sang, ngây người nào không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trước mắt cái quái vật này, làm hại chính mình truyền ra tên tuổi của hắn ngược lại bị liên lụy. Bác ghi khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích, ha 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 bị người phát hiện, kỳ thực ta cùng sang loại kia rác rưởi cũng không phải cái gì bằng hiểu, hắn cũng là năm đó ta cử nhân, nếu như không phải hắn, lão tử đã sớm là vô hải tặc. Tên hỗn đàn kia, cắn răng nhín lợi bộ dáng ngược lại là quả thật có mấy phần lộ ra chân tình, bắc ghi đối với sang đột nhiên dọa chính mình ăn hết phân liệt trái cây thế nhưng là canh cánh trong lòng những lời này nói ra miệng cũng không có gì không đúng bắc ghi còn dự định nói tiếp sang nói xấu ý đồ để đế nhất cảm thấy cùng hắn là cùng một chiến tuyến người thế nhưng là đế nhất lắc đầu cười nói thằng hề bắc ghi lời ngươi nói quá phức tạp đi ta không biết thật giả như vậy đi vẫn là giết chết dứt khoát một chút màu đen hư vô thôn viêm lần nữa cháy hừng hực dựng lên đế nhất tay phải trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu đen chi thủ. Bác ghi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, rực, nóng nhiệt độ cao để trên mặt hắn mồ hôi giống như là không cần tiền một dạng liều mạng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này hoa hồng đen chờ nữ cũng cười trộm không thôi, ngược lại là Nami cùng Noziko bị đế nhất vừa mới công kích hù dọa, bây giờ còn có chút thất thần, dù sao cái này cấp bậc chiến đấu các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không 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 không, ta đầu hàng, ta cho ngươi tiền, đúng đúng đúng, ta còn có trái ác quỷ, ta cho ngươi trái ác quỷ. Bác ghi liền khóc mang cầu khẩn la hét, đế nhất hứa hư vô thôn viêm bàn tay dừng lại, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn có trái ác quỷ. Vốn là dự định truyền một cái gánh siếp thú đi qua thái cổ đảo giải trí phía dưới. Nhìn thấy đế nhất phản ứng sau, bác ghi hô to có hy vọng, lập tức đem tài bảo của mình cùng trái ác quỷ móc ra. chương 259 là bằng hữu ta, đế nhất khóe miệng dương lên, cánh tay nâng lên, năm ngón tay trống ra, màu đen hư vô thôn viêm tại đầu ngón tay cái trước cái điểm nhiên, hơn nữa dọc theo cả cánh tay lan tràn, hừng hực hắc hỏa phảng phất một vòng liệt nhật đồng dạng, trên không trung thiêu đốt thoát ra, dần dần biến hình trở thành một cái cực lớn giả thiên cự thủ, đón Bắc Ghi phương hướng một trường vỗ phía dưới. Không góc chết công kích, như ngươi phân liệt, giống như thiên uy đồng dạng, cự thủ che khuất bầu trời, dưới bóng tối Bắc Ghi cùng thủy thủ đoàn của hắn lạnh dung phát. run còn có thể chơi như vậy, Bắc Ghi ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đen nghiệt khuynh đảo cự thủ, dọa đến mặt như màu đất, lại ngay cả trốn tránh ý nghĩ cũng không có, bởi vì căn bản không có cơ hội trốn tránh. Oanh, hư vô thôn viêm cự thủ rơi xuống, gây nên một tầng khí lãng, bị vạ lây người vô tội băng hải tạc Bắc Ghi thuyền viên trong nháy mắt bị thôn phệ, mặt đất đập ra một cái sâu đậm cự thủ ấn ký. Tại bàn tay khổng lồ vị trí trung ương là một cái toàn thân nám đen người, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước, nhưng có thể từ cái kia đen thui vòng tròn lớn cái mũi có thể đánh giá ra là Bắc Ghi. Thời khắc này Bắc Ghi đã sợ đến linh hồn Z-Zun 590, nếu như không phải đế nhất tận lực khống chế hư vô thôn viêm, liền xem như phân liệt trái cây tại loại này công kích đến cũng tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn cơ hội. Ờ, dừng tay, ta đầu hàng ta đầu hàng, hư vô thôn viêm tiêu thất, Bắc Ghi từ dưới đất nhảy dựng lên, kêu to, nhìn về phía đế nhất ánh mắt là hoàn toàn sợ hãi. Nha! Đầu hàng, hoa lệ bắc ghi thuyền trường cũng sẽ đầu hàng nha. Đế nhất cười khởi nói. Khổ bức bắc ghi nhìn bốn phía, những cái kia lớn tiếng khen hay hài tặc bị hắc viêm cự thủ tác động đến, tử thương hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ bây giờ là bị sợ mềm nhũn trên mặt đất. Đừng nói lớn tiếng khen hay, đoán chừng có thể nói ra lời nói chính là lợi hại. Đều đến nơi này cai phân thượng. Người thuyền trường này uy nghiêm và sinh mệnh so ra cái gì nhẹ cái gì nặng không cần tuyển chọn. Đừng có giết ta, tóc đỏ là ta hảo bằng biết tóc đỏ sao, hắn bây giờ thế nhưng là thế giới mới tứ hoàng sang. Đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng, hắn xe ta bằng hữu tốt nhất, chỉ cần ngươi, thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. a à, sang, suýt chút nữa quên đi, các ngươi là bằng hữu đế nhất tựa như nói. Bắc ghi cùng sang cũng là Roger trên thuyền kiến tập sinh, quan hệ của hai người chính xác không phải bình thường, bất quá không có nhớ lầm, Bắc ghi không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không khiêng ra sang tên tuổi A dù sao tại Bắc Ghi trong mắt, hai người càng giống là đối thủ một mất một còn, mà không phải là hảo bằng hữu. Ách, đó là đương nhiên, ta Bắc Ghi là ai, cũng chỉ có sang loại này tứ hoàng cấp bậc nhân vật mới xứng trở thành bằng hữu của ta. Bắc Ghi nhìn thấy đế nhất công kích đình chỉ, trong lòng hô to có hy vọng. Cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta cùng sang quan hệ có thể không thể nói là hào, lần trước chiến đấu còn không có phân ra thắng bại đâu. Đế nhất lạnh nhạt nói, lộp bộp, Bắc ghi dương lên miệng lớn cương, cứng rắn ở, vừa mới còn nghĩ khoe khoang còn thổi một trận hắn cùng sang quan hệ cỡ nào tốt bao nhiêu, đối phương thậm chí vì hắn nguyện ý không tiếc mạng sống, nhưng mà. Người thiếu niên trước mắt này cùng sang chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Nếu như là lúc trước đế nhất nói như vậy bắc ghi nhất định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng kiến thức đế nhất kinh khủng chiến lược sau, bắc ghi cảm thấy đế nhất nói hẳn là thật sự. Có thể, có phần chính mình quá xui xẻo a à đế nhất lại là sang đối thủ đáng giận sang gây người nào không tốt vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trước mắt cái quái vật này làm hại chính mình chuyển ra tên tuổi của hắn ngược lại bị liên lụy bắc ghi khóc không ra nước mắt vội vàng giải thích ha 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 bị người phát hiện kỳ thực ta cùng sang loại kia rác rưởi cũng không phải cái gì bằng hữu hắn cũng là năm đó ta cường nhân nếu như không phải hắn lão tử đã sớm là vô hải tặc tên hỗn đàn kia cắn giang nghiến lợi bộ dáng ngược lại là quả thật có mấy phần lộ ra chân tình bắc ghi đối với sang đột nhiên dọa chính mình ăn hết phân liệt trái cây thế nhưng là canh cánh trong lòng những lời này nói ra miệng cũng không có gì không đúng bắc ghi còn dự định nói tiếp sang nói xấu ý đồ để đế nhất cảm thấy cùng hắn là cùng một chiến tuyến người thế nhưng là đế nhất lắc đầu cười nói thằng hề bắc ghi lời ngươi nói quá phức tạp đi ta không biết thật giả như vậy đi vẫn là giết chết dứt khoát một chút màu đen hư vô thôn viêm lần nữa cháy hừng ngực dựng lên, đế nhất tay phải trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu đen chi thủ. bắc ghi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, rực, nóng nhiệt độ cao để trên mặt hắn mồ hôi giống như là không cần tiền một dạng liều mạng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này hoa hồng đen chờ nữ cũng cười trộm không thôi, ngược lại là Nami cùng Noziko bị đế nhất vừa mới công kích hồ dọa. Bây giờ còn có chút thất thần, dù sao cái này cấp bậc chiến đấu các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy không 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 không, ta đầu hàng, ta cho ngươi tiền, đúng đúng đúng, ta còn có trái ác quỷ, ta cho ngươi trái ác quỷ. Bác ghi liền khóc mang cầu khẩn la hét, đế nhất hứa hư vô thôn viêm bàn tay dừng lại, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn có trái ác quỷ. Vốn là dự định truyền một cái gánh siếp thú đi qua thái cổ đảo giải trí phía dưới. Nhìn thấy đế nhất phản ứng sau, bác ghi hô to có hy vọng, lập tức đem tài bảo của mình cùng trái ác quỷ móc ra chương 260 hải quân đại tướng mở rộng, đây là ta tất cả tài bảo, viên này trái ác quỷ thế nhưng là gần nhất ta phế đi thật lớn kinh mới làm được, vốn là dự định bán đi, lão đại, ngài nếu là cần liền đem nó đưa cho ngài, là tiểu đệ tấm lòng thành, ngài nhất định muốn vui vẻ nhận. Bắc ghi một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, gia hòa này mượn gió bẻ măng bản lĩnh thật đúng là lợi hại, nhìn bộ dáng này giống như khắp thiên hạ liền hắn một cái trung thành nhất đồng dạng đế nhất bị đóa này kỳ hoa chọc cười, hư vô thôn viêm tán đi, cầm lên trái ác quỷ. Hấp thu trái ác quỷ, tâm niệm hơi hơi chuyển động, viên này trái ác quỷ bị màu đen hỏa diễm thôn vệ, tiêu thất sạch sẽ, đồng thời đế nhất trong ý thức cũng nhiều một lần biến dị cơ hội, tăng thêm trước đây biến dị cơ hội bây giờ đã đạt đến 7 lần. Nhìn thấy đế nhất sắc mặt hơi dễ nhìn chút, bác ghi lập tức cảm thấy mình sống sót cơ hội lại lớn mấy phần, càng là nịnh hót cười, lão đại, còn có những tài bảo này, cũng xin ngài vui vẻ nhận, về sau hàng năm tiểu nhân 973 đều sẽ vui vẻ nhận ngươi tài bảo. Đi thôi, mang theo ngươi gánh siếc thú. Đế nhất cười cười từ chối cho ý kiến, trực tiếp quay người mà đi. Đi nơi nào, lão đại, bắc ghi vội vàng kêu lên, đi cho ta biểu diễn siếc thú, chẳng lẽ mời ngươi đi làm thuyền trường. Nhớ kỹ đem trên tường hai tên kia cũng cùng một chỗ mang đi, còn có có chút biểu diễn không tệ thuyền viên, theo ta lên thuyền. Bắc Ghi khóc không ra nước mắt, cái này tự xưng là Đông Hải như bức nhất Bắc Ghi thuyền trường, vậy mà luôn lạc tới cho người ta đi biểu diễn siếc thú, nhân sinh biết bao bi thảm. Mặt khác một bên, hải quân bản bộ, Murray không khí bây giờ lộ ra phá lệ kiềm chế, bị đế nhất đánh lén chiến quốc mấy người cũng cuối cùng về tới bản bộ, chiến quốc thời khắc này sắc mặt phiền muộn có thể nhỏ ra. Thủy, xem ai cũng không có sắc mặt tốt, ba vị đại tướng vừa mới xuống thuyền liền bị gọi vào nguyên soái trong văn phòng hành động làm sao sẽ để cho đế nhất gia hòa này biết ba vị đại tướng cùng trung tướng hạc vừa mới đến liền ngữ ghi chất vấn vấn đạo. Tất cả mọi người sừng sốt một chút, lần hành động này tại hải bảo mật, có thể lại còn sẽ có hải tặc sớm chính mình, nếu như không phải đế nhất cái này từ trong cản trở, e rằng bây giờ hải quân đã đã thu hoạch dâu trắng cùng bác gái chiến quả. Đại tướng cùng tổng tham mưu hạc cũng không có nói gì, chiến quốc ý tứ kỳ thực đã vô cùng rõ ràng, chính là hải quân trong cao tầng có gian tế, nhưng loại này đắc tội người lời nói ai cũng không muốn trước tiên nói, chỉ là riêng phần mình dùng ánh mắt hoài nghi lẫn nhau xem kỹ lấy đối phương. Hừ, đế nhất tiểu tử gia hỏa này, thời gian một năm không gặp, trước đây cái kia lôi điện tiểu tử hẳn là còn không có cường đại như vậy a à. Chiến quốc thấy mọi người cũng không nguyện ý chủ động sách ai là gian tế sự tình, nói sang chuyện khác. Đúng vậy, nguyên soái ban đầu ở hương sóng đê thời điểm, cái kia tác phẩm xuất sắc Ino hài tạc thực lực hẳn là không bây giờ cường đại như vậy, ngắn ngủi thời gian một năm vậy mà lớn lên nhiều như vậy, thật làm cho người cảm thấy sợ a. À. Đại tướng Kizaru nhếch miệng mở miệng nói, còn có mắt ưng tên kia, cũng đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ tuyệt đối đã là chân chính đại kiếm hào, lôi kéo hai người trở thành thất vũ hài lúc CCBG, đợi, các ngươi như thế nào không điều tra tinh tường. Chiến quốc vô cùng bất mãn nói, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể phàn nàn hai câu, dù sao lúc đó là hắn đánh nhịp quyết định. Bây giờ đế nhất bày ra thực lực, Hoa hồng đen, Ino, mắt ưng ba người đã đầy đủ sánh ngang Hải quân ba vị đại tướng, lại thêm càng thêm biến. Thái đế nhất bản thân, gia hỏa này đội thực lực ngoại trừ chung đê đoan sức chiến đấu hơi yếu bên ngoài, đã đầy đủ sánh ngang Hải quân bản bộ. Đây chính là áp đảo tứ hoàng phía trên sức chiến đấu. Phải biết tứ hoàng dưới chương có thể sánh ngang đại tướng cấp bậc sức chiến đấu nhiều lắm là cũng liền một vị bộ dáng, liền xem như trước mắt tối cường tứ hoàng dâu trắng, dưới chương tối cường Marco cũng mới đại tướng cấp bậc mà phía dưới Jojo bọn người lại yếu đi chút, chẳng qua hiện nay so Sten đã thức tỉnh, rất có thể trở thành dâu trắng bên trong vị thứ hai đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng đế nhất cái này biến, thái lại trực tiếp có ba vị đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Đế nhất trước mắt nắm giữ ba tên đại tướng cấp bậc chiến lực, cao cấp chiến lực thậm chí vượt qua băng hải tạc dâu trắng, có thể đối kháng chính diện hải quân bản bộ, các ngươi hiểu ý của ta không? Chiến quốc tiếp tục nói ba vị đại tướng cùng tổng tham mưu đều sắc mặt lẫm nhiên, mà gáp bởi vì bây giờ tại bên ngoài truy tra một chút đại hải tặc, không cách nào tham gia hội nghị, hơn nữa gia hỏa này cũng không có tại tham gia hội nghị giác ngộ. Đế nhất, nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt biến hóa, được chứng kiến đế nhất cường đại, điểm ấy đã không thể nghi ngờ, đại gia hai mặt nhìn nhau lấy, chính xác, nếu như là bây giờ hải quân cao cấp chiến lực, đích xác có chút chóc khâm kiến chủ. Chẳng lẽ... Nguyên soái có ý tứ là, hạc ánh mắt cây ết ta sợ nhìn về phía chiến quốc, muốn nói lại thôi. Chiến quốc quét mắt một mắt đám người, trịnh trọng mở miệng nói, chuẩn bị thế giới trương binh A, ta đã cùng ngũ lão tinh câu thông qua, khai thác thời gian chiến tranh trạng thái, hải quân đại tướng sẽ mở rộng đến bảy tên. Hy vọng chư vị dụng tâm tại toàn thế giới tìm kiếm hợp cách nhân tài, bù đắp chúng ta cao cấp chiến lực thiếu hụt, chỉ có nhân tài mới là lập căn gốc rễ. Lời vừa nói ra, tại chỗ đám hải quân nhao nhao hãi nhiên. 800 năm qua, ngoại trừ tối loạn Roger thời đại khởi động quá ngắn kỳ thời gian chiến tranh trạng thái, hải quân bản bộ cho tới bây giờ không có dạng này liên tục hai lần thế giới cấp bậc trương binh, chớ nói chi là đem hải quân đại tướng số lượng điên cuồng mở rộng đến 7 tên. chương 261 Vô Thượng Địa Vị, 7 tên hải quân đại tướng. Còn lại 4 tên đại tướng sẽ kể từ lúc này hải quân cùng thế giới trương binh bên trong chọn lựa ra, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, sẽ không ở bây giờ đại tướng phía dưới. Có được toàn bộ thế giới chính phủ thế giới, tại nhân tài về điểm này đúng là vô cùng có ưu thế. Sắc mặt khó coi nhất chính là ba vị đại tướng, vừa mới tấn thăng mới một đoạn thời gian chính bọn họ là tiêu điểm của mọi người. Có thể cái này tiêu điểm bây giờ lập tức từ ba cái biến thành bảy cái, vô luận là tầm quan trọng cùng quyền hạn đều sẽ bị chia cắt. Chiến quốc cũng minh bạch ý nghĩ của mọi người, tức giận hừ một tiếng, nếu như các ngươi có lòng tin đồng thời đánh bại đế nhất cùng tứ hoàng bên trong một cái đoàn hải tặc, ta có thể cân nhắc bãi bỏ thế giới trương binh. nếu như không có loại năng lực này, liền cho ta lập tức, lập tức, bây giờ liền đi xử lý. nói đùa sao, đánh bại đế nhất nhóm người kia, người ở chỗ này ăn qua đế nhất thua thiệt e rằng không phải số ít ha. bọn hắn tại đế nhất trước mặt chính là một bàn thái, trước kia chiến quốc đều suýt chút nữa gạch dưới tại đế nhất trên tay. lập tức, tất cả đại tướng đồng loạt đáp ứng. Mặt khác, đem đế nhất gia hỏa này tiền thường tăng lên tới 13 ức be ly, in 8 ức bối. Răng, mắt ưng 8 ức be ly, chư vị, hải quân tương lai liền nắm ở trong tay các ngươi. Không còn khiến ta thất vọng, là, tam đại tướng đồng nói, nối đuôi nhau mà ra văn phòng, nhìn cái này đại tướng rời đi, chiến quốc lập tức phảng phất già hơn mấy chục tuổi, ánh mắt của hắn nâng lên, phát hiện tổng tham mưu hạc còn không có rời đi. Thế nào, hạc, có chuyện gì không? Thất Vũ Hải Bảo Quân Ba Tho đại hùng yêu cầu cùng tổ nghiên cứu khoa học trực tiếp bày ra hợp tác, tựa hồ vô cùng phù hợp với gặp băng tiến sĩ người theo chủ nghĩa hòa bình nghiên cứu. Bây giờ đã cùng tổ nghiên cứu khoa học bàn bạc lên để chiến quốc người cũng đi qua một chuyến. Hạt nói, chiến quốc kinh ngạc một chút, người theo chủ nghĩa hòa bình nghiên cứu hắn cũng đã được nghe nói, nhưng mà loại nghiên cứu này cuối cùng sẽ để cho một cái người sống sờ sờ biến thành không có chút cảm tình nào máy móc. Tổ nghiên cứu khoa học một mực hy vọng tìm được cường đại tài liệu, không nghĩ tới cái này thất vũ hải bạo quân gấu sẽ chủ động yêu cầu. Minh Bạch, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, hạc, ta đi một chuyến. Ngày sau, trong thế giới mới, dâu trắng tranh đấu lấy lung tung chấm dứt, hai vị cường giả lồng chúc múc nước công giã tràng. Mặc dù hai hoàng cấp cường giả tạc đoàn đối với đế nhất nhúng tay im lặng không nói, nhưng mà hải quân vô cùng thích để cho nguyên bản là không bị khống chế thế giới mới càng thêm đại hải tặc đế nhất uy danh cũng bởi vậy bắt đầu ở mới nhanh chóng truyền bá. Thật hay giả, bác gái đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng vậy mà xảy ra chiến đấu. Đương nhiên là thật, còn gạt ngươi sao, hải quân đã đem bí mật theo dõi thu hình lại toàn bộ công khai, kết quả chỉ sợ ngươi nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến. Bác gái đoàn hải tặc thắng, theo lẽ thường tôi nói bọn hắn so băng hải tặc dâu trắng hay là muốn yếu hơn một đoạn, dù sao nhân ra thế nhưng là Roger thời đại sất trá phong vân đại hải tặc. Hắc 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 lần này chỉ sợ ngươi muốn đoán sai, cuối cùng đắc thủ lại là đế nhất tên kia. Đế nhất đoàn hải tặc a, Cửu Xà đảo quốc vương, còn có ấn tượng sao? Cái kia đánh giết Thiên Long nhân tiếp đó theo Cửu Xà đảo đắm chìm biến mất quái vật. Đi xem video a, xem thì biết, trong thế giới mới cơ hồ khắp nơi đều truyền bá đế nhất cùng dâu trắng, bác gái đoàn hải tặc chiến đấu video nguyên bản hải quân ngay ở chỗ này cài đặt bí mật giám sát, đáng tiếc muốn đem hải quân đánh bại tứ hoàng video truyền đi lên, kết quả chỉ có thể thành người khác vẻ đẹp, bất quá hải quân cũng vui vẻ tứ hoàng bọn gia hỏa này loạn đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, vị này trước kia chính diện đánh lui hải quân đồ ma lệnh truyền kỳ hải tặc trở thành siêu việt tứ hoàng cấp bậc kinh khủng tồn tại, thậm chí dân gian trong âm thầm xương hô trong thế giới mới đế nhất cùng tứ hoàng vì một đế tứ hoàng. Áp đảo tứ hoàng phía trên tôn xương. Băng hải tạc dâu trắng lĩnh vực, tin hải Âu thu đến 100 belly sau, đem báo mới nhất thả xuống, kêu rột rột hai tiếng xa xa bay đi. Marco thói quen chống ra báo chí, nhìn thấy những báo cáo này thời điểm lông mày bỗng nhiên nhăn lại, bước nhanh hướng đi ở phía xa uống từng ngụm lớn rượu dâu trắng bên cạnh. Chấm 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 ngoặc kép. Lão cha, lại là liên quan tới đế nhất tin tức, bây giờ toàn bộ thế giới mới e rằng không ai không biết tên của hắn. Marco bất đắc dĩ nói, dâu trắng để bầu rượu xuống, tiếp nhận báo chí, nhìn thấy phía trên đế nhất tiến bộ đã đã tăng tới 13 ức belly, mà còn có dưới chương hắn mắt ưng, ino cũng phân biệt 8 ức belly. Cô lạp 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 đế nhất gia hòa này, để cho ta nghĩ tới trước kia người kia. Dâu trắng ánh mắt nhớ lại nói, hắn nhớ tới vua hải tạc Roger. Cùng đế nhất một giảng, gia hòa này cho tới bây giờ là không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, nhưng hắn làm sự tình cũng rất nhiều thành công không thể tưởng tượng đồng dạng. Bây giờ nghe nói rất nhiều người tại truyền tụng hắn sẽ là thế giới mới ngũ hoàng đâu, lão cha. Kiếm lưỡi mảnh so tên vừa cười vừa nói, ngũ hoàng, dầu chàng ý vị thâm trường cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, các người có thể quá coi thường hắn, tiểu tử này chí hướng cũng không phải một cái hoàng có thể trừ thỏa mãn. Ngay tại thế giới mới vì đế nhất sự tình chấn kinh lúc, Kim đế hào cũng chậm rãi đi thuyền đến Grand Line bầu trời, phía dưới nhưng là một cái khổng lồ hòn đảo, hòn đảo vùng sa mạc thành lập quốc gia, Alabasta. chương 262 hải tạc xâm lấn, đế nhất quyết định hạ xuống, thái cổ đảo thực lực đã có thể bắt đầu đẩy ngang, hắn muốn đem toàn bộ nhạc viên đều đặt vào chính mình nửa đường, mà tương đối hưng thịnh lại đến gần quốc gia Alabasta tự nhiên trở thành hàng đầu chọn. Alabasta, một cái sa mạc hình quốc gia, dựa vào nước mưa cùng qua lại một chút mậu dịch sinh hoạt, thống trị quốc gia này vương tộc là Nifelteri gia tộc, thiết lập chính phủ thế giới 20 vương dòng chính hậu duệ đã từng có cơ hội tiến vào thánh địa trở thành thiên long nhân, lại tự nguyện từ bỏ, tình nguyện chờ tại cái này thế giới thanh hải bên trong. Nguyên lai tới nói, bởi vì quốc vương Nifelteri, cầu bừa quản lý, quốc gia coi như được tương đối phồn 3, 4, 7, hoa, nhưng mà trong 2 năm qua đột nhiên bắt đầu thường xuyên có một chút hải tặc xuất hiện hơn nữa công kích xuyên hải cư dân, trở thành Alabasta quốc vương Nifelteri. Cobra nhức đầu nhất sự tình thành phố hải cảng cây cải dầu hoa chạy mau a à, lại có hải tặc lên bờ đại gia trốn mau tiếng kêu chói tai từ bến cảng truyền đến mấy chiếc tạo hình giữ tận thuyền hải tặc cưỡng ép cập bờ số lượng đông đảo hải tặc xuống thuyền tới hướng về phía cảng khẩu cư dân liền trực tiếp bắt đầu cướp bóc đốt xiết a à, nhanh lên liền thống trị hộ vệ đội có hải tặc đổ bộ nhanh lên đi Baroque Works đại nhân phân loạn bên trong người nhóm lớn tiếng kêu la hải tặc hạ hả thủ dị thường hung ác, thường thường một đao mất mạng, ngắn ngủi mấy phút, vừa mới yên tĩnh an hòa bến cảng đã trực tiếp chết gần hơn 40 người, các cư dân chỉ có thể thét lên không ngừng đào vong. Nơi này cách vương đô ao bà nạp có một khoảng cách, đợi đến vương quốc hộ vệ đội đến e rằng giao quốc vàng đều đến muộn, nhưng mà để cho người ta vui mừng là kể từ hai năm trước ở đây thành lập Baroque Woods sau đó. Bên trong thực lực cường đại đại nhân vô cùng vui lòng trợ giúp đại gia thanh lý những thứ này hải tạc. Ha ha ha, các ngươi những thứ này đáng thương bỏ sát, toàn bộ cho lão tử từng cái chết đi a. À. Lão tử thế nhưng là tiền thường 7.000 vạn belly đại hải tặc bành khoa. Nói chuyện chính là trong hải tặc người cầm đầu tướng mạo giữ tận đại quang đầu, trong tay hắn sách hai thanh sáng loáng đại đao chém đầu, vũ động cư dân trực tiếp biến thành thi thể, tiên huyết hoành. Lão đại lợi hải chém chết bọn hắn, đi theo lão đại sông lên a. À. Nhóm phát đạt các hải tặc nhao nhao cười lớn giết đốt đánh cướp ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ bến cảng liền sôi trào, thường trú ở đây Alabasta quân đội quốc gia căn bản không phải hải tặc đối thủ, sau mấy hiệp trực tiếp sụp đổ, cư dân đã bắt đầu hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Đang lúc mọi người đều hoảng sợ không thôi thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, chắn đông đảo hải tặc trước mặt. Chính là biểu lộ băng lãnh, dáng người khôi ngô, một bộ thiếu lâm võ tăng ăn mặc nam tử, Das Bôn, nhanh chạm trái cây năng lực giả hắn đến lập tức làm cho những này hoàng hốt chạy bừa chạy trốn cư dân biến yên ổn đứng lên, phát ra cứu tinh đến tầm thường tiếng hoan hô. Das, bôn đại nhân, và bà Woods các đại nhân rốt cuộc đã đến, những thứ này đáng chết hải tặc muốn bị chung kết. Anh hùng, chúa cứu thế, đám người phát ra kích động tiếng hoan hô, thậm chí tất cả mọi người bắt đầu đình chỉ chạy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bà Woods xem như Alabasta anh hùng xuất hiện ở trong tâm khảm của mọi người, vô luận là hải tặc xâm lấn, vẫn là nói cái gì cư dân cần cứu viện cái gì, bọn hắn cũng có thể rất tốt trợ giúp đại gia xử lý, thật sự là nhân dân tin mừng a. Di động đám người nhao nhao đình chỉ cước bộ, từng cái ngược lại vây xem đứng lên, tại trong ấn tượng của bọn hắn Baroque Woods người là vô địch, ít nhất liền biểu hiện trước mắt đến xem cũng không có bất luận cái gì thất thủ biểu hiện. Hừ, cứu tinh, ha 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 ha, mới một người, quốc gia này cũng là lão tử, lão tử thế nhưng là tiền thưởng 7.000 vạn belly bành khoa tướng mạo giữ tận đại quang đầu tức giận nói, khoe mắt bên trong lóe lên mịt mờ tia sáng. Das, bôn không nói tiếng nào nhìn xem những thứ này hài tặc, sắc bén chảm lưỡi đao từ cánh tay cùng 10 ngón ở giữa hiện lên, nhanh chảm trái cây, có thể để cơ thể biến thành thép tinh lợi kiếm một dạng cứng cỏi, là trước mắt xã trường Crocodile phía dưới tồn tại cường đại nhất, bất quá đến nỗi xã trường là ai bọn hắn đều cũng không rõ ràng, chỉ biết là là Mister, không, mà Das. Bôn là Mister, một, hắc hắc, huynh đệ, chúng ta thế nhưng là dựa theo yêu cầu của các ngươi tới, những thù lao kia có phải hay không cũng nên thanh toán xong. Sẽ giả bộ chiến bại một chút, chúng ta tại không nhìn trong biển bên ngoài chỗ giao dịch. Đại quang đầu bành khoa hai thanh đại đao chém đầu chém rụng, bị đát. Bồn hai tay ngăn 5.8 cản, hai người cơ hồ dính vào cùng nhau thời điểm nhỏ giọng nói. Đát, bôn lông mày mịt mờ nhíu lại, vẫn là cúi đầu gật đầu một cái, lập tức bành khoa sắc mặt nhìn càng thêm không tệ hắn nhưng là Baroque phòng làm việc chủ động liên hệ để hắn tới, đây chính là một số lớn chuyện tù lao, tự nhiên muốn biểu diễn chân thực một điểm. Xoắn ốc nhổ chạm das, bôn cổ tay trở lên toàn bộ đã biến thành lưỡi đao, nhanh chóng xoay tròn lấy đâm mà đi. chương 263 Hoàng Kim Chiến Hạm, bang, một tiếng va chạm, tia lửa tung tóe bánh khoa sắc mặt khó coi bị bôn nhất chảm đánh lui lại ra ngoài, tiếp đó quay khiếu nhào tới, mà những cái kia hài tạp nhưng là dựa theo ước định trước bắt đầu ngừng đối với cư dân công kích tiếng va đập không ngừng đinh tai nhức óc mà chung quanh vây xem những cư dân này cũng không khỏi tự chủ bắt đầu vì baroque works bắt đầu cố lên treo lên đến cuối cùng thậm chí ngay cả thành một mảnh baroque works tiếng hô baroque works baroque works baroque works tất thắng tựa như giống như thủy triều trong tiếng hô alabasta cư dân đối với baroque works tín nhiệm đã tăng lên tới một mức độ mới bôn cùng bành khoa đều hiểu không sai biệt lắm là thời điểm phân ra kết quả. 22 hải tặc, đây là Baroque Works bảo vệ chỗ, vĩ đại Mister, không đại nhân là nơi này thủ hộ thần, các ngươi nhanh lên cút đi. Bôn quang minh lẫm liệt nói lấy, bành khoa cai chán gân xanh nhảy lên, số tiền này thật đúng là không dễ kiếm, trong ngày thường hoàn toàn coi thường người bình thường cũng dám nhục mạ mình, nhưng mà vì cái này cao thủ lao, còn có cái kia thần bí Mister, không tình hữu nghị, nhịn vậy còn muốn xem vững vàng ta đại đao chém đầu, đừng tưởng rằng có Baroque Works tại chúng ta cũng không dám tới xâm lược cái này quốc gia, đi chết đi. Đại đao chém đầu hướng về bôn phương hướng cực tốc lướt đến, khí thế cực kỳ kinh người, ít nhất thoạt nhìn là dạng này, hô hô tiếng xe gió bên trong, để cho người ta cho là có phải hay không một đầu hung tàn mãnh thú nhỏ tới. Bôn trên cánh tay phải chạm lưỡi đao hiện lên, hai đầu gối một khúc, thân hình như gió cướp đi lên, dựa theo song phương ước định, một đao này đánh bay bành khoa vũ khí, đem bọn hắn bước lui ra ngoài, tiếp đó tại 50 trong biển ước định địa điểm ẩn núp tiến hành giao dịch. Bang, đại đao chém đầu cùng chạm lưỡi đao và ước định một dạng đụng vào nhau, thế nhưng là bôn cái kia vững vàng tâm tính đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện đại đao chém đầu phía trên sức mạnh có chút ra dự liệu của hắn, hơn nữa đột nhiên đốt sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này rơi vào chính mình giống như là phá dầu nhiên liệu đồng dạng điên cuồng bốc cháy lên, cùng tay phải trực tiếp bị đại đao chém đầu. Phốc qua, tiên huyết chảy ra, bôn sắc mặt, mà bành khoa sắc mặt cũng bị dọa cho phát sợ. Vừa mới đại đao chém đầu phía trên đột nhiên bộc phát ra sức mạnh vượt quá ngoài dự liệu của hắn, là một cỗ lực hút nắm kéo hắn chém xuống, mà cái kia quỷ dị mà rực. Nóng hắc hỏa càng là không biết từ nơi nào xuất hiện. Bôn chật vật rơi xuống đất, che lấy chính mình tay cụt, vết cắt vị trí vẫn như cũ có hắc hỏa đang thiêu đốt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không ngừng thôn vệ hắn tay cụt. Tê lạp, không có dư thừa do dự, bôn tay trái vung qua, đem tay phải tay cụt chém rụng, hắc hỏa cũng đi theo rơi xuống, kịch liệt đau nhức để trên mặt hắn bốc lên đại hãn, nhưng mà ra hỏa này lại chỉ là muộn. Hừ một tiếng, đang tại tất cả mọi người đều chấn kinh một màn bất thình lình thời điểm, một khối cực lớn bóng tối từ trên người dù bắn xuống tới, bao phủ lại ánh sáng mặt trời. Tiếp theo là chiến hạm màu vàng ống từ thiên mà đem. Kim đế hào. Ha ha, ý chí lực thật đúng là không tệ, tay cụt cũng có thể nhẫn nại. Khóe môi nhếch lên cười đế nhất đi ra thuyền, phía sau hắn là Hoa hồng đen, Nami, Noziko, đến nỗi Bắc ghi một nhóm người, bây giờ còn giống như là động vật một dạng bị giam giữ tại kim đế số trong nhà lao. Đế nhất chỉ là trùng hợp nghĩ xuống đến xem, không nghĩ tới liền gặp phải đánh tỉ số giả sự tình, thuận tay liền để bọn hắn trở thành đánh thật cầu rồi. Đây chính là nổi tiếng Alabasta sao? Thực sự là hùng vĩ à, tiểu tạc mèo Nami hét lên kinh ngạc âm thanh, cái này ưa thích làm bản đồ hàng hải muội muội dường như là trời sinh nhà lữ hành, đối với tất cả những thứ mới lạ đều tràn đầy hào cảm. Thân là tỷ tỷ Noziko nhưng là mình cười cùng Nami đứng chung một chỗ. Hoa hồng đen nhưng là bước yêu nhã bước chân theo sát đế nhất bên cạnh thân, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua phía trước những người này sau liền tối lại, loại này tạp ngư trình độ chiến lực không cần dùng nàng ra tay. Đầu chọc bành khoa bây giờ tim đập lợi hại, bởi vì hắn vậy mà đem Baroque người cho lộng tàn phế, vẫn là em A không coi trọng nhất Mr. Tiên Sinh, đoán trường thù lao của mình rất có thể cũng bị lỡ. 757 tên ghê tởm A, nhìn thấy đế nhất một nhóm người còn cười vui vẻ như vậy, bành khoa trong lòng bạo ngược chi ý liền đằng nhưng mà lên. Các người mấy tên khốn kiếp này, từ đâu tới ra hỏa. Đầu chọc bành khoa kêu to, cùng tiểu đệ của hắn một dạng ánh mắt vẫn không khỏi được rơi vào kim đế hào phía trên, sừng sốt mấy giây sau hét lên kinh ngạc âm thanh, "Nằm, cái rãnh, là hoàng kim, hoàng kim chiến hạm a, thật là hoàng kim chiến hạm, đây là lão tử, nếu ai dám cùng lão tử tranh lão tử giết chết hắn." Hải Tạc Các tiểu đệ cũng khóe miệng lưu nước bọt, cực kỳ trông mà thèm mà nhìn xem kim đế hào, đây chính là thứ thiệt hoàng kim a, dạng này một chiếc chiến hạm nếu là toàn bộ là thuần kim, làm xuống đủ mọi người ăn ngon uống sướng cả đời chương 264 hoa hồng đen kiếm, người tựa hồ đối với Hoàng Kim cũng không cảm thấy hứng thú. Đế nhất nhìn xem ánh mắt bình tĩnh bôn hơi kinh ngạc đảo, gia hỏa này không hổ là ba lớp công tác xã Mister, luận thực lực, độ lượng, tâm tính đều tuyệt đối không phải cái gì bành khoa có thể so sánh. Hơn nữa hắn cũng là nguyên tắc bên trong Crocodile tiến vào thế giới mới sau duy nhất mang theo bằng hữu chỉ là, đáng tiếc, ở đây bị chính mình phế bỏ cánh tay, chiến lực đoán chừng muốn đánh gãy. Mà lúc này, bồn cái chán bốc lên mồ hôi mịn, nội tâm của hắn cũng không hướng hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy, bởi vì Baroque Works vốn là tổ chức tình báo, người khác không biết người thiếu niên trước mắt này, hắn có thể hết sức rõ ràng. Tiền thưởng 13 ức belly siêu cấp hải tạc đế nhất. Đến nỗi hoàng kim chiến hạm, chính là quái vật này đồng dạng thiếu niên tọa giá, kim đế hào. Khi xưa cửu xà đảo quốc vương, mà bây giờ càng nhiều hơn chính là lấy hải tạc thân là bị thế nhân nhớ rõ, dù sao có thể chính diện đánh lui hải quân đồ ma lệnh, loại này xưa nay chưa từng có 930 sự tình cũng đầy đủ để đại gia khắc sâu ấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời đại gia còn không cách nào đem trước mắt cái này nhìn mới 15 sáu tuổi xung quanh thiếu niên, cùng hải quân tuyên truyền cái kia giết người không chớp mắt ác ma đế một liên hệ với nhau. bôn chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng, còn bên cạnh hương phấn quái khiếu đầu chọc bành khoa đã mang theo một gậy lính tôm tướng cua hướng về đế nhất vây quanh có thể có làm bằng vàng dòng chiến hạm, còn có ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ đi theo, đầu chọc bành danh sách đậu trong lúc nhất thời đem đế nhất quy nạp vì phú nhị đại, đến nỗi bôn cái kia quỷ dị gầy mất cánh tay, thì không phải vậy tại lo nghĩ của hắn phạm vi các loại. Mấy phút thời gian, lăng, loạn trong tiếng bước chân, đế nhất bốn người bị đầu chọc bành khoa đoàn hải tặc đoàn đoàn bao vây lấy, những cái kia mã tử càng là mang theo ánh mắt khát vọng không được hướng về tam nữ trên thân giò xét. Lão đại, cái kia cầm tế kiếm nữ thật là xinh đẹp a à. lão đại bên cạnh cái kia hai cái tuổi nhỏ hơn một chút cũng không tệ chờ một lúc nhất định muốn thường tiểu đệ một ngụm a à. đúng vậy a à, đúng vậy a à. lão đại hắc 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 những thứ này không biết sống chết hài tặc cầu không đổi được đã bắt đầu nhao nhao nghị luận lên quét sạch cũng là hương phấn gào khóc chợt nhảy cười một tiếng hắn hơi hơi mắt liếc bên cạnh nam y cùng nojiko còn tốt chỉ là xinh đẹp khẩn trương loại cục diện này các nàng gặp phải quá ít, không biết ứng đối ra sao. Mà hoa hồng cặp kia trong đôi mắt đẹp đã là âm 100 độ nhiệt độ thấp, trong tay tế kiếm cũng tàn mát ra một cỗ nhỏ không thể nghe được kiếm minh, đế nhất trong nháy mắt minh bạch hoa hồng đen tâm ý. Đi thôi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian, vô cùng tùy ý âm thanh, để đầu chọc bành khoa cùng bôn đều sửng sốt phía dưới, còn có những thứ này vây quanh đế nhất các hải tặc, bởi vì bọn hắn không biết đế nhất đây là đang nói chuyện với ai. Vừa dứt lời, làn gió thơm lướt qua đế nhất bên cạnh, tựa như một đóa băng hàn xe lạnh hoa hồng, mang theo trí mạng mỹ lệ đồng thời cũng mang theo nguy cơ chí mạng, mềm mại thân thể tựa như trong gió chập chờn đóa hoa, lại là ngầm vô hạn sát cơ. Tê kiêm xé rách không khí, cùng đầu chọc bánh khoa đại đao chém đầu loại kia hổ hổ sinh phong cảm giác khác biệt, chỉ là phát ra cực kỳ nhỏ phá ccc, khoảng không âm thanh, nhìn cực kỳ yếu đuối bất lực, mà hoa hồng đen thân hình nhìn tốc độ cũng không khoái vừa định chế giễu một phen nữ nhân đầu chọc bành khoa đồng tử chợt co vào, âm thanh cắm ở trong cổ họng, hoa hồng đen cách bọn họ vây quanh ước chừng có 100 mét, 100 mét lại tại một cái hô hấp không đến vượt qua đi qua. Máu tươi bắn tung tóe, ngăn tại đầu chọc bành khoa trước mặt tiểu đệ đột nhiên ngã quỷ, một đóa cực kỳ rõ ràng rất khoát huyết hoa từ trước ngực của hắn xuyên thấu phía sau lưng nở rộ ra. Một cái hải tạc ngã xuống sau đó, chung quanh lớn. Mảnh hải tạc bắt đầu ngã xuống hoa hồng đen thân hình chỉ là xuất hiện một giây, một giây sau liền biến mất ở trong gió, ngơ ngẩn mấy trăm tên hải tặc, mỗi người phía sau lưng nở rộ một đóa huyết sắc mân côi, tất cả hải tặc giống như mét hơn quân bài đồng dạng ngã quỵ, chỉ còn lại ngây người như phỗng đầu chọc bành khoa. Dính lấy vết máu tế kiếm gác ở đầu chọc bành khoa trên cổ, bằng lãnh lưỡi kiếm để hắn toàn thân một cái lạnh run, lấy lại tinh thần. Lão, lão tử là đại hải tặc bành khoa, ngươi. Phốc, tiên huyết chảy ra, một quả to lớn đầu người bị hất tung lên trời, chính là đầu chọc bành khoa chết không nhắm mắt đầu, cho dù là chết đi còn vẫn mang theo sợ hãi biểu lộ. Phù phù bành, thi thể không đầu ngã xuống đất, tiếp đó mới ngã xuống, máu tươi từ chặt đứt trong cổ chảy ra. Giải quyết đi những thứ này nổi tiếng xấu hải tặc sau, hoa hồng đen lửa giận cuối cùng biến mất không thiếu, tế kiếm lắc một cái, vết máu tiêu thất, yên tĩnh mà nhẹ nhàng đi trở về đế nhất sau lưng. Trung quanh những cái kia vây xem Alabasta cư dân đã triệt để trợn mắt hốc mồm, những cái kia trốn ở tường vây sau lưng, liều mạng chạy trốn, hoặc dơ bồng từ lên cơn giận giữ cư dân toàn bộ nới rộng ra lớn nhất, đứng ở tại chỗ, xa xa thưởng thức hoa hồng đen giết người nghệ thuật. Vừa, vừa mới xảy ra chuyện gì, bành khoa chết, tên kia thế nhưng là trên tay dính hơn ngàn cái nhân mạng hải tặc. Liền hộ vệ đội đại nhân đều không thể làm gì tồn tại. Ngươi không thấy Baroque Woodsbone đại nhân đều bị thương sao? Nhưng cái đó nữ nhân, vậy mà miểu sát bành khoa, quá mạnh mẽ, quá nhanh, chương 265 hơi hơi công chúa, vừa mới còn sinh long hoạt hổ, vinh vang đắc ý hải tặc bây giờ đã toàn bộ đã biến thành thi thể ngã trong vũng máu, không một người sống, toàn bộ là nhất kích tất sát. Thủ đoạn chi quả quyết, sát phạt chi quả quyết, xưa nay chưa từng có. Đang tại đám người chấn kinh lúc, nơi xa vang lên giày đặc động vật chạy âm thanh. Là quốc vương hộ vệ đội, quốc vương vạn tuế, hộ vệ đội rốt cuộc đã đến. Vạn tuế, nơi xa cuồn cuộn mà đến bụi mù tại đế nhất trước mặt dừng lại, là một đám mấy trăm tên võ trang đầy đủ như lâm đại địch quốc vương hộ vệ đội, toàn bộ cưỡi trong sa mạc đặc hữu siêu cấp chạy mau vịt binh sĩ. Cầm đầu là cái lại có lạnh nhạt mái tóc dài màu xanh lam, xinh đẹp mắt to nữ hài, tại bên cạnh nàng đi theo hai tên thân hình mạnh mẽ hộ vệ đội thủ lĩnh. Bao lấy khăn trùm đầu, đôi mắt vị trí có giống huyết lệ Việt Nam tử chim cắt chi be, vương quốc Alabasta hộ vệ đội phó quan. Cùng với mặc áo tròn khuôn mặt dài nam tử khôi ngô, Alabasta hộ vệ đội phó quan chó rừng Chaka. Lại là Vivi công chúa, Vivi công chúa tới, Vivi công chúa vạn tuế, dân chúng tiếng hoan hô trở nên càng thêm cao, xem ra cái này mái tóc dài màu xanh lam nữ hài tại dân gian uy vọng thực tình không tệ hơn nữa những thứ này quốc vương quân rõ ràng tố chất không tệ ít nhất tại cưỡi sai đắc binh sĩ đi qua thời điểm chỉ là vụng trộm lườm vài lần kim đế hào cũng không có trực tiếp biểu lộ ra ý nghĩ xấu a à, bôn tiên sinh người bị thương rồi hộ vệ đội phó quan chim cắt chi be cùng chó rừng cha ca biến sắc vội vàng gọi tới bác sĩ cho bôn trị liệu vậy mà đoạn mất một cánh tay liền thân vì vương quốc công chúa vi vi cũng vội vàng chạy tới đế nhất một nhóm người ngược lại bị không để ý đến Lần này thực sự là khổ cực Bôn Tiên Sinh, không nghĩ tới nhóm này hải tặc lợi hại như vậy, để ngài cũng bị thương nặng như vậy. Vì vì mang theo vẻ không đành lòng nói, Baroque quốc tại Alabasta có cao vô cùng uy vọng, hơn nữa đảm đương giả chú cứu thế những năm này xâm lấn Alabasta hải tặc không nguyên nhân nhiều gấp mấy lần, dẫn đến nguyên bản là tính toán không thường cường đại quốc phương hộ vệ đội giật gấu vá vai. Thường thường phòng ngự lại phía tây, phía đông liền bị quấy dày, phòng ngự lại phía đông mà Tây cư dân lại bị cướp bóc đốt xiết, vội vàng quốc vương mạch, thẳng đến năm ngoái bắt đầu cái này Baroque công việc xuất hiện, mỗi một tên thành viên đều phi thường cường đại, giúp quốc vương đại ân, tại tất cả cư dân trong lòng cũng là gần với quốc vương quân tồn tại. Tại vì vì bọn hắn xem ra nơi này kiệt tác tuyệt đối là bôn tiên sinh, nhanh chẳng bôn tại Alabasta nắm giữ không tệ danh tiếng, chỉ có hắn mới có thể dễ dàng chế phục những thứ này cường đại hài tặc. Bôn lại là sắc mặt khó nhìn lên, hắn mang theo vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn về phía đế nhất bọn người. Vì vì công chúa, chiến đấu lần này thắng lợi ta không có ra cái gì một phần lực, là vị đại nhân kia công lao. Bôn chỉ vào đế nhất, truyền kỳ làm trộm đế nhất, truyền kỳ đại kiếm hào hoa hồng đen. Bôn rốt cuộc minh bạch trước mắt mình đứng yên là ai, tại nhìn thấy hắc hòa một khắc này hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, là đế nhất xuất thủ, để hắn vứt bỏ một đoạn cánh tay, mà hắn cho dù là biết đế nhất cũng không dám nói thẳng ra miệng, bởi vì đối phương cũng không có trực tiếp cho thấy thân phận ý tứ. A, à, đang tại tha thiết thăm hỏi vi vi, B, cha ca bọn người toàn bộ mây ngẩn cả người, cái kia bị coi thường thiếu niên sao? Cái này, vị tiên sinh này, bôn tiên sinh nói là thật sự. Phó quan chim cắt chi bé ánh mắt cây S.Iota sợ mở miệng nói, người thiếu niên trước mắt này nhìn mới 15 bộ dáng, vậy mà có thể đánh chết nhiều như vậy hung ác hải tặc. Chỉ là không biết vì cái gì Chim cắt chi be cùng chó rừng chaka đều cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tựa hồ nơi nào thấy qua, có chút quen thuộc, dù sao đế nhất phía trước nổi tiếng là tại một năm trước, hải tặc thế giới trong vòng một năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện thỉnh, bị lãng quên đi cũng là rất bình thường. Đến nỗi Vivi, cái này mới mười mấy tuổi thiếu nữ đối với mấy cái này tự nhiên không rõ ràng lắm. Kết quả là, Alabasta quốc phương hộ vệ đội một đám người toàn bộ mờ mịt nhìn xem đế nhất. A, à, những người này không phải ta giết không đế nhất cười nhạt nói không phải hô chim cắt chi be cùng chó rừng cha ca thờ thật dài nhẹ nhõm một cái có thể là bôn tiên sinh nhận lầm tuổi trẻ như vậy tiểu tử làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy hải tặc liền hắn cái kia mạ vàng chiến hạm cùng ba cái tuyệt sắc mỹ nữ dáng vẻ là đi ra nghỉ phép phú nhị đại càng thêm có thể có chút ha chỉ là chiếc thuyền này làm sao lại bỏ neo trên đất bằng là nữ nhân của ta giết chết nếu như muốn cảm tả cũng cảm giác nàng tốt đúng các ngươi là Alabasta vương tộc đúng không? Tốt nhất là thanh toán trái ác quỷ làm thù lao." Đế Nhất bỗng nhiên vỗ đầu một cái cười nói, "Đúng a, à, đây chính là Alabasta vương tộc, mặc dù sức chiến đấu rất yếu gà, nhưng mà dù sao cũng là vương quốc, không chừng thật đúng là có trái ác quỷ." "A, à, vì vì bọn người không thể tin ánh mắt nhìn hoa hồng đen, mà hoa hồng đen cũng không có phủ nhận, chỉ là yên tĩnh đứng ở Đế Nhất bên cạnh." phó quan chim cắt chi be diều hâu tầm thường ánh mắt rơi vào hoa hồng đen trên thân, nhất là nhìn chằm chằm nàng cái kia tế kiếm, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một thanh trang trí dùng bội kiếm, nhưng bây giờ lại phát hiện chuôi này tế kiếm bên trên có để hắn tim đập nhanh khí tức. chương 266 truyền kỳ hải tặc, chó rừng cha ca cũng đã là sắc mặt đại biến, thân là chó rừng hắn khưu giác vô cùng nhạy cảm, từ hoa hồng đen tế kiếm bên trên người thấy mùi máu tươi nồng nặc, cẩn thận phân biệt phía dưới vậy mà cùng những thi thể này không khác nhau chút nào. Thật sự, hai người trao đổi ánh mắt, đã xác nhận hoa hồng đen chính là cái này thảm liệt tràng diện người sáng lập, lập tức chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, nữ nhân trời sinh so nam nhân nhỏ yếu, đây là hài tạc thế giới công nhận đạo lý, nhưng mà nữ nhân này. Vậy mà cường đại như vậy, mà càng làm cho hai vị thâm niên nhân viên chiến đấu cảnh giác là, Hoa hồng đen đứng yên động tác cùng thần sắc từ đầu đến cuối giống như là tại thủ hộ lấy trước người thiếu niên này, từ hoa hồng đen trong mắt nhìn, một năm linh đến cũng không có bất kỳ chống lại, ngược lại là đối với đế nhất phát ra từ nội tâm tuân theo. Đồng dạng thân là cường giả hai người cũng minh bạch, đây cũng không phải là dựa vào cái gì lớp trên uy áp, tiền tài hoặc danh lợi mới có thể có ánh mắt, mà là chân chính thần phục với đối phương, xuất phát từ nội tâm thần phục với đối phương mới có thể thấy được ánh mắt thiếu niên này vậy mà so giết sạch hải tặc nữ nhân càng khủng bố hơn. Cái này không thể tưởng tượng nổi kết quả vừa ra tới, hai người đã không biết nên như thế nào cùng Vi Vi giảng giải. May mắn là mới vừa bộ đội của mình khi đi tới đợi cũng không có đắc tội thiếu niên này, đây là hôm nay may mắn lớn nhất. Alabasta hộ vệ đội, đại biểu Alabasta vương tộc cùng với Alabasta tất cả dân chúng cảm tạ chư vị cứu viện. Không lắm cảm kích, chim cắt chi be cùng chó rừng cha ca dùng tôn kính nhất lễ nghi biểu đạt nội tâm cảm tả và chấn kinh, mà vi vi kinh ngạc đồng thời cũng dùng vương tộc lễ nghi hành lễ. Tiện tay mà thôi, hoa hồng đen âm thanh thanh lãnh mà êm tai, chỉ là đôi mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua liền không nói nữa. Nghỉ sau vi vi bọn người thái độ trở nên nhiệt thiết rất nhiều. Người nói yêu cầu ta có thể hướng ba ba thỉnh cầu, cảm tạ chư vị, thỉnh chư vị cùng ta cùng nhau đi hoàng cung A, tin tưởng ba ba đang chờ đợi chư vị đến. Vì đôi mắt đẹp chớp động, thoải mái vừa cười vừa nói. "Tốt, đế nhất miệng đầy đáp ứng." Nami cùng Noziko nhưng là cao hứng nhảy dựng lên lẫn nhau vỗ tay. "A, à, hoàng cung a, à, ta cho tới bây giờ chưa từng có, nghe nói nơi nào bảo nhiều." Hi hi, đế nhất bốc lên hắc tuyến, "Tiểu tặc mèo Nami sao? Thói quen này, thật không dễ a, à. bối, mấy vị chuẩn bị tốt tỏa kỵ." Vì vì phân phó nói, "Không cần, chính chúng ta tới." đế nhất cười chỉ chỉ kim đế hào, dẫn theo tam nữ tại mọi người một mặt đang lúc mờ mịt đi tới. Khi đi ngang qua bôn vị trí thời điểm, khóe miệng dương lên, đế nhất nói khẽ, người rất thông minh, cho nên sống tiếp được. Sượt qua người, bốn người đã lên thuyền, mà bôn nhưng là toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, phảng phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng giảng, sợ hãi nhìn xem đi qua đế nhất. Bén nhảy chiến đấu trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn phải có bất luận cái gì làm loạn ý nghĩ, sẽ ở hắn nói ra miệng phía trước biến thành thi thể. Rất may mắn, hắn còn sống, mặc dù tổn thất một cánh tay. Tại vì vì bọn người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, kim đế hào chậm rãi bay lên không, phiêu phù ở cách xa mặt đất vài trăm mét vị trí. Kim đế xô bóng tối phóng xuống tới, như thế nào, đi thôi, vi vi, ngẩn người sao, bầu trời truyền đến đế nhất âm thanh, sướng sờ bên trong vi vi lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi nở nụ cười, An bài tốt liên quan giải quyết tốt hậu nhân, cùng bôn cũng nói đừng một phen, tiếp đó xuất lĩnh lấy hộ vệ đội nhanh chóng chỉ trở về vương quốc. Ngước nhìn hậu phương chậm rãi đuổi theo kim đế hào, chim cắt chi be cùng chó rừng cha ca dọc theo đường đi sắc mặt cực kỳ khó coi, kim sắc có thể lơ lửng thuyền. Thế giới này quá ít, nhận ra độ quá cao, chỉ có người kia chuyên kỳ hài tạc đế nhất, hai người quen biết cười khổ, nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ cùng kinh hãi, nhưng bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống chỉ có thể dán chặt lấy vi vi tòa kỵ hai bên, chỉ sợ đế nhất chọn đánh lén vi vi. Tại loại này tiền thường mười ức bọn hắn còn không có thu đến tăng giá lệnh treo giải thưởng, không có chú ý khối này, truyền kỳ hài tặc trước mặt bọn hắn tuyệt đối là không chịu nổi một kích, nhưng mà chỉ có thể tận này sức mòn. Rất nhanh, hộ vệ đội xuyên qua vương quốc Alabasta thủ đô ao bà nạp cửa thành sau, đến vương đô. Kim đế hào tại đã dẫn phát một hồi dân chúng tiếng kinh hô sau, cũng thuận lợi đáp xuống vương đô bên trên. Cùng một thời gian, Alabasta mặt khác địa phương ẩn núp. bôn đã về tới vị trí của mình, bấm Mister, không điện thoại. Xã trưởng, kế hoạch thất bại. Mặc dù vứt bỏ cánh tay, bôn thanh âm bên trong vẫn là để lộ ra bình tĩnh trầm ổn chi sắc. Chấm 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 chấm. Người bị thương rồi, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, truyền tới một khàn khàn mà thanh âm trầm thấp 0.9. Có thể làm cho bôn người bị thương sao? Cũng không nhiều, đồng thời có một cái êm ái nữ sinh tại xã trường bên cạnh vang lên, là Miss Sunday ném đi một cánh tay, đầu chọc bành khoa chết, toàn bộ đội tàu toàn bộ hủy diệt, động thủ là hoa hồng đen. Hoa hồng đen, Mr. không âm thanh rung động, mươi 267 Crocodile kế hoạch, Mr. không trong miệng hắn tự nhiên chính là đế nhất, Baroque Woods bản thân thân là tổ chức tình báo. Đối với đế nhất loại này siêu cường hắc mã tuyệt đối là vô cùng chú ý, chỉ là một năm trước đột nhiên đã mất đi đế nhất tất cả tin tức, gia hỏa này giống như là biến mất đồng dạng vô tung vô ảnh, lần này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tới, hơn nữa còn mang theo mặt khác hai cái cho tới bây giờ thấy qua nữ nhân, bất quá cũng không có cái gì cường đại đứng thẳng. Bây giờ đã bị vương tộc Phi Phi mời tiến vào Hoàng Cung, sợ rằng sẽ nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Bôn nói, đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc, biết, người tốt nhất dưỡng thương, nghe nói trong thế giới mới có thể để cho người ta một lần nữa mọc ra cánh tay thuốc, sớm muộn ngươi phải cùng ta đi một lần. Mister, không nói, bôn trong lòng nóng lên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, là. Điện thoại kết thúc, Mister, không vị trí, một chỗ mờ tối trong văn phòng, cái gọi là Mister, không chính là 22 mặc màu đen áo khoác, trải lấy đại bối đầu, một thân sạch sẽ sau lưng quần tây, ngậm si gà, có một đạo ngang qua mũi vết sẹo nam tử thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile. Ở phía sau hắn là một tên khoảng 17 tuổi, lại dáng dấp vô cùng có ngự tỷ phong phạm, một thân nghề nghiệp OL trang phục mỹ nữ, Nico Robin. Vóc người cao gầy cùng xinh đẹp khuôn mặt, nhất là loại kia phát ra từ trong xương cốt cao lãnh nhưng không thiếu tài trí đẹp khí chất, có thể để vô số nam nhân trở nên mê. Không nghĩ tới đế nhất sẽ đến, Crocodile phun ra một điếu thuốc sương mù. Toàn bộ lờ mờ văn phòng đều bao phủ tại thôn vân thủ vụ bên trong. Nico Robin hơi hơi dựa vào xử lý công việc bàn, càng lộ vẻ ra mê. Người dáng người, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái mới 17 tuổi nữ hài, càng khiến người ta cảm giác giống như là vừa mới thành thục mỹ nữ, phá lệ chọc người. Âm thanh vô cùng dễ nghe, nửa đùa nửa thật nói, đế nhất sao. Thực lực của hắn chỉ sợ là xã trường cũng khó có thể chiến thắng A. Bị nón cao bồi che khuất biểu lộ Robin bây giờ nhìn qua càng có một loại tư thế hiên ngang, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mịt mờ tia sáng. Nghe lời nói này ca sấu sa mạc khác lo lạnh, từ chối cho ý kiến, trọng trọng hít một hơi xì gà, rõ ràng đối với đánh bại đế nhất cũng không có cái gì chắc chắn, thoáng có chút bất mãn tiếng nói, bôn nói hắn cũng không có trực tiếp châm vậy thì tạm thời để hắn ở đây chơi một hồi. Chúng ta lại tiếp tục a à, trong khoảng thời gian này bí mật những cái kia hải tạc để bọn hắn không cần tiến công Alabasta. Minh Bạch, mặt khác liên quan tới khiêu vũ phấn kế hoạch. Nico Robin nói, khiêu vũ phấn sao, bây giờ đối với tại vương tộc bất mãn người còn chưa đủ, tạm thời thà một chút, bất quá vũ khí chuyện thu mua không thể ngừng, hơi giảm bớt, không thể để cho vương tộc phát giác ra. Đến lúc đó quân phản loạn một thành lập, vũ khí của chúng ta toàn bộ giá rẻ bán cho bọn hắn. Crocodile ánh mắt hung ác nham hiểm nói lấy, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Nico Robin hơi hơi dừng lại, minh bạch, đúng, Mr. Hai cùng Mr ba đã hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời có thể chờ lệnh. Rất tốt, Crocodile nói, chấm 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 chấm, Alabasta quốc đô, ao bà nạp trên cung điện, bà bà, mấy vị này chính là giúp chúng ta giải vây bằng hiểu. Vivi vừa về tới hoàng cung liền biến thành người khác, biến thành hoàn toàn vô câu vô thúc xương quang thiếu nữ, cùng ở bên ngoài thận trọng tưởng như hai người. Quốc vương Cobra cười nhanh chân tới, hắn đã xin đợi đã lâu, đang chuẩn bị thật tốt cảm tạ một phen đế nhất cứu viện. Mà hai vị hộ vệ đội phó quan đột nhiên đi ra phía trước, tại Cobra bên tai nhẹ nói hai câu, cái này mang theo mình cười quốc vương lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chấn kinh, sợ hãi, cuối cùng lại mạnh mẽ gạt ra vẻ mỉm cười, hít hai hơi thật sâu mới biến trở về vừa mới mỉm cười bộ dáng. Đây hết thầy tự nhiên rơi vào đế nhất đám người trong mắt, đế nhất tự nhiên tinh tường Cobra đột nhiên biểu lộ biến đổi ý tứ, chỉ là nhếch mép lên lơ đễnh cười. Cobra hướng về bên cạnh quốc vương hộ vệ đội đội trưởng, có quan tòa một dạng tóc quan lão đầu Igaram phân phó nói, mang Vivi xuống, ta muốn cùng ân nhân nhóm đàm luận một ít chuyện. Xem như Cobra lão quản gia, Igaram tự nhiên từ vừa mới Cobra biểu lộ biến hảo bên trong đọc lên chưa nói bộ phận, lập tức chỉ là hơi biến sắc mặt 323 đáp ứng, hướng về Vivi giơ tay ra hiệu hai người xuống. Vivi công chúa ngược lại có chút không hiểu Cobra biểu lộ ý tứ. Bĩu môi bị Igaram cưỡng ép mang theo xuống, thẳng đến nhìn xem Vivi công chúa hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong sau, Quốc Vương Cobra lại mệnh lệnh binh sĩ đem hoàng cung toàn bộ phong tỏa không cho phép tất cả mọi người đi vào, làm xong đây hết thảy sau, hắn mới lau cái chán dậm dạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ẩm ướt, mà hai vị chiến lực cường đại, cũng là Alabasta thủ hộ thần chim Cacichee cùng chó rừng Chaka nhau nhau đứng thẳng đến Cobra hai bên. Tay nắm lấy vũ khí, một mặt vẻ cảnh giác nhìn xem đế nhất bốn người. Bọn hắn như thế nào? Chúng ta thế nhưng là ân nhân đâu? Đây là biểu tình gì đi? Tiểu tạc mèo Nami khó chịu phàn nàn nói. Noziko nhưng là đôi mắt đẹp nhìn về phía đế nhất ý đồ tìm kiếm đáp án. Chỉ thấy đế nhất vẫn như cỗ duy trì cười khẽ bộ dáng nhìn xem Cobra. chương 268 đặc biệt thỉnh cầu. Cobra ngăn lại hai vị phó quan muốn để hộ vệ đi lên động tác. Rõ ràng hắn cũng minh bạch, vô luận bao nhiêu hộ vệ tại đế nhất trước mặt thùng rỗng kêu to. A, à, xem ra thân phận của ta vẫn là bị ngươi đoán ra tới a, à? thực sự là thất bại a. À? Đế nhất cười nhạt, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thất bại biểu lộ, ngược lại có chút vui vẻ. Ngược lại là chim cắt chi be cùng chó rừng cha ca xạ mặt lại. Đại lão người như bức, bay trên trời lấy như thế vàng ống ánh hoàng kim chiến hạm, ai không nhận biết đây là đế nhất bảng hiệu độc nhất thân là hộ vệ đội phó quan chính bọn họ một năm trước liền từng lưu ý đế nhất chỉ là cách một năm mơ hồ thôi không biết đế nhất tiên sinh quang lâm tiểu quốc còn ra tay giúp chúng ta giải quyết tai họa muốn ta vì ngài làm những gì câu br không kiêu ngạo không tự ti nói thân là một nước chi chủ vẫn là rất có phong độ lời khách khí thì không cần alabasta thế nhưng là cái này nhạc viên bên trong ít có đại quốc gia a à, câu br đế nhất cười Cobr bên cạnh hai vị phó quan liền theo thứ tự là chim cắt chi trái cây cùng chó rừng trái cây động vật hệ trái hắc quỷ năng lực giả lấy một quốc gia thân phận có thể chiêu mộ năng lực giả vì hắn chiến đấu Alabasta quốc lực có thể thấy được lốm đốm Đế Nhất Tiên Sinh nói đùa ở đây bất quá là một cái cần cỗi sa mạc chi quốc thôi như vậy đi chúng ta cho Đế Nhất Tiên Sinh chuẩn bị một chút lễ mọn xem như đối với ngài trợ giúp hồi báo hy vọng ngài có thể nhận lấy Cobr minh bạch đế nhất loại thuyết pháp này rõ ràng muốn tống tiền. Đáng thương a, à, gần nhất Cobra cũng bị cướp biển vấn đề nhiễu ăn không ngon, quân phí càng là có chút giật gấu vá vai, nhưng vì trước mắt cái này thiên đại nan quan, hắn không thể không răng cắn gạt ra có chút quân phí xem như đế nhất thủ lao. Belly thì không cần, đoán chừng ngươi cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tương đương. Ách, Cobra ngạc nhiên, đế nhất thật đúng là thẳng thắn, thay ta tìm kiếm năm viên trai ác quỷ ta sẽ lấy mỗi khỏa hai ức belly giá cả mua lại, nếu như là hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ, giá cả khác tính toán, dạng này ngươi không tính ăn thiệt thòi ha. Đế nhất nói, trái hắc quỷ, cùng chó rừng cha ca đều sắc mặt cùng nhau biến đổi, bị vì biển cả bí bảo đồ vật, cho dù là tại trung tâm, khỏa trái hắc quỷ liền đầy đủ nhấc lên một gió tanh huyết. Huống chi là năm viên, nếu như Alabasta cuốn vào trong cuộc đấu tranh này tuyệt đối sẽ bị diệt mất. Càng nại chính là, liền xem như Cobra muốn đi lấy được trái cây, bọn hắn cũng không cách nào làm đến nhiều như vậy. Ách, đế nhất tiên sinh, yêu cầu này cũng không phải là ta đáp ứng không được, mà là Alabasta chính xác làm không được, bất quá tại 4 năm trước ta thu được một khỏa động vật hệ trái ác quỷ, đây là quốc gia chúng ta trước mắt duy nhất một khỏa trái ác quỷ, trước kia tiêu diệt mấy đại hải tạc đoàn mới bảo lưu lại tới. Cobra lau mồ hôi chán nói, một khỏa trái ác quỷ, đế nhất nhãn tình sáng lên. Vừa mới hắn nói nam viên cũng bất quá là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới Cobra gia hỏa này thật là có một quả, thì thực đế nhất đối với Alabasta ngã xuống đất có hay không trái ác quỷ vấn đề này đều bảo trì hoài nghi. Hắn tới đây bất quá là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng tới cái kia có thể giải đọc lịch sử nữ hài, Nico Robin. Tam đại cổ đại vũ khí, Thiên Vương, Minh Vương, Hải Vương, Alabasta sẽ có Minh Vương lịch sử, nếu như có thể thu được loại vũ khí này đế nhất đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đúng vậy, chỉ có một quả trái ác quỷ, xin lỗi, đế nhất tiên sinh. Cô mặt lộ vẻ thẹn nói, tại nhìn thấy đế nhất tựa hồ đối với Alabasta không có cái gì ý khác, bao quát đối với thân là vương tộc chính mình không có ý khác sau, cô tựa hồ có dũng khí rất nhiều. Nguyên lai like là bởi vì hải quân tuyên truyền bên trong đế nhất thế nhưng là một cái có ba đầu sáu tay, chuyên ăn thịt người, giết người như ngoe ác ma hải tặc, có thể hôm nay gặp mặt, nếu như không phải hung danh bên ngoài, Cobra còn tưởng rằng mình tại cùng một cái bình thường thiếu niên nói chuyện đâu. Một khỏa liền một khỏa A, thực sự là nhức đầu trải qua A. Đế nhất làm ra một bộ bị thua thiệt nhiều bộ dáng. Bất quá Cobra cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng an bài thân vệ đi hắn bảo khố đem trái ác quỷ mang tới. Một lát sau, một cái màu lam nhạt có hoa văn kỳ dị trái cây xuất hiện tại đế nhất trước mặt, tại Cobra cung kính dị thường trong thái độ giao cho đế nhất. Chật chật, không tệ, đáng tiếc chỉ là động vật hệ trái cây. Đế Nhất không khách khí đem trái cây thu vào, hoàn thành hấp thu, lập tức biến dị số lần từ 7 lần biến thành 8 lần. Tu trái cây sau đế nhất trực tiếp chuẩn bị rời đi hoàng cung, đoán chừng ở đây 8 thành cũng nghiền ép tốt, không ra mỡ gì. Đế Nhất tiên sinh, bỗng nhiên Cobra lên tiếng gọi lại đế nhất, "Ân, đế nhất tiên sinh, nếu như có thể, ta có cái yêu cầu quá đáng." Cobra có chút ấy náy nói sự tình gì, nếu như có thể, không biết có thể hay không thỉnh đế nhất tiên sinh hỗ trợ thanh lý phía dưới Alabasta chung quanh những cái kia tàn phá bừa bãi hải tặc hoặc, hoặc để chúng ta Alabasta quy về đế nhất tiên sinh che chở cho. Đương nhiên, loại này che chở không phải không có đền bù, để báo đáp lại chúng ta nguyện ý hàng năm thanh toán hai ức belly che chở phí cho đế nhất tiên sinh. Trường 269 bán nữ nhi phụ thân, hai vị phó quan nhưng là kinh ngạc nhìn xem quốc vương, không nghĩ tới quốc vương sẽ có loại này kinh người ý nghĩ. Quốc vương, đế nhất thế nhưng là hải tặc, chó rừng cha ca nhịn không được nhắc nhở, Alabasta Cobra thế nhưng là đã từng thống trị thế giới 20 vương chân đang hậu duệ, chỉ là cự tuyệt trở thành thiên long nhân tình cầu, huyết mạch bên trên bản thân cao hơn đắt tiền, cùng đảo ngư nhân loại kia trở thành dâu trắng che chở chi điện nửa người nửa cá ra hòa có thể hoàn toàn không giống. Vương quốc Alabasta cho dù là ở thế giới trong hội nghị cũng có địa vị rất cao cha ca chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta alabasta con dân ngày đêm chịu đến hải tặc xâm lược sao cho dù là tiêu phí cao so với nỗi thống khổ của bọn hắn điểm ấy lại tính được là cái gì vương quốc chi tiêu cắt giảm bộ phận a Cobra cắt đứt cha ca nổi giận nói quốc vương chim cắt chi bè cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng đây là một cái chân chính vì quốc gia hảo quốc vương đế nhất khoát tay áo nói giống như mình đã đáp ứng tựa như đừng phiến tình Cobra. Người 22 yêu cầu ta không phải là không thể đáp ứng, dù sao trở thành ta đế nhất che chở quốc gia, đừng nói nhạc viên, chính là thế giới mới đều không người dám xâm nhập a. À. ha ha. Đế nhất đại nhân, mời nói, câu đối với đế nhất xương hô cũng thay đổi, câu ngươi người một suy nghĩ kỹ càng, Alabasta có thể quy về dưới chướng của ta, đến nỗi belly ta cũng không cần, điều kiện đi, rất đơn giản, về sau nhất thiết phải tuyệt đối trung thành với ta, mặt khác thay ta tìm kiếm trái ác quỷ hoặc nhân tạo trái ác quỷ cũng có thể. Đế Nhất cười nhẹ, nhưng mà đang nói đến trung thành thời điểm một cỗ haki bá vương phóng xuất ra, không chế tại cực nhỏ chia làm, nhưng mà loại này để cho người ta thần phục uy áp lập tức để Cobra bọn người cực kỳ hoảng sợ. Chân chính bắt nguồn từ về linh hồn uy áp, Đế Nhất Hiyatsuko so dâu trắng Hiyatsuko càng thêm cường đại, cho dù là thân là 20 vương hậu rựy Cobra đều không thể ngăn cản, chỉ cảm thấy đối mặt mình là một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú chỉ cần mình một cái phản loạn ý niệm thì có thể làm cho hắn hôi phi yên diệt. Hai vị phó quan trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, mà chu những cái kia vương quốc hộ về toàn bộ ngã xuống đất ngất đi, khấu lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống, nếu như không phải đế nhất khắc chế, e rằng tất cả mọi người đều sẽ ngã xuống đất ngất đi. Cái hoàng cung tại không có bất kỳ thanh âm gì, có mồ hôi lạnh rơi xuống âm thanh. Cobra tại cấp bách làm ra quyết định, ta, Alabasta quốc vương Cobra Nguyện ý quy về đế nhất dưới trướng. Thật sâu gập cong, Cobra sử dụng vương tộc tôn quý nhất trung thành lễ nghi. Nami cùng Nosiqo đã trực tiếp thấy choáng, các nàng vừa mới còn chấn kinh tại vương quốc Alabasta hùng vĩ, bây giờ lại hãi nhiên phát hiện vương cung chủ nhân vậy mà lựa chọn thần phục với thuyền của mình dài. Tựa hồ chính mình đi theo một cái rất giỏi thuyền trưởng a. Be, Chaka, trung thành với chủ, Alabasta thu hộ thần chim cắt chi be cùng chó rừng Chaka liếc nhau nhao nhao nửa quỳ xuống, đây là tuyên thệ trung thành nghi thức. Đứng lên đi, Cobra, Be, Chaka, đế nhất đảm nhiên nói, Alabasta trực tiếp thần phục với chính mình dưới trướng, có thể nhiều năm sau Cobra sẽ phát hiện quyết định này của mình là cỡ nào sáng suốt. Tất nhiên đáp ứng các ngươi, Alabasta liền từ ta đế nhất tới thay các ngươi quét dọn một chút ra. ha, ha ha ha, song phương đi qua lần này trò chuyện sau đó. Cobra bọn người cảm giác mình rõ ràng cùng đế nhất quan hệ kéo gần không thiếu, hơn nữa hắn cũng không có bên ngoài lời đồn đãi như vậy hung tàn, ngược lại càng thêm có thể dùng ôn tồn lễ độ để hình dung, chỉ là như thế trẻ tuổi có như thế lớn thành tựu, Linh Zabra cũng cây S.Iota sợ không thôi. Nguy cơ giải trừ, Cobra đi theo ở đế nhất bốn người sau lưng đi ra chỗ hoàng cung, mà Igaram cũng mang theo công chúa Vivi về tới cung điện. Vừa về đến Vivi hứng thú cao hái liệt hướng lấy Cobra kêu, "Ba ba, các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì nơi này dù sao cũng là vương tộc địa bàn, vì cái gì ba ba sẽ đi tại đế nhất sau lưng. Câu Br trong mắt lóe lên một tia yêu chiều chi sắc, từ vi mẫu thân sau khi qua đời, hắn liền cực kỳ cưng chiều nữ nhi này, bất quá vi công chúa cũng không để hắn thất vọng, trở thành một tên quan tâm thích dân 140 công chúa, chỉ là tính khí sẽ hơi có chút giống như là đứa bé trai, tùy tiện. Vi vi, tới bái kiến phía dưới đế nhất đại nhân. Bái kiến, vi công chúa giật mình, Bài kiến cái từ này cho dù là tại đối mặt thiên long nhân thời điểm Cobra cũng sẽ không nói như vậy, dù sao thân là hai mươi vương hậu duệ, cho dù là cử tuyệt trở thành thiên long nhân, vẫn có chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm. Trừ phi là đối mặt ngũ lão tinh cái này cấp bậc nhân vật mới có thể để Vivi dùng bài kiến. Cobra, không cần khách khí như vậy. Đế nhất nói, Cobra vội vàng mặt mũi tràn đầy xin lỗi, nữ nhi của mình không biết lớn nhỏ đã quen, vội vàng đối với Vivi mang theo giọng ra lệnh nói, Vivi. Về sau ngươi liền theo Đế Nhất ca ca, hiểu chưa? Chương 270 nhện quán ba. Vivi gia nhập vào Đế Nhất trận doanh sau, Cobber rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn cực kỳ xem trọng Đế Nhất thiếu niên này, ngắn mùi này tiếp xúc, hơn nữa tuyên bố đưa về dưới trướng hắn sau đó cũng không có bất luận cái gì xem thường chính mình ý tứ, để Cobber trong lòng cho rằng Đế Nhất chính mình trong lòng kim quy tế. Huống hồ Vivi cái tuổi này, khổ khổ, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng mà tại hải tạc trong thế giới đã tính toán không nhỏ niên linh. Bây giờ Alabasta quốc gia đã đưa vào đế nhất dưới chướng, kỳ thực Cobra đã tương đương với giao gia vương quyền, trở thành đế nhất trong tay dư lấy dư đoạt thịt mỡ, loại này chủ động để nữ nhi gọi đế nhất ca ca, cũng là vì để quan hệ của song phương tiến thêm một bước. Nếu như Phát, 483, Dương Thuận Lợi, khụ khụ nói không chừng đế nhất đại nhân nhìn chúng nữ nhi của mình, cái kia giàu gì Cobra cũng trở thành nhạc phụ, Đến lúc đó tại đế nhất đây tuyệt đối cường đại siêu cấp hải tặc trước mặt cũng sẽ nhiều mấy phần quyền nói chuyện. Tất nhiên đáp ứng Cobra đem Alabasta sự tình giải quyết đi, đế nhất khi nhìn đến Das. Bồn một khắc này liền biết, cái này rõ ràng là Crocodile giờ cho quỷ, đến lúc đó trực tiếp đối đầu Baroque Works là được. Cobra, Baroque Works cùng người có lui tới sao? Đế nhất đột nhiên hỏi. Cobra run lên, chợt nói, Baroque Works là Alabasta danh tiếng cực kỳ tốt tổ chức bất quá. Cô bơ cao mày, muốn nói lại thôi bộ dáng, nói thẳng không sao, đế nhất nói, nhưng tổ chức này quá mức chính diện, dẫn đến bây giờ dân chúng đối với hắn tiếng hô cao vô cùng, để ta cảm thấy có chút bất an, có thể còn nói không rõ ràng nơi nào không thích hợp. Bọn hắn xã trường cực kỳ thần bí, đến nay chưa nghe nói qua, nhưng mà Mister không đại danh tại Alabasta lại danh tiếng lan xa. a à, người không có xuất hiện ngược lại là danh tiếng có. Đế nhất nghi ngờ nói Đúng vậy, tỷ như Das, Bon, Cure những người này Vì Alabasta dân chúng đánh giết hải tặc Nhưng mà tuyên truyền cũng là Mister Không cùng Baroque Woods danh tiếng Cobre giải thích nói Thân là bên trên Vị giả tự nhiên đối với những dân chúng này tín ngưỡng các loại độ cảnh giác Baroque Woods xuất hiện đã độ bên trên bắt đầu ảnh hưởng dân chúng hào cảm Là như thế, đem bọn hắn liên hệ cho ta địa chỉ Đế nhất nói Đúng vậy Đế nhất đại nhân, Cobra người sẽ lấy hướng về liên lạc qua Baroque Books địa chỉ cho đế nhất, ngược lại là Crocodile cái này dáng dấp không có, chỉ có Mr. Cùng Ba. Có chút ý tứ, hoa hồng theo ta đi qua đi, Vivi, Nami, Noziko, các ngươi ở đây chờ ta. Chúng nữ rất muốn cùng lấy đi qua, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, dù sao đế nhất bây giờ đang bận chính thức, từng cái ngoan ngoãn đáp dạ xuống dưới. Mang theo hoa hồng đen rời đi hoàng cung sau đó đế nhất hai người trực tiếp đi đến trên địa chỉ viết vị trí. Xuyên qua đường phố phồn hoa sau, tiến vào một đầu an tĩnh ngõ nhỏ, có một nhà nhìn như rất thông thường quán ba, quán ba tên là nhện quán ba. Chủ cửa hàng là ca hát có tóc quan nữ nhân, tướng mạo bình thường, ở trên quầy ba ngồi một cái có ba tử búi tóc, lớn lên giống là khô cạn đầu gỗ nam tử. Hai người theo thứ tự là Baroque Works Miss Double Finger Paula cùng sáp hoa quả sáp thật Mr. Ba, bây giờ đang có vừa dựng không có vừa dựng mà trò chuyện. Nghe xã trưởng nói đế nhất vậy mà xuất hiện tại Alabasta. Mister, ba nói, gần nhất vẫn là ít một chút động tác A, à. xã trưởng đã an bài O Sunday tới tự mình cùng chúng ta đàm luận kế hoạch sau này. Tóc quan gợn sóng Paula nói, A, à, Miso Sunday sẽ đến, xem ra lần này xã trưởng đối với đế nhất rất chú ý đi, cho ta thêm cốc bia, Miss Double Finger. Mister, Bà khoát khoát tay bên trong uống sạch cốc đựng bia nói. Cho chúng ta cũng tới một ly. Một đảo thanh âm xa lạ bỗng vang lên. Tại Mister, ba cùng Miss hai tay chỉ kinh ngạc trong ánh mắt. Đế nhất cùng hoa hồng đen chậm rãi đi tới. Ngồi ở trên quầy ba, khóe môi nhếch lên cười khẽ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lấy mặt bàn. Miss hai tay chỉ cùng Mister. Ba tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trực tiếp sắc mặt đại biến, nhưng thân là công tác xã nhân viên tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để bọn hắn trong nháy mắt phản ứng lại, lần nữa khôi phục vẻ chấn định. Người thiếu niên trước mắt này cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp rõ ràng chính là xã trường trong miệng truyền kỳ hải tạc đế nhất cùng truyền kỳ đại kiếm hào. Bọn hắn nhận biết đế nhất, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đế nhất không biết bọn hắn. Chỉ là hai người trong mắt lóe lên mịt mờ vẻ sợ hãi vẫn là đã rơi vào đế nhất trong mắt, bất quá đế nhất cũng chỉ là cười nhạt cũng không có trực tiếp vạch trần. Hoa hồng đen ngồi ở bên cạnh hắn, giống như một cái đại học nữ sinh đồng giảng, Chổ mã hết sức xinh đẹp động lòng người. Hai chén bia đưa đến đế nhất cùng hoa hồng đen 3.9 trước mặt. Mister, bà cùng Miss hai tay chỉ hai người làm bộ chỉ là phổ thông lão bản cùng khách uống rượu. Cầu nguyện là trùng hợp gặp đế nhất cùng hoa hồng đen, hy vọng hai người sau khi uống rượu xong trực tiếp rời đi. Nhưng ở thử mấy ngụm bia sau đó, đế nhất mang theo một tia ánh mắt đùa cợt rơi vào Mister, bà cùng Miss hai tay chỉ trên thân, cười nói, Mister, không ở nơi nào đang tại làm bộ thờ ơ hai người lập tức dừng lại động tác, kinh nghi bất định nhìn về phía đế nhất, Mr. Ba khóe miệng co quắp.